Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 36. Đối với nam nhân tu tiên giới mà nói, có thể khiến cho nữ đệ tử ngự thú trai siêu lòng, đó tuyệt đối là bản lĩnh cực lớn. Có thể khiến cho nữ đệ tử ngự thú trai mang thai vì hắn, vậy thì bản lĩnh kia liền đạt được cấp bậc thông thiên, khiến cho Phong Phi Vân đều không thể không bội phục hắn. Sau một hồi không lâu, một thiếu nữ dung nhan thanh tú bị dẫn tới phủ đồ tháp. Sắc đẹp của thiếu nữ này tự nhiên không tầm thường, sau khi nhìn thấy Vu Thanh Họa liền lập tức quỳ ở trên mặt đất, nức nở khóc lóc kể lể. Nàng nói, Ngọc Lạc hổ thẹn với Phật Tôn, làm tổn hại danh dự ngự thú trai, cầu xin Phật Tôn ban thưởng cái chết cho Ngọc Lạc. Dây cột tóc trên đầu Vu Thanh Họa đã thắt hoàn hảo, Phật y cũng ăn mặc cực kỳ sạch sẽ. Nàng đứng ở chỗ trung tâm nhất của phù đồ tháp, ngọc thể thon thả đứng thẳng tắp, đường nét trên người vô cùng mềm mại. Nàng nói với âm thanh lạnh lùng. Ngươi tự nhiên là đáng chết. Phong Phi Vân bị trói vào cột cười to mà bảo. Không giết được, không giết được, nếu giết thì đó là một thây hai mạng. Ngọc Lạc mái tóc dài tán loạn, mặt mày đẫm lệ. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, hai tay cầm lấy Phật y của Vu Thanh Họa mà cầu khẩn. Ngọc Lạc tất nhiên đáng chết, nhưng mà hài nhi trong bụng cũng là vô tội. Cầu Phật Tôn tha cho nó một mạng. Đợi cho hài nhi ra đời làm người đặt tên xong, căn bản không cần Phật Tôn ra tay thì Ngọc Lạc nguyện ý tự tuyệt ở trước mặt Phật Tôn. Vu Thanh Họa cười lạnh mà bảo. Nghiệt trùng cũng nhất định phải chết, không có khả năng để cho nó còn sống sinh ra trên đời này. Đây là nỗi sỉ nhục của cả ngự thú trai. Sau khi nghe nói như thế, cả người Ngọc Lạc cũng giống như mất đi sức sống. Nàng nhẹ tay khẽ sờ sờ vào bụng, lệ trong mắt tuôn ra như những giọt mưa rơi lộp bộp trên mặt đất. Tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Phong Phi Vân thở dài nói. Diệt sạch nhân tính a, trẻ con là vô tội. Phong Phi Vân. Vu Thanh Họa quát một tiếng chói tai, trên người đều là khí lạnh mà nói. Cả ngự thú trai chỉ có một mình ngươi là đàn ông. Ma đầu nhà ngươi kia, quả thực đã làm rất nhiều việc ác, táng tận lương tâm, đứa bé chính là của ngươi. Cho nên ngươi tự nhiên không muốn nó phải chết, ngươi lại dám gây tai họa cho nữ đệ tử ngự thú trai ta. Coi như mẹ con bọn họ đã chết thì cũng là ngươi hại chết bọn họ, không quan hệ gì tới bổn tôn. Ôi, ôi, hôm nay ta vừa mới xuống khỏi đỉnh Thái A, còn đứa bé trong bụng nàng cũng đã có được 2 tháng. Chuyện liên quan gì tới ta? Nếu là ngươi ngày mai mang thai rồi nói là ta làm, thì ta đây. Cũng đành thừa nhận. Phong Phi Vân gian tà cười một tiếng. Sắc mặt Vu Thanh Họa càng tối sầm, hàm răng cắn chặt, trên bàn tay ngưng tụ quầng sáng sát khí. Hóa thành một đạo kiếm hình như phải cắt lấy đầu lưỡi của Phong Phi Vân mới xong. Mà đúng lúc này, bên ngoài lại có một bà lão dáng vẻ vội vàng bay vào. Bà nghiêm túc nói. Phật Tôn, đại sự không ổn. 2 tháng trước, Ngọc Lạc đến Tàng Kim Các cầm đi bản Kim Tàm Kinh, nói là Phật Tôn ngươi muốn tìm hiểu, đến nay còn chưa trả lại. Vừa rồi nghe được tin Ngọc Lạc mang thai 2 tháng, ta mới ý thức được kỳ quái. Chẳng lẽ, Vu Thanh Họa sắc mặt đại biến. Vô cùng tái nhợt. Kim Tàm Kinh chính là do sư phụ của Vu Thanh Họa khi tiến vào Đồng Lô Sơn, đã bỏ ra thời gian 100 năm để tìm hiểu được bản thiếu chưa trọn vẹn từ trên hài cốt kim thân của một vị Phật tu đã chết đi nhiều năm. Mặc dù trong đó chỉ có 1/10 giá trị thực sự của Kim Tàm Kinh đích thực, nhưng mà lại vẫn là bảo điển chí cao vô thượng, có uy năng vô cùng vô tận. Đó là hài cốt một vị Phật tu cổ xưa đã từng tu luyện qua Kim Tàm Kinh. Về lý luận mà nói, người nào tu luyện Kim Tàm Kinh sau khi bị chết, thì thân thể sẽ hóa thành một cái kén tằm màu vàng. Để rồi sau khi phá vỡ lớp tơ tằm thì tu sĩ có thể sống thêm một đời, tựa như nhộng hóa bướm vậy, mà tu vi càng cường đại hơn. Nhưng, nếu như đời thứ hai cũng đã chết, như vậy cũng sẽ không sống thêm nổi nữa mà sẽ chết đi đích thực, da và cơ thể sẽ dung nhập hòa tan vào trong đầu khớp xương để hóa thành một bộ hài cốt kim thân. Nó có tính năng đao chém không vỡ, hỏa luyện bất diệt. Ngâm nước không thay đổi. Sư phụ của Vu Thanh Họa chính là một vị đại hiền Phật môn, thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ kém một bước liền đạt tới cảnh giới chân nhân. Nàng đi lại trong thiên hạ, khổ tu Phật đạo, tìm kiếm một tia đạo mấu chốt nhất kia để đột phá cảnh giới chân nhân. Nàng lấy đại thần thông xông vào một chỗ được xưng là vùng cấm sinh mệnh, một trong 8 đại di tích thượng cổ đó là Đồng Lô Sơn. Dẫu ở bên trong nàng không tìm được một tia phép tắc đạo lý để đột phá cảnh giới chân nhân kia, nhưng lại tìm được một bộ hài cốt kim thân. Rồi nàng tìm hiểu suốt 100 năm trong Đồng Lô Sơn. Sau khi đem một bộ hài cốt kim thân này ra khỏi Đồng Lô Sơn,
mang nó về ngự thú trai. Nàng lấy tâm thần từ lúc sanh ra làm vốn liếng, suy luận ra 1/10 kim tàm kinh. Sau khi viết xong nàng liền tâm thần kiệt sức, viên tịch quy thiên. Cái này vẫn còn là bởi vì nàng lấy tâm thần từ lúc sanh ra làm vốn liếng, mới suy luận ra 1/10 kim tàm kinh. Nếu như thật sự để cho nàng tìm hiểu kim tàm kinh, thì dẫu nàng hao phí cả đời, cũng không nhất định có thể đủ tìm hiểu nổi 1/10 của kim tàm kinh. Kim tàm kinh chính là một trong ba đại thánh điển, còn rốt cuộc như thế nào mà sau này lại không thể khảo cứu, thì cứ dựa vào cách Phong Phi Vân tu luyện mộ phủ tầm bảo lục mà nói, thì đó cũng là một trong ba đại thánh điển, hắn nắm giữ được một trong ba quyển, đó là bát thuật quyển trong đó. Nhưng mà đến thời gian gần đây thì Phong Phi Vân cũng vẻn vẹn lĩnh hội một chút bề ngoài của một trong tám đại diễn thuật, là chiếu hình đại diễn thuật. Còn về tiểu diễn thuật thì hắn cũng chỉ lĩnh hội được 7 cái trong tổng số 40. Từ đó có thể thấy được ba đại thánh điển vô cùng uyên thâm, rất khó lĩnh hội, lai lịch không phải chuyện đùa. Một khi tu luyện có chút thành tựu, thì sẽ bộc phát ra uy năng không gì sánh kịp. Vào lúc Phong Phi Vân đang tu luyện đại diễn thuật, hắn cũng đã cảm giác được đại đạo chí cao vô thượng trong đó. Vẻn vẹn chỉ là một thuật này liền có thể so với yêu thuật tối cao nhất của Phượng Hoàng yêu tộc. Một khi tu luyện tới đại thừa, có thể lấy thuật pháp mà triệu hồi về các vì sao từ những bầu trời vực ngoại xa xăm. Lúc ấy Phong Phi Vân đã đặc biệt kinh ngạc, bởi vì trong mắt Phượng Hoàng yêu tộc xem ra, nhân loại đều là chủng loại tồn tại. Là chủng tộc ắt sẽ bị nuốt chửng, bị ức hiếp. Không chỉ có là Phượng Hoàng yêu tộc, mà trong mắt các yêu tộc khác thì xem ra cũng là như thế. Nhân loại sinh ra quá muộn, căn bản không thể so sánh với những yêu tộc được sinh ra từ thời kỳ hồng hoang. Nhưng mà, Phong Phi Vân đã có một lần thay đổi loại nhận thức sai lầm này. Đó là vào lúc Thủy Nguyệt Đình giết hắn. Lúc ấy Thủy Nguyệt Đình bộc phát ra loại lực lượng, cũng không yếu hơn hắn chút nào. Một nữ nhân loại mà có tu vi có thể đạt tới tình trạng khủng bố như thế. Lần thứ hai, chính là lúc hắn đọc qua bát thuật quyển, vô cùng uyên thâm, cao hơn những gì mà Phong Phi Vân trước kia tưởng tượng. Kim Tàm Kinh cũng là cấp bậc thánh điển như thế, cao hơn mọi công pháp tu luyện khác tại Thần Tấn Vương Triều, mà hiện nay lại bị ăn trộm. Từ đó có khả năng tưởng tượng, trong lòng Vu Thanh Họa giờ phút này phẫn nộ ra sao. Nàng lấy đi chính là bản mô phỏng của Kim Tàm Kinh, hay là kim thân cốt bản của Kim Tàm Kinh. Vu Thanh Họa cơ hồ sắp mất đi lý trí. Hôm nay xảy ra rất nhiều sự việc mà trước kia cho tới ngày hôm nay chưa từng phát sinh. Mỗi một chuyện đều khiến cho nàng bốc lửa giận ngút trời. Là bản mô phỏng. Trong lòng Vu Thanh Họa an tâm hơn một chút, là bản mô phỏng thì tốt rồi. Nếu như kim thân cốt bản bị trộm đi, như vậy nàng cũng tương đương là tội nhân của ngự thú trai. Vì kim thân cốt bản, chính là một khối kim thân hài cốt của vị Phật tu kia. Ở trên bề mặt kim thân có những văn tự bị kích phát hiện ra. Mà bản mô phỏng, chính là bản do sư phụ Vu Thanh Họa sao chép xuống từ trên bản kim thân. Thánh vật quan trọng như thế, vì sao ngươi giao cho một nữ Phật đồng? Vu Thanh Họa lạnh giọng hỏi. Bà lão kia chính là sư thúc của Vu Thanh Họa, là ni cô cùng ba vị khác đã sống 500 năm trở lên, có nhiệm vụ cùng nhau bảo vệ tàng kim các. Tàng kim các, quả thực chính là tường đồng vách sắt, căn bản không ai có thể lấy trộm đi bảo điển từ bên trong. Bà lão trực tiếp quỳ rạp trên đất mà nói. Ngọc Lạc từ nhỏ đã ở trong ngự thú trai, cơ hồ chính là mấy người bần ni nhìn nàng lớn lên, ngây thơ lương thiện, đơn thuần không tì vết. Hơn nữa thường xuyên đi theo cùng Phật tôn tiến vào tàng kinh các, chúng ta nào có ngờ tới nàng lại gạt người. Càng là hoàn toàn không nghĩ tới có người ngoài lẻn vào ngự thú trai. Vu Thanh Họa hít một hơi thật sâu, che giấu Phật tâm kích động bất bình. Ngự thú trai thật sự đã an bình quá lâu. Cho tới ngày nay không có người ngoài có thể lẻn vào. Chỉ vừa mới tiến vào tĩnh phong khẩu của ngự thú trai thì cũng có đệ tử bảo vệ. Nếu như có người ngoài xông vào, ngự thú trai đã sớm tiến vào trạng thái cảnh giác, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Phong Phi Vân, ngươi còn nói không phải ngươi làm. Cả ngự thú trai chỉ có một tên xú nam nhân như ngươi, mau giao kim tàm kinh ra đây, nếu không bổn tôn tiễn đưa một nhà ba người các ngươi, cùng đi xuống hoàng tuyền. Vu Thanh Họa lại lần nữa nhìn đến trên người Phong Phi Vân, khí lạnh bức người. Những nữ đệ tử và lão ni khác, tất cả cũng trợn mắt trừng trừng nhìn Phong Phi Vân, ma đầu kia thật sự rất đáng ghét. Một thiếu nữ kết giao tình cảm sâu đậm với Ngọc Lạc, đi tới trước mặt Phong Phi Vân, tế xuất ra một thanh ngọc kiếm, đôi mắt tràn đầy ánh hàn quang lạnh lùng mà nói.
Phong Phi Vân, ngươi là đồ bại hoại tu tiên giới, đã sớm nên xuống địa ngục. Vì sao ngươi phải lừa gạt tình cảm Ngọc Lạc? Ngươi không chỉ có gây tai họa cho thân thể của nàng, vẫn còn lừa nàng ăn trộm thánh điển đạo Phật môn cho ngươi. Nàng là một nữ hài tử thuần khiết như vậy, hiện tại lại bị ngươi bêu xấu. Một thanh ngọc kiếm kia, mũi kiếm nhằm thẳng vào ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị xích sắt đen xì to bằng miệng bát cuốn lấy, buộc vào thân cột, ánh mắt khẽ liếc xéo nhìn một chút thanh ngọc kiếm đang chĩa vào ngực mà nói không sợ chút nào. Tiểu sư phụ, người vẫn còn chưa hề giết người rồi. Tay cầm thanh kiếm đều run run rẩy rẩy, nếu là ngươi còn chưa giết người, thì ngươi thả ta ra. Ta sẽ dạy cho ngươi cách giết người như thế nào. Cạc cạc, tay của thiếu nữ này đích xác đang run rẩy, dù sao đối diện nàng chính là đại yêu ma danh chấn cả tu tiên giới. Hỏi trong lòng nàng làm thế nào mà không sợ hãi, nàng nói. Ngươi ma đầu kia, tội chết có thừa. Mau giao kim tàm kinh ra đây, nói không chừng Phật tôn vui mừng liền sẽ không giết Ngọc Lạc. Ngươi rốt cuộc có nhân tính hay không, chẳng lẽ trơ mắt nhìn một nữ nhân mang thai cho ngươi cùng với đứa con của ngươi bị chết ở trước mặt ngươi. Phong Phi Vân bắt đầu cười ha hả, hắn nói. Nếu như là mỗi một nữ đệ tử ngự thú trai các ngươi mang thai, đều đúng là ta làm, thì Phong Phi Vân ta đây coi như chết ở chỗ này, cũng vẫn có thể mỉm cười dưới cửu tuyền, danh tiếng Phong lưu truyền nghìn đời. Hắc hắc, tiểu sư phụ, ngươi có tin tối nay để ta cưới không? Vậy là ta cũng để trong lòng ngươi có một đứa bé mập mạp. Phong Phi Vân hai mắt đỏ ngầu, tiếng cười kỳ quái, sát khí trên người bắt đầu khởi động. Thiếu nữ này từ nhỏ lớn lên tại ngự thú trai, căn bản không từng được nghe qua tiếng cười dọa người như vậy. Nàng bị Phong Phi Vân dọa cho sợ đến thiếu chút nữa phát khóc, cánh tay run rẩy càng dữ dội hơn, thành ra kiếm đều không nắm chắc nổi. Minh Lưu, ngươi lui ra đi. Phù Thanh Họa trong miệng niệm xuất ra một đạo Phật âm, truyền vào trong tai thiếu nữ kia. Lập tức nàng như được vén làn mây mù để thấy trời xanh, tàn niệm thử thách của Phong Phi Vân vẫn đang truyền bá trong tai nàng. Minh Lưu rụt co rúm cả người lại rồi lui trở về, hai tròng mắt lại khôi phục sự tỉnh táo. Mới vừa rồi, đích xác nàng bị Phong Phi Vân dọa cho sợ đến không nhẹ, thiếu chút nữa Phật tâm thất thủ. Phong Phi Vân hai mắt cứng lại, gian tà nhìn chăm chú thiếu nữ Ngọc Lạc quỳ dạp kia đang ngồi khóc trên mặt đất. Nàng biết rất rõ ràng không phải ta làm, vì sao lại không nói ra? Chẳng lẽ là vì muốn che giấu cho nam nhân kia đã khiến cho nàng mang thai? Nữ nhân này thật là có thể coi như khờ dại, cũng không biết là ai có được bản lĩnh như vậy. Có thể lừa nàng, vẫn còn khiến cho nàng khăng khăng một mực như thế, vì che giấu cho thân phận của nam nhân kia, mà thậm chí nàng không tiếc bỏ mạng. Có lẽ nói, nữ nhân ngự thú trai liền dễ lừa như vậy sao, hắc hắc. Ngự thú trai, đệ thập mạch. Trúc xanh đong đưa, khói linh như xa. Ta quyết định, nhất định phải rời khỏi ngự thú trai, không bao giờ muốn chờ đợi ở chỗ này nữa. Hòa thượng, nếu như ngươi lại ngăn ta, ta liền đâm đầu vào tường mà chết. Đôi mắt tím của Nạp Lan Tuyết Tiên chớp chớp, nàng nắm bàn tay trắng nõn mũm mĩm thành quyền mà thề son sắt. Tửu Nhục hòa thượng ngồi ở dưới một gốc cây trúc tím to như thùng nước, hai tay ôm một vại nước lớn, bên trong đều là thiêu đao tử tử. Lão điên cuồng tưới một cái, mà cười nói. Thì ra là vách tường, đã bị hòa thượng phá hủy mất rồi. Hiện tại vách tường đều là làm từ trúc, có húc vào cũng không chết người được. Nhiều nhất chỉ có thể cào xước gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của ngươi, biến ngươi thành một sử cô nương xấu xí. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận nói. Ta đây phải đi nhảy xuống vực. Vách đá ở nơi này căn bản quăng không chết ngươi, đương nhiên biến thành tàn phế thì vẫn có khả năng. Đến lúc đó muốn chết lại không chết được, ngược lại biến thành cô nương ngốc nghếch tay tàn chân tàn não tê liệt. Vậy thì đúng là rất thương cảm a. Tửu Nhục hòa thượng nhặt lên một tảng thịt heo đã nướng chín, ném vào trong miệng. Nạp Lan Tuyết Tiên đã không còn là tiểu cô nương hơn 10 tuổi kia, nàng càng thêm thon thả động lòng người, cực kỳ xinh đẹp. Cuộc sống ở trong dãy núi sâu thẳm hàm chứa tâm Phật này nên có dáng dấp thập phần linh tính, trông nàng tựa như Phật tiên duyên dáng yêu kiều kia. Mặc dù cũng đã 20 tuổi, nhưng mà lại vẫn có vài phần đơn thuần như trước, khi thì thánh khiết không tì vết, không có thực giữa chốn nhân gian khói lửa, khi thì lại khóc lóc om sòm lăn lộn, không có chút xíu bóng dáng tiên tử, không nghi ngờ là giống hệt một tiểu cô nương. Nạp Lan Tuyết Tiên đột nhiên vô cùng đau buồn, hai tay xoa đôi mắt tím rồi oa một tiếng bắt đầu khóc. Nàng không ngừng giật tóc mà nói thật thương tâm. Người ta không muốn tu Phật thì ngươi càng muốn bắt người ta tu Phật.
người ta đã muốn chơi đùa cùng Phong Phi Vân, ngươi không nên dẫn người ta tới nơi này. Giờ thì hay rồi, không có ta cai quản, cái tên Phong Phi Vân kia liền gây chuyện thị phi ở bên ngoài, dẫn đến đại sự, bị người khác đốt chết. Đốt đến không còn lấy một mẩu xương vụn, người ta chỉ là muốn đi ra ngoài đốt cho hắn một chút tiền vàng bạc mà thôi, ngươi cũng không thả người ta đi ra ngoài. Tửu Nhục Hòa Thượng đột nhiên liền bỗng mất hết hứng thú ăn thịt. Lão để một khối thịt heo cầm trong tay xuống, ánh mắt trợn trừng đến tròn xoe, xoa xoa bàn tay dính đầy mỡ lợn vào áo Phật ở trên người mà nói. Nhà đầu, đừng khóc a, người đã chết không thể sống lại. Lão còn nửa câu nữa mà không dám nói ra. Khóc lóc vì kẻ rác rưởi kia thì không đáng. Nạp Lan Tuyết Tiên một mực cho là Phong Phi Vân đã chết ở Phủ Thần Vương, cũng không biết Phong Phi Vân lần đó chính là giả chết. Càng không biết Phong Phi Vân một năm trước cũng đã đến Ngự Thú Trai. Về phần những chuyện phát sinh sau đó, Tửu Nhục Hòa Thượng căn bản không có khả năng nói cho nàng. Cứ để cho nàng nghĩ rằng Phong Phi Vân đã chết, như vậy nàng mới có thể đi theo mình để chuyên tâm tu Phật. Về phần chuyện một năm trước Phong Phi Vân được đưa đến Ngự Thú Trai, Tửu Nhục Hòa Thượng cũng nói cho mọi người, để cho bọn họ ngàn vạn lần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho Nạp Lan Tuyết Tiên biết. Phong Phi Vân hiện tại ma tính và tà khí so sánh với trước kia không biết đậm đặc hơn bao nhiêu lần. Nếu như Nạp Lan Tuyết Tiên biết hắn đang ở Ngự Thú Trai, khẳng định sẽ vì nghĩa không lùi mà đi tìm hắn mà không ai có khả năng ngăn được. Với tình huống hiện tại của Phong Phi Vân, có trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ta chỉ là muốn đi đốt cho hắn hai xấp tiền giấy mà thôi. Van cầu ngươi, ngươi lại để ta đi ra ngoài đi. Trong đôi mắt tím mở to của Nạp Lan Tuyết Tiên sóng sánh nước mắt, nàng tội nghiệp nhìn chăm chú Tửu Nhục Hòa Thượng. Tửu Nhục Hòa Thượng do dự chỉ chốc lát, rồi nói. Kỳ thật tiền vàng bạc thì đốt ở đâu đều là như nhau. Ngự thú trai địa linh nhân kiệt, nơi này rất hợp với nữ nhân. Dưới nhìn xuống cửu u, trên núi liền đâu xuất, thật sự là một nơi tốt để hóa vàng tiền hàng mã. Không bằng ngươi suy nghĩ một phen, chiều nay chúng ta đến một khe núi kia rồi đốt một xe ngựa tiền vàng bạc cho hắn. Cam đoan tại tầng thứ 18 địa ngục hắn dùng 100 năm đều không dùng hết. Hàm răng trắng tinh của Nạp Lan Tuyết Tiên nhẹ nhàng cắn vào môi, càng nhìn Tửu Nhục Hòa Thượng càng không vừa mắt. Bỗng nhiên nàng liền lại oa một tiếng bắt đầu khóc lóc. Trên con đường thanh trúc cổ đạo, một nữ nhân mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết như ngọc đang đi tới. Dáng người mảnh mai, tay ngọc mềm mại, đó là một nữ ni cô cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng mà đôi mắt kia của nàng lại như hai viên ngọc đan phượng đầy vẻ yêu mị. Nếu như để nàng đi lại trong thế tục, thì tuyệt đối là một yêu nữ mang họa gây ra vô số chiến loạn. Nàng mặc Phật y trắng tinh, mà da thịt so với Phật y càng trắng hơn, tựa như một yêu tinh trắng vậy. Tiểu sư muội vì sao lại bắt đầu thương tâm khóc giống như thế? Bạch Như Tuyết hỏi với âm thanh thanh nhã, tinh tế mà bình thản, tựa như dòng suối nhỏ chảy giữa chốn núi rừng. Có ai sẽ nghĩ tới, vị nữ ni cô này chính là yêu nữ đệ tứ điện Xâm La điện trước đây. Bạch Như Tuyết từng bị Nam Cung Hồng Nhan thu phục, điều động nàng ẩn núp ở bên người Nạp Lan Tuyết Tiên để cướp lấy Nạp Lan Phật Y. Vì vậy dùng khổ nhục kế, bái vào làm môn hạ của Tửu Nhục Hòa Thượng, tu luyện Phật hiệu, trở thành sư tỷ của Nạp Lan Tuyết Tiên. Nhưng mà Tửu Nhục Hòa Thượng có tu vi thật sự cao đến đáng sợ, tính cảnh giác quả thực khiến cho một người thông minh tuyệt đỉnh như nàng đều cảm thấy không thể nào hạ thủ. Cho nên nàng một mực đều không có đích thực ra tay đối với Nạp Lan Tuyết Tiên. Nam Cung Hồng Nhan đã chết, nàng đã không hề bị uy hiếp. Nhưng mà nàng lại cũng không lựa chọn rời đi, vẫn chờ đợi bên người Nạp Lan Tuyết Tiên. Nàng có hai mục đích, một là, Nạp Lan Phật Y. Thứ hai là, học trộm Phật môn bảo điển thương sinh Phật kinh của Tửu Nhục Hòa Thượng. Nhà đầu kia vẫn không chịu theo ta tu luyện thương sinh Phật kinh, truyền thụ thương sinh tự Phật môn đại đạo của ta. Một lòng chỉ nghĩ chạy ra bên ngoài, ngươi đến vừa đúng lúc. Mau khuyên nhủ nàng ta đi. Tửu Nhục Hòa Thượng liên tục thở dài, lại bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tửu Nhục Hòa Thượng căn bản không có khả năng truyền thương sinh Phật kinh cho Bạch Như Tuyết. Nếu muốn học được Phật hiệu Phật Pháp hàng đầu này, nàng chỉ có thể học lỏm từ Nạp Lan Tuyết Tiên. Đôi mắt tinh tường của Bạch Như Tuyết chớp chớp, hàng mi trắng nhẹ nhàng rung động. Nàng có hơi cong môi lên mà cười nói. Tuyết Tiên tiểu sư muội. Ta biết hôm nay Ngự Thú Trai xảy ra một chuyện rất thú vị sự, rất nhiều sư tỷ muội đều đã chạy tới đó xem náo nhiệt. Thật à? Nạp Lan Tuyết Tiên chợt ngẩng đầu lên, sợi tóc đong đưa.
Đôi mắt to xinh đẹp bỗng nhiên không còn một giọt nước mắt nào, nàng có vẻ cực kỳ hưng phấn, lôi kéo ống tay áo của Bạch Như Tuyết mà hỏi. Chuyện thú vị gì? Được rồi, đừng giật. Nói cho muội nghe, nghe nói là ở Thiên Đảo Đàm có một vị nữ đệ tử mang thai. Cụ thể là xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ lắm. Bạch Như Tuyết nói, Tử Nhục Hòa Thượng đang ngồi dưới đất, há to miệng ăn thịt bỗng có hơi dừng lại. Ánh mắt liếc xéo, cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cái này thật là một chuyện thú vị ngàn năm khó gặp. Cuộc sống ở ngự thú trai đích xác là hơi thái bình vô vị, hiếm khi gặp phải một chuyện chấn động như vậy. Oa, nàng kia làm thế nào mà to bụng được? Nạp Lan Tuyết Tiên mắt nhung lại rơm rớm, cực kỳ tò mò. Bạch Như Tuyết đáp, nghe nói là bị một người đàn ông lừa gạt. Bị nam nhân lừa gạt thì sẽ có đứa bé trong bụng. Nạp Lan Tuyết Tiên có hơi sốt ruột lại nói. Có điều là trước kia ta thường xuyên bị Phong Phi Vân lừa gạt, nhưng tại sao lại không có bầu nhỉ? Bạch Như Tuyết ngây người như vậy. Ấp úng, phốc. Tử Nhục Hòa Thượng nghe nói như thế, một miếng thịt bỗng nghẹn ở cổ họng, nuốt không vào, phun không ra. Lão vội vàng tưới một ngụm rượu vào trong miệng, ỏng ọc vài tiếng trong cổ họng rồi mới khó nhọc nuốt xuống. Mà trong thời gian lão bị nghẹn kia, Nạp Lan Tuyết Tiên và Bạch Như Tuyết đã bay đi về hướng tới Thiên Đạo Đàm. Để lại giữa không trung hai đạo tiên ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ. Các ngươi chậm đã, vi sư, hòa thượng ta cũng muốn. Đại Phật bào trên người Tử Nhục Hòa Thượng hất lên, lão giống như biến thành một con chim to lao lên trời, chỉ thoáng chớp mắt liền đuổi theo. Thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Mặc dù Vu Thanh Họa nghiêm cấm đệ tử nói rộng việc này đi ra ngoài, nhưng mà tin tức vẫn không khỏi lan đi. Chỉ trong thời gian không đến non nửa ngày, liền truyền khắp cả ngự thú trai. Rất nhiều nữ nhân Phật môn trong trắng như tiên bay đến, tuyệt đại đa số bọn họ đều trẻ tuổi xinh đẹp, trên người mang theo khí chất thuần khiết mà hoạt bát. Có cả nữ nhân tu vi cường đại, trên người ngưng tụ Phật mang, chân cưỡi tiên liên, sen tiên, trên đầu có vầng hào quang trắng. Ngọc thể vừa khẽ động liền có thể dẫn động tinh hoa cỏ cây, tựa như tinh linh trong tự nhiên. Nghe nói nữ nhân mang thai, chính là nữ Phật đồng dưới trướng Vu Phật Tôn. Lại còn giúp đỡ nam nhân kia đánh cắp Phật môn thánh điển Kim Tàm Kinh. Một thiếu nữ mặc Phật y trắng tinh, đứng ở trên đỉnh đầu một con ngân lang thật lớn đang trôi nổi trên đỉnh Thanh Trúc. Nàng khẽ lướt theo gió, có một loại say mê hấp dẫn do tiên Phật kết hợp. Nàng là thần nữ Phật môn Thiện Linh Nhi. Đệ tử kiệt xuất nhất ngự thú trai thế hệ này, đã từng nhập thế tu hành, đại diện ngự thú trai đi lại trong thiên hạ. Từng rèn luyện trong chốn hồng trần, vào lúc lưu danh thánh bia, khi anh kiệt tụ tập ở thần đô thì đều từng xuất hiện. Nhưng mà nàng ít khi đánh nhau với kẻ khác, cực kỳ khiêm tốn, cũng không ai biết tu vi của nàng cao bao nhiêu. Thật sự là đáng ghét, cũng dám mang tai họa đến cho ngự thú trai chúng ta. Trai chủ cũng không nên thu giữ Phong Phi Vân ma đầu kia. Nếu không cũng không có tai họa hôm nay. Một Phật nữ thiên tư cực cao, đứng ở trên mặt nước Hàn Đàm, dưới chân lan ra một mảnh rung động. Nhưng mà hình dạng rung động lại không phải hình tròn, mà là có hình dáng một vị Phật. Đây là một thiên tư kiêu nữ có thể xếp hạng 10 người đứng đầu tại ngự thú trai. Chỗ khác có mấy người thiên tư kiêu nữ trẻ trung xinh đẹp. Tất cả cũng tụ tập chung một chỗ, đều ghen ghét bất mãn đối với Phong Phi Vân, có ý muốn giết hắn. Thiện Linh Nhi đứng ở đỉnh Thanh Trúc, dường như chính là người đứng đầu đám nữ nhân. Nàng nói với âm thanh mềm mại. Phong Phi Vân mặc dù đã gây tội ác tày trời, chuyện ác gì cũng đều làm được. Nhưng mà lúc ta ở chốn thế tục đã gặp hắn mấy lần. Người này dám làm liền dám nhận, chính là kẻ xấu thực sự, nhưng không phải giả quân tử. Nếu như hắn thật sự làm, liền khẳng định sẽ thừa nhận. Xa xa, trong Phật Tháp, truyền ra tiếng cười to điên cuồng của Phong Phi Vân. Hắn nói, Vu Thanh Họa, cái đồ chết tiệt nhà ngươi này, coi như ngươi giết ta thì ta cũng sẽ không nhận. Phong Phi Vân cái gì cũng dám muốn, chính là không dám nhận đứa con trời ơi của người khác. Phong Phi Vân cũng dám mắng Vu Phật Tôn, rất nhiều nữ đệ tử ngự thú trai đều cảm giác được Phong Phi Vân này quả thực chính là đang tìm chết. Vu Thanh Họa chính là nổi danh nghiêm nghị và vô tình, ngay cả bọn họ đều cực kỳ sợ hãi vị Phật Tôn mặt sắt vô tình này. Vu Thanh Họa. Nếu như ngươi còn dám dùng nhị vị minh hỏa thiêu đốt ta, nếu như ta thoát khốn thì nhất định lại lần nữa xé nát Phật y của ngươi, đè ở dưới hông, làm cho ngươi kêu cha gọi mẹ, làm cho ngươi. Trong bụng cũng có một đứa bé. Ha ha!
Phong Phi Vân hứng chịu nhị vị minh hỏa nướng trên lửa đỏ, lại vẫn cười thoải mái, chọc cho Vu Thanh Họa nổi giận. Những nữ đệ tử ngự thú trai này đã bao giờ được nghe qua những lời khó nghe như vậy. Ai nấy đều mắc cỡ gương mặt đỏ bừng, có lão ni cô lại còn vội bịt tai tiểu nữ Phật tiểu đồng bên người, không cho bọn họ nghe được mấy lời này. Đương nhiên cũng có một chút nữ đệ tử thính tai, nghe được trong những lời của Phong Phi Vân có mấy chữ lại lần nữa, chẳng lẽ Vu Phật Tôn đã từng bị Phong Phi Vân. Những nữ đệ tử này cũng không dám tưởng tượng tiếp, ai nấy đều mặc niệm tâm kinh, nhưng mà trong lòng lại vẫn thầm nghĩ. Phi, hư, làm sao có thể, Phật Tôn là cỡ nhân vật ra sao, Phong Phi Vân mặc dù là đại ma đầu, nhưng khẳng định không phải đối thủ của Phật Tôn, càng không thể có thể lột hết trang phục Phật Tôn. Khẳng định là hắn miệng lưỡi ti tiện, nói hưu nói vượt. A-di-đà Phật, ta đang nghĩ cái gì? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vu Thanh Họa hai tròng mắt phát lạnh, ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy, lại bị Phong Phi Vân làm nhục như thế, khiến cho uy nghiêm của nàng ở đâu. Trước khi chưa tìm được Kim Tàm Kinh, vẫn không thể giết hắn. Vậy trước hết cắt hắn đầu lưỡi như mụ lăng loàn kia của hắn. Các nữ đệ tử khác đều cực kỳ sợ hãi Phong Phi Vân, không dám tiếp cận hắn. Chỉ có thể Vu Thanh Họa tự mình động thủ, tay ngọc duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất ra một thanh linh kiếm. Khí lạnh trên kiếm phong vừa phun, liền rơi xuống bên môi Phong Phi Vân. Khí lạnh trên kiếm phong, làm cho trong miệng Phong Phi Vân đều phải đông lạnh thành bột phấn băng. Phong Phi Vân mặt phủ đầy xương lạnh, nhưng lại vẫn tả khí hào hùng cười một tiếng, hắn nói. Vu Thanh Họa, người muốn giết cứ giết đi, giết ta cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ là cái tên nam nhân lẻn vào ngự thú trai kia lại vẫn tiếp tục làm ác tại ngự thú trai. Không biết sẽ còn có bao nhiêu tiểu cô nương hồn nhiên vô tội sẽ làm mẹ. Ngươi cảm giác được ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Vu Thanh Họa cười lạnh, kiếm khí từ linh kiếm trong tay liền lao về hướng trong miệng Phong Phi Vân. Đừng cắt đầu lưỡi hắn. Nạp Lan Tuyết Tiên biến thành một cơn gió thoảng, bay xuống trong Phật Tháp. Chỉ thoáng chớp mắt liền rơi xuống trước mặt Phong Phi Vân, ngón tay thon thả mảnh rẻ chạm vào sợi xích sắt lạnh như băng mà thật lớn kia. Trong đôi mắt tinh tường không ngừng rơi lệ. Nàng không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy Phong Phi Vân, toàn thân đều đang run rẩy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phong Phi Vân, cho đến khi thật sự sờ trong tay, nàng mới cảm giác tất cả điều này thì ra là thật sự, không hề là giấc mộng mỗi một đêm nữa. Những sợi tơ máu trong mắt Phong Phi Vân bớt đi không ít, tà khí cũng đột nhiên mất đi rất nhiều. Hắn nhìn chăm chú nữ nhân quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt này. Mấy năm không thấy, Nạp Lan Tuyết Tiên đã thay đổi rất nhiều, ít đi vẻ ngây ngô của thiếu nữ, càng xinh đẹp hơn. Môi hắn có hơi khô khốc mà nói. Tuyết Tiên. Nạp Lan Tuyết Tiên gật đầu tựa như con gà con mổ thóc, nàng hởi với vẻ điềm đạm đáng yêu. Ngươi làm thế nào mà không chết? Phong Phi Vân có hơi sửng sốt, đáp. Khụ khụ, cái, này nói ra thì dài. À, tại sao ngươi lại đạp chân ta, đầu ngón chân đều sắp bị dẫm bẹp rồi. Hừ. Ai bảo ngươi đi lừa con gái khác, coi như muốn lừa, cũng chỉ có thể gạt ta. Nạp Lan Tuyết Tiên hung hăng đạp một cái lên giày của Phong Phi Vân, vươn tay liền kéo lỗ tai Phong Phi Vân. Ngươi lừa Ngọc Lạc đến trong bụng có con của ngươi, vậy sao lúc ngươi lừa ta, làm thế nào lại không to bụng? Có đúng mỗi lần lúc ngươi gạt ta, đều cố ý làm qua quýt với ta. Những nữ đệ tử ngự thú trai chung quanh, ai nấy đều ngây ra như phỗng, tình huống gì đây? Tử Nhục Hòa Thượng vừa đi vào Phù Đồ Tháp tức thì túa mồ hôi lạnh đầy mặt, trong lòng thầm kêu to, cục cưng của ta, nhà đầu ngốc này lại đang nói mê sảng gì vậy. Lão đi ra phía trước liền tóm lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, không cho nàng đứng quá gần với Phong Phi Vân. Hôm nay thật sự là suối quẩy, lại để cho Nạp Lan nhìn thấy Phong Phi Vân. Cái này phiền toái lớn, Tử Nhục Hòa Thượng rất hối hận mình đã cho nàng đi xem náo nhiệt. Vu Thanh Họa nhẹ nhàng vái một cái với Tử Nhục Hòa Thượng để thể hiện sự tôn kính với lão. Dù sao Tử Nhục Hòa Thượng có vai vế cực cao trong Phật môn, đức cao vọng trọng. Mặc dù nàng chính là Phật tôn, nhưng mà ở trước mặt Tử Nhục Hòa Thượng thì lại vẫn chỉ như một tiểu cô nương bình thường. Phong Phi Vân nhìn Tử Nhục Hòa Thượng rất bất mãn, bèn cười to mà bảo. Tốt, Vu Thanh Họa, người không phải nói ngự thú trai chỉ có một người đàn ông là ta sao? Vậy con lừa ngốc kia cũng không phải nam nhân sao? Ta xem ra Ngọc Lạc chính là bị lão ấy chọc cho lớn bụng, đầu sỏ gây tội rốt cục hiện thân.
rất nhiều người đều đưa mắt nhìn sang phía Tửu Nhục Hòa Thượng. Nạp Lan Tuyết Tiên cũng chớp chớp mắt nhung, nhìn chăm chú Tửu Nhục Hòa Thượng. Chết tiệt, một đôi mắt to cổ cổ tựa như chuông đồng của Tửu Nhục Hòa Thượng trừng lên tròn xoe. Hai tay chắp tay trước ngực, không ngừng tụng niệm. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Bần tăng chính là người trong Phật môn, lục căn thanh tịnh, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Phì, hư, ngươi lục căn thanh tịnh, ngươi chính là một hòa thượng yêu quái, lại ăn thịt, có uống rượu, vẫn còn đánh người, vẫn còn chửi nhau. Giới luật Phật môn ở trước mặt ngươi thì nhìn vậy mà không có tác dụng. Vì thế nếu như ngươi phạm thêm một chút sắc giới, thì cái đó thật sự rất bình thường. Trong cổ họng Phong Phi Vân phát ra tiếng cười khanh khách. Tửu Nhục Hòa Thượng bị nói đến mặt mày đỏ lên, cuối cùng đỏ lên đến tột đỉnh, chính là giống hệt như quả cà chua. Phong Phi Vân cười nói. Ta một mực tính tâm tu luyện trên đỉnh Thái A, trục xuất tà ma trong lòng. Đến hôm nay mới xuống núi, chuyện này có trai chủ của ngự thú trai có khả năng làm chứng. Cho nên đứa bé trong bụng nàng tuyệt đối không có khả năng là của ta, chỉ có thể là do con lừa già ngốc nhà ngươi này. Phong Phi Vân cực kỳ kiêu ngạo, hét lớn. Đàn Thanh Tố, ta biết ngươi đã đến, còn không đi ra làm chứng cho ta. Những đệ tử này của ngự thú trai đều thầm niệm Phật kinh trong lòng, cảm giác Phong Phi Vân quả nhiên là đại ma đầu, lại dám gọi thẳng tên húy của trai chủ. Quả thực hẳn là trọn đời phải trấn áp hắn tại A Tỳ địa ngục. Trong không trung thiên đảo đàm, một mảnh mây khói tụ tập, ngưng tụ thành một bóng người tuyệt sắc, huyền không đứng thẳng. Tựa như một nàng tiên nữ siêu thoát ở ngoài vòng trời. Đúng là phân thân của trai chủ ngự thú trai Đàn Thanh Tố. Trừ Vu Thanh Họa ra, các đệ tử ngự thú trai đều khom mình hành lễ. Khi một đám mây khói kia tụ tập mà thành bóng người, nó liền nói với âm thanh thanh nhã, siêu thoát ở ngoài hồng trần, mà rằng. Phong Phi Vân đích xác chính là hôm nay mới xuống đỉnh Thái A. Ta có thể chứng minh, đứa bé kia tuyệt đối không có khả năng là của hắn. Khi mà ngay cả trai chủ đều lên tiếng, đệ tử ngự thú trai tự nhiên đều rất tin không còn nghi ngờ. Như vậy chuyện này liền trở nên càng khó bề phân biệt, rốt cuộc là ai len lén xông vào ngự thú trai, lại vẫn còn lừa lấy đi kim tàm kinh từ trong tay Ngọc Lạc. Ha ha, con lừa già ngốc, cái này thì ngươi không lời nào để nói chứ. Có lẽ là ngươi nên nhận đi, giao kim tàm kinh ra đây. Có lẽ hôm nay còn có thể mang theo nữ nhân của ngươi và đứa bé rời khỏi ngự thú trai. Từ đó hưởng thụ niềm vui con đàn cháu đống trong nửa đời còn lại. Bằng không, Phu Phật Tôn và trai chủ nhất định sẽ cho một nhà ba người các ngươi sinh tử khó cả đôi đường. A-di-đà Phật, Tửu Nhục Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực, nói ra một câu Phật hiệu. Phu Thanh Họa nói với âm thanh lạnh lùng. Tửu Nhục Đại Sư tâm tình uyên thâm, từng nhiều lần ra tay cứu ngự thú trai khỏi nguy nan, chính là hộ pháp thánh tăng của ngự thú trai, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là đại sư gây nên. Ngọc Lạc, nam nhân kia rốt cuộc là ai, nếu mà ngươi không nói, ta hiện tại liền một kiếm đâm chết thai nhi trong bụng ngươi. Ngọc Lạc co lại tại góc tường, thân thể run lên cầm cập, run, hàm răng cắn chặt lấy môi, căn bản không mở miệng. Phong Phi Vân đương nhiên cũng biết Tửu Nhục Hòa Thượng không có khả năng là nam nhân của Ngọc Lạc, chẳng qua là nhìn khó chịu, cố ý bêu xấu lão mà thôi. Thế nhưng nếu không phải Tửu Nhục Hòa Thượng, vậy thì là ai đây? Phu Thanh Họa là thật sự bị tức giận đến cực điểm, phát sinh ý đồ giết chóc. Nạp Lan Tuyết Tiên thấy Ngọc Lạc thật sự đáng thương liền đi tới ôm lấy nàng, cầu xin cho nàng. Phu Phật Tôn, Ngọc Lạc muội muội cũng rất đáng thương, người liền tha cho nàng đi. Nhà đầu quay lại đây, việc này quan hệ trọng đại, người đừng làm phiền thêm. Tửu Nhục Hòa Thượng trách mắng. Nạp Lan Tuyết Tiên ra sức lắc đầu, sau đó lại rót vào tai Ngọc Lạc. Ngọc Lạc muội muội. Ngươi liền nói cho Phật Tôn xem bại hoại kia là ai đi. Nay đã đến bước này mà hắn lại cũng không đứng ra cứu các ngươi. Như vậy nói rõ hắn kỳ thật chính là một kẻ xấu lòng lang dạ sói, căn bản không cần phải vì hắn mà tiếp tục đối địch với sư môn. Ta không có đối địch với sư môn, ta cũng không dám phản bội sư môn. Ta thật sự không có, xin các ngươi tin tưởng ta, van cầu các ngươi. Ngọc Lạc không ngừng dập đầu trên mặt đất. Đầu nàng đã sắp vỡ ra, trên trán xuất hiện vết máu. Phật Tôn, hắn thật là một người tốt, chỉ là muốn mượn kim tàm kinh xem qua, chả mấy chốc sẽ trở về. Hắn nói chờ hắn tu luyện xong xuôi kim tàm kinh, liền nhất định sẽ đem trả lại kim tàm kinh. Hắn tuyệt đối sẽ không gạt người,
tuyệt đối sẽ không. Ta tin tưởng ngươi. Nạp Lan Tuyết Tiên giúp Ngọc Lạc đứng lên, giúp nàng lau đi vết máu trên mặt rồi nói. Vậy thì hắn nói sau bao lâu sẽ đem trả lại Kim Tàm Kinh? Hắn nói chỉ tìm hiểu 10 ngày, 10 ngày là có thể hiểu được Kim Tàm Kinh, sau đó sẽ trả lại nó. Sau đó mang theo ta cùng nhau rời khỏi ngự thú trai, đi ra thế giới bên ngoài, cưỡi linh thú, ngao du khắp các vùng quê hoa hải, sống một cuộc sống tự do tự tại. Trong đôi mắt Ngọc Lạc lộ vẻ ước mơ, sự say đắm nói không ra lời. Phong Phi Vân cười khanh khách. Vậy sau 10 ngày, hắn có đem trả lại Kim Tàm Kinh không? Ánh sáng trong mắt Ngọc Lạc bỗng tối sầm, lờ mờ ảm đạm. Phong Phi Vân lại hỏi. Vậy là đã qua bao nhiêu lần 10 ngày? Đôi mắt Ngọc Lạc trở nên càng ảm đạm, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu quật cường nói. Hắn khẳng định là đang bị chậm trễ trên đường, khẳng định là như vậy. Hắn khẳng định sẽ đem trả lại Kim Tàm Kinh, nhất định. Đúng rồi, bản thân hắn thân mắc bệnh nan y từ nhỏ, nói không chừng. Hắn đã chết, ô ô, hắn sẽ không trả Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân cười ha hả. Là hắn nói cho ngươi, bản thân hắn thân mắc bệnh nan y từ nhỏ, chỉ có tu luyện Kim Tàm Kinh mới có thể bất tử. Cho nên, ngươi sợ hắn bị chết, liền giúp hắn lấy trộm Kim Tàm Kinh. Ngọc Lạc gật đầu, rất kinh ngạc mà hỏi lại. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta là thần tiên a. Phong Phi Vân cười nói. Ta còn biết, hắn khẳng định đã nói với ngươi, hắn cũng không sợ chết, hắn chỉ sợ hãi sau khi mình chết, một mình ngươi rất cô đơn. Như vậy hắn sẽ chết không nhắm mắt. Hắn đích xác đã nói vậy. Trên mặt Ngọc Lạc hiện ra nét ửng đỏ mà nói. Hắn vốn là người yêu ta nhất trên đời, bao giờ cũng đều suy nghĩ cho ta. Phù Thanh Hỏa tức tối đến muốn giết người. Linh kiếm trong tay mấy lần thiếu chút nữa đã chém ra. Phong Phi Vân lại càng cười to, hắn nói. Không chỉ có như thế, không chỉ có như thế. Ta còn biết, phương pháp ngươi lừa gạt Kim Tàm Kinh đều là hắn dạy. Ngọc Lạc im lặng gật đầu, nhưng lại gắng gượng chống chế. Hắn nói, đây là một lần duy nhất hắn gạt người. Vốn là cho tới ngày nay hắn cũng không nguyện gạt người, tương lai cũng sẽ không lại gạt người. Rất nhiều nữ đệ tử ngự thú trai giờ phút này đều rơi lệ, Ngọc Lạc thật sự rất đơn thuần, bị người lừa thảm như thế thảm, lại vẫn si tình như thế. Chết tiệt, hỗn đản này rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân cười hỏi. Tiểu cô nương, ta rất hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc biết nhau bao lâu? Sao hắn lại có thể để ngươi khăng khăng một mực như thế, để ngươi không tiếc thân mình cũng cam tâm tình nguyện chết vì hắn như thế? Ngọc Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. Chúng ta vẻn vẹn biết nhau một đêm, ngày hôm sau, hắn liền mang theo Kim Tàm Kinh rời khỏi ngự thú trai. Khi nàng nói ra những lời này một cách tự nhiên như vậy, làm cho ở trong tai mọi người lại giống như một tràng sấm sét. Trời ạ! Rất nhiều lão ni cô ngự thú trai tu vi tinh thâm đều không thể tin được lỗ tai của mình, cho là chính mình nghe lầm. Vẻn vẹn biết nhau một đêm, là có thể khiến cho Ngọc Lạc không chỉ có dâng thân thể cho hắn, còn giúp hắn lấy trộm Kim Tàm Kinh. Chủ yếu nhất chính là Ngọc Lạc vẫn còn rất tin không nghi ngờ đối với hắn, si tình chờ đợi tại ngự thú trai, một mực tin chắc hắn sẽ trở về. Trong lòng Phong Phi Vân cũng là ngây ngẩn như vậy, rất kiêu ngạo sắc sược, thật sự rất kiêu ngạo sắc sược. Một người đàn ông phải có mị lực đến đâu mới có thể khiến cho một nữ nhân chấp nhận hy sinh vì hắn nhiều như vậy, nhưng lại si tình không thôi. Những nữ đệ tử ngự thú trai bên ngoài đều đã hoàn toàn rối loạn. Chuyện như vậy thực khiến cho bọn họ vô phương đón nhận, trong mắt rất nhiều thiên chi kiêu nữ đều phát ra những ánh sát khí. Trong lòng thề, nhất định phải đem chặt đầu nam nhân kia. Quả thực coi đệ tử ngự thú trai chúng ta đều là dễ lừa như vậy sao? Phật tôn, ta thỉnh cầu được rời núi đi bắt tặc tử kia, đoạt lại Kim Tàm Kinh. Nhất định phải khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Một thiên chi kiêu nữ dung nhan cực kỳ xinh đẹp, cưỡi trên đám khói linh đi tới. Ngọc thể thướt tha, chân cưỡi thần liên, nàng nửa quỳ ở bên ngoài phù đồ tháp. Đây là một vị thiên chi kiêu nữ có thể xếp vào hạng 10 người đứng đầu trong số thế hệ trẻ tuổi của ngự thú trai. Phong Phi Vân cười nói. Cạc cạc, tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Cẩn thận không đến lúc đó người khác sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cứ như dung mạo nghiêng nước nghiêng thành và vóc người của ngươi thế này, tuyệt đối sẽ hợp khẩu vị của hắn. Vị thiên chi kiêu nữ này hai tròng mắt tỏa ánh sáng lung linh, nói với âm thanh lạnh lùng.
Ta đã đạt tới thiên mệnh đệ tứ trọng, tu vi có thể so sánh với những vương giả trong thế hệ trẻ tuổi tu tiên giới. Thì đó cũng chỉ là thức ăn trong miệng người khác mà thôi. Phong Phi Vân cực kỳ khinh thường, đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta mặc dù không biết nam nhân kia rốt cuộc là có lai lịch gì, nhưng mà hắn có thể đi lại tự nhiên trong ngự thú trai. Với bản lĩnh thế này, cũng không phải mỗi người cũng có. Ta liền tự nhận không làm được, nói rõ hắn đều phải lợi hại hơn so với ta. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, nếu như ngươi đủ mạnh thì cũng sẽ không bị trói ở chỗ này. Vị thiên chi kiêu nữ này tóc dài xõa vai, ánh mắt sáng ngời, có một sự kiêu ngạo nói không ra lời. Phong Phi Vân cười nói. Có thật không, vậy có muốn đấu với ta một phen hay không? Có tin là cho dù ta bị phong ấn tu vi, thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thật sự, nếu không thì đánh cuộc một lần, nếu như ngươi đều không thắng được ngay cả ta, vậy làm thế nào đi bắt nam nhân kia? Đánh cuộc như thế nào? Nàng thiên tư kiêu nữ kia hỏi. Không, không, ta phải hỏi trước ngươi, ngươi có chấp nhận trả giá nếu như bị thua ở trong tay ta hay không? Phong Phi Vân hai mắt sinh tà, tiếng cười giống như ma quỷ. Vị thiên chi kiêu nữ này lộ ra vẻ suy tư sâu sắc trên mặt. Dù sao Phong Phi Vân có danh tiếng không nhỏ, ngay cả Thái Tể Bắc Minh Mặc Thủ đều đã làm thịt, đã sớm rung động cả tu tiên giới. Mà hiện nay, mặc dù tu vi của hắn bị phong bế, nhưng mà lại vẫn cực kỳ cường đại. Người bình thường căn bản không dám khiêu chiến cùng hắn. Phu Thanh Họa nói, chỉ giao, người lui xuống trước đi. Ngươi không có khả năng là đối thủ của ma đầu kia. Chỉ giao, là tên của thiên tư kiêu nữ kia. Chỉ giao cực kỳ cố chấp, xuất ra một thanh trường kiếm xanh ngọc tựa như một vệt sao băng trắng lóa, trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu, có hư ảnh của 9 con linh điệp trắng tinh trôi nổi dập dờn chung quanh linh kiếm, kiếm vân tỏa ra những vòng dập dờn, nàng nói. Phật tôn, đệ tử khẳng định có thể chiến thắng Phong Phi Vân. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù đan điền của hắn bị phong bế, ngươi cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Phu Thanh Họa nói quả quyết, ngay cả nàng đều thiếu chút nữa gặp họa ở trong tay Phong Phi Vân, huống chi những nữ đệ tử ra đời không lâu này. Vì tránh cho Chỉ Giao gặp hại trong tay Phong Phi Vân, cho nên mới trách mắng đuổi nàng trở về. Phong Phi Vân thủ đoạn ti tiện, tâm cơ hiểm ác, căn bản không phải những nữ đệ tử này vốn chỉ lớn lên tại ngự thú trai có khả năng so sánh được, chỉ biết sẽ thiệt thòi lớn. Chỉ giao cuối cùng lui xuống. Phong Phi Vân có hơi thất vọng, nhẹ nhàng rầu môi, nhếch miệng cười một tiếng với Chỉ Giao tràn ngập dư vị khiêu khích. Vốn tưởng thì Thiên Nga sẽ đến khóe miệng, liền lại bay đi như vậy. Một vị lão ni cô tiến lên, sắc mặt nặng nề nói. Phật tôn, Kim Tàm Kinh chính là thánh điển Phật môn, hoàn toàn không thể để lọt đi ra ngoài. Nhất định phải điều động cường giả truy hồi Kim Tàm Kinh mang về. Một vị lão ni khác nói với vẻ cực kỳ trang nghiêm. Kim Tàm Kinh rơi vào trong thế tục, nhất định sẽ khiến sinh ra sát kiếp vô biên vô tận, rất nhiều tiên môn đại giáo đều sẽ ra tay. Triều đình đều có thể sẽ can thiệp vào. Mấu chốt ở chỗ, nếu như để cho người ta biết kim thân cốt bản của Kim Tàm Kinh đang ở tại ngự thú trai, chỉ sợ ngự thú trai cũng sẽ bị đẩy lên chỗ đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật tà đạo xông lên núi. Một số cường đạo đã ẩn giật lánh đời đều có thể sẽ lại xông đến để cướp đoạt kinh thư. Trong phù đồ tháp, tụ tập rất nhiều cường giả tiền bối của ngự thú trai. Bọn họ đều cảm giác được một nỗi đau buồn âm thầm, cuối cùng cảm giác một cơn kiếp nạn đại thiên tai sắp giáng xuống trên đầu ngự thú trai. Phong Phi Vân lại tỉnh không có hứng thú đối với những tâm tư này, hắn nói. Phu Thanh Họa, nếu đều đã chứng thật không phải ta làm, liệu hẳn là thả ta ra đi chứ? Phu Thanh Họa mái tóc dài rủ xuống đất, tựa như một làn thác nước màu xanh, hai tròng mắt phát lạnh liền mở miệng đáp. Thả ngươi ra, Phong Phi Vân, ngươi ma tính khó thuần phục, tà khí quá nặng, lại dám đánh lén bổn tôn. Chỉ riêng điều này cũng đã là tử tội, ngươi cảm giác rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha, Phu Thanh Họa, ngươi không phải là đang hận ta, khiến ngươi. Phần sau câu nói của Phong Phi Vân chợt dừng lại, thật giống như bị nghẽn ở trong cổ họng. Phu Thanh Họa đã đánh ra một mảng khí lạnh, làm đông cứng mồm của Phong Phi Vân. Miệng hắn nhét đầy hàn băng, vô phương mở miệng nói ra tiếp. Phu Thanh Họa đương nhiên sợ Phong Phi Vân nói ra chuyện lúc trước, đó tuyệt đối là nỗi nhức nhối trong lòng nàng. Quả là khó quên từ lúc sanh ra,
thiếu chút nữa liền bị Phong Phi Vân cướp đi trinh tiết. Đối với ngự thú trai mà nói, cái này chính là một mối nguy cơ. Ngay cả trai chủ Đàn Thanh Tố đều phải rời khỏi đỉnh Thái A, giáng xuống chân thân. Đàn Thanh Tố tựa như một nàng tiên không có thực trong chốn nhân gian khói lửa, khuynh thành không tì vết, thánh khiết vượt khỏi đời thường. Khiến cho thiên chi kiêu nữ ngự thú trai ai nấy đều tự ti mặc cảm, cúi đầu hành lễ. Soạt, soạt, soạt. Một vầng ánh sáng trắng lung linh bay đến từ bốn phương tám hướng, rơi xuống trên đảo. Phật tôn ở mười mạch ngự thú trai, tất cả thái thượng trưởng lão đời thứ hai đều tiếp nhận lệnh do trai chủ truyền đến, cùng chạy về phù đồ tháp. Đàn Thanh Tố và Vu Thanh Hỏa đều thuộc về đại đệ tử đời thứ ba. Các nữ ni cô đời thứ hai phần lớn đều đã sống 500 tuổi trở lên, được phong làm thái thượng trưởng lão. Đó chính là một nhóm lão bà cường đại nhất ngự thú trai. Hơn 10 vị nữ ni tụ tập trong phù đồ tháp, thật có thể nói là quần thư díu dít. Bọn họ tập trung vào chuyện mất trộm kim tàm kinh, thương thảo sách lược trả lời. Còn về phần đệ tử thế hệ trẻ tuổi lại không có tư cách cùng tham gia vào trong thương thảo. Đương nhiên còn có một ngoại lệ, chính là Phong Phi Vân đang bị trói vào cột. Trai chủ, để cho ta đi trước truy thu kim tàm kinh về, nhất định phải bầm thây vạn đoạn hỗn đản chết tiệt kia. Phật tôn đệ thất mạch ghét ác như cừu, đã hóa thân vào kiếm, trên người toát ra khí khái hào hùng. Đàn Thanh Tố cực kỳ bình tĩnh, ngồi ở trên một tòa đài sen, nói với âm thanh nhã nhặn. Hiện tại chúng ta cũng không hề biết ngay cả đối phương là ai, cần phải đến chỗ nào để thu hồi kim tàm kinh. Phật tôn đệ thất mạch thở dài một tiếng, đích xác rất làm cho người ta nhục chí. Cánh cửa đại môn phù đồ tháp đóng chặt, bên trong linh khí thổi qua lại không ngớt tỏa ra ánh hào quang khắp nơi. Bọn họ giống như là đang đứng ở trong một khoảng không vũ trụ. Vu Thanh Họa ngồi ở đối diện Đàn Thanh Tố, nhìn sang vị trí góc tường mà nói. Ngọc Lạc căn bản là không chịu mở mồm, vô phương từ trong miệng nó hỏi ra chút xíu gì đó. Ngọc Lạc đã ở trong Phật tháp, đang ngồi dưới đất. Bả vai yếu đuối dựa vào vách tường, hai tròng mắt đờ đẫn, tựa hồ đang đắm chìm vào trong thế giới của mình, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan hệ gì tới nàng. Mặc dù kề kiếm vào cổ của nàng thì nàng đều không có chút xíu phản ứng. Đàn Thanh Tố nói, còn có một vấn đề, coi như chúng ta biết là ai đã lấy đi kim tàm kinh, với tri thức của các vị ở đây thu được qua sự từng trải, thì ai có thể đủ sức đấu được với hắn? Đúng như Phong Phi Vân nói, người này có thể đi đến ra vào tự nhiên tại ngự thú trai, thì bản lĩnh này thật là lợi hại. Hơn nữa hắn có thể trong một đêm đã làm cho Ngọc Lạc khăng khăng một mực đối với hắn, thì đối với nhược điểm của người ta hắn nắm rất chắc. E là cũng không phải các vị ở đây có thể so sánh được với hắn. Một người tu vi cường đại, thông minh tuyệt đỉnh như vậy, thì người bình thường căn bản không đối phó được với hắn. Một lão ni cô đã sống 800 tuổi, toàn thân đều phủ nhiều nếp nhăn, giống như một cây khô lưng còng đứng ở nơi này, đầu đầy tóc bạc, âm thanh khàn khàn nói. Trai chủ vừa nói như thế, lão ni cô trái lại nghĩ tới nguy cơ khác đáng sợ không kém. Sư bá ám chỉ chính là... Đàn Thanh Tố trong mơ hồ đã đoán được lão ni cô muốn nói về cái gì. Lão ni cô gật đầu đáp. Đệ tử nội môn ngự thú trai, phần lớn đều là từ nhỏ đã lớn lên tại ngự thú trai, tâm tư đơn thuần. Cái này đối với tu hành mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà bọn họ lại căn bản không hiểu lòng người hiểm ác, thế giới nguy hiểm. Nếu như không cho bọn họ đi ra bên ngoài rèn luyện một phen, chỉ sợ tương lai sẽ thiệt thòi lớn. Một lão ni cô khác thở dài nói. Ngọc Lạc sở dĩ dễ dàng bị lừa gạt như vậy, chính là bởi vì nàng rất lương thiện, rất hồn nhiên, cũng quá ngốc, ai? Vu Thanh Họa ngồi thẳng người đáp. Ta đã sớm nói đến chuyện này. Mỗi một thế hệ trẻ tuổi ngự thú trai đều xuất hiện vài nữ nhân trẻ trung xinh đẹp giống như Thiện Linh Nhi, Chỉ Giao. Vẻ đẹp của bọn họ tại Thần Tấn Vương Triều đều đủ để lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu như bọn họ không vào đời rèn luyện, tương lai gặp phải nam nhân chỉ sợ cũng sẽ bị lừa rất thảm, mà lại có thể mang đến cho ngự thú trai tai ương ngập đầu. Lần này để cho Thiện Linh Nhi vào đời rèn luyện, cũng đã nhìn ra. Tu vi của nàng mặc dù cao, nhưng vẫn nhiều lần gặp phải nguy hiểm. May là có Thái Thượng trưởng lão bổn môn âm thầm tương trợ nên mới có thể biến nguy thành an. Chuyện kim tàm kinh bị mất trộm lần này đây, đã khiến cho nguy cơ tồn tại của ngự thú trai bị bại lộ ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn nguy cơ từng bước một áp sát đến gần, cuối cùng ngự thú trai tan thành cho bụi. Chúng ta đều đã rất nhiều tuổi rồi,
cùng lắm thì chết trận. Nhưng mà những nữ đệ tử này, kết cục của bọn họ, ai? Một vị lão ni cô thở dài một tiếng. Nếu như không mang được kim tàm kinh về, một lần đại nạn ngập đầu thật sự có thể sẽ giáng xuống trên đầu ngự thú trai. Bầu không khí trong Phật tháp cực kỳ nghiêm túc, vô cùng nặng nề. Trên mặt của mỗi người đều mang theo dáng vẻ đang vắt óc suy nghĩ, nhưng lại không hề có đối sách, căn bản không biết nên bắt đầu ra tay từ chỗ nào. Đàn Thanh Tố vẫn ngồi lạnh nhạt như trước mà nói. Ta có một đề nghị, nhưng cũng không biết có thể tác dụng hay không. Trai chủ chẳng lẽ có biện pháp phá vỡ bế tắc? Đàn Thanh Tố nói. Phong Phi Vân hiện tại chính là đang chịu tội, mà tính khó thuần. Nhưng mà người trong thế gian cũng biết hắn đặc biệt nham hiểm xảo trá, hơn nữa lòng dạ hiểm ác đối với người ta thì quả là vượt qua mọi người chúng ta. Sao chúng ta không lấy tà chế tà, xua lang đuổi hổ? Ta không phải không cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Chỉ sợ đến lúc đó bị con ác lang hắn cắn ngược lại một cái. Phu Thanh Hỏa cực hận Phong Phi Vân, đôi mắt như hàn kiếm, mà nói. Ta đề nghị hiện tại liền một đao loại trừ hắn, để miễn hậu hoạn vô cùng. Một lão ni cô nhiều tuổi dài nhất suy tư thật lâu, rồi mới nói. Lão ni cô cảm giác rằng phương pháp của trai chủ cũng không phải không thể được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước hết phải nhanh chóng khống chế được yêu ma, khiến cho hắn không có một cơ hội khiến hắn cắn ngược lại. Lão ni cô gầy sột soát thò tay vào trong ngực, xoắn xoăn ở bên trong rồi tách ra một viên đan dược đen bóng. Lão nhếch miệng cười một tiếng, để hở cái miệng đã rụng gần hết răng mà nói. Đây là hồi lão ni cô đi du ngoạn phủ Bắc Cương, ở bên trong một tòa động hư đã thu được bách túc cổ dược. Sau khi cho hắn ăn vào thì đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác được lão ni cô này là vê vê từ trên người xuống một viên ghét, sau đó xoa nặn thành hình dáng đan dược. Lão ni cô tập tễnh bước đến, cái chân khập khiễng làm cho khi bà đi thì trông tựa như một bà lão phù thủy. Hàm răng móm mém cười cười. Bà lão tống viên đan dược đen bóng kia vào trong miệng Phong Phi Vân. Đan dược đút vào mồm, liền rơi xuống trong cổ họng, giống như là một con côn trùng đang chạy sộc vào trong thân thể. Phu Thanh Họa nói, Phong Phi Vân, hiện tại cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi nhất định phải đi mang được kim tàm kinh quay về. Nếu như không mang về được, thì 3 ngày sau, ngươi cứ chờ chết đi. Phong Phi Vân cảm thấy cổ họng khô cằn, cười lạnh nói. Các ngươi cho là chỉ dựa vào một viên thuốc cổ là có thể bức ta làm việc giúp các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phu Thanh Họa vỗ án dựng lên, phẫn nộ nói không ra lời. Phong Phi Vân khanh khách cười một tiếng, rồi nói. Ta muốn ngươi đi cùng ta, trừ phi các ngươi đồng ý điều kiện này, nếu không, coi như có giết ta, thì ta cũng không có khả năng giúp các ngươi. Phu Thanh Họa nghĩ tới tình cảnh Phong Phi Vân xé nát Phật y của mình, trong lòng run lên, mà nói. Đây là ngươi đang nằm mơ. Phong Phi Vân căn bản không thèm để ý đến nàng, tiếp tục nói cản rỡ. Nếu ta dám nói vậy, khẳng định là bởi vì ta nắm chắc sẽ tìm về được kim tàm kinh. Bởi vì ta đã biết đột phá khẩu của cả sự kiện ở chỗ nào. Ngươi đang thổi phồng chứ? Phu Thanh Họa nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Phi Vân nhẹ nhàng cười nói. Nam nhân đã lừa lấy đi kim tàm kinh, khẳng định biết chuyện sẽ bại lộ, ngự thú trai sẽ cử cao thủ đuổi theo giết hắn. Như vậy hắn khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường mà ra tay trước, truyền tin tức kim thân cốt bản của kim tàm kinh khắp cả tu tiên giới. Đến lúc đó khẳng định rất nhiều người đều sẽ xông lên ngự thú trai. Ai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, đến lúc đó. Sắc mặt Phu Thanh Họa đại biến, những lời Phong Phi Vân vừa nói đích xác rất có đạo lý. Nàng nắm chặt ngọc quyền mà bảo, nếu như ngươi thực sự nắm chắc có thể tìm được nam nhân kia, ta có khả năng đi với ngươi cùng thu hồi kim tàm kinh về. Khóe miệng Phong Phi Vân nhướng lên một cái mà nói, ngươi vẫn còn nhất định phải thề trước mặt Phật Tổ, có chuyện gì đều nhất định nghe ta hạ lệnh, không thể làm nghịch lời của ta nửa phần. Nếu như ngươi đồng ý, việc này liền còn có thể đàm phán được. Cạc cạc, phụ Phật Tôn, ngươi cần phải hiểu rõ điều đó. Phu Thanh Họa không chút do dự liền thề. Chỉ cần ngươi hạ lệnh không quá phận, thì ta nghe lời ngươi. Phong Phi Vân tuyệt đối không phải người tốt, Phu Thanh Họa tự nhiên biết. Nhưng mà nàng có tự tin tuyệt đối với tu vi của chính mình. Chỉ cần cẩn thận dè chừng một chút, thì căn bản không sợ hãi Phong Phi Vân dở trò quá đáng gì. Thực sự nghe lời. Phong Phi Vân cười hỏi.
Chúng ta liền chờ xem đi. Hai tròng mắt Phù Thanh Họa phát lạnh, ẩn chứa những ánh sáng trí tuệ. Nàng có tri thức thu được qua sự từng trải mấy trăm năm, tuyệt không phải những tiểu cô nương này có khả năng bằng được, căn bản không sợ hãi Phong Phi Vân định giở trò đùa giỡn gì. Đàn Thanh Tố vốn muốn nói cái gì đó, nhưng mà thấy Phù Thanh Họa đã liều chết đối chọi với Phong Phi Vân, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật nàng cũng không quá lo lắng, dù sao Phong Phi Vân chỉ có cảnh giới thiên mệnh đệ tứ trọng, mà Vu Thanh Họa đã đạt tới siêu cấp cảnh giới cự phách thiên mệnh đệ bát trọng. Cho dù Phong Phi Vân quỷ kế đến đâu, thì cũng không có khả năng lật ngược sóng lớn nổi. Ba sợi xích sắt trên người Phong Phi Vân được cởi xuống, những sợi xích sắt này mỗi một cái đều nặng đến vạn cân, trên bề mặt thêm vào ấn phù, chuyên môn dùng để phong bế cường giả cấp bậc cự phách. Vu Thanh Họa, mau rót chén trà cho ta. Phong Phi Vân hoạt động cánh tay một lát, cảm giác cực kỳ dễ dàng. Trên mặt hiện lên nụ cười mỉa mai. Bỗng nhiên, trong bụng Phong Phi Vân quặn đau một hồi, chợt liền lăn lộn ở trên mặt đất. Chết tiệt, lão Nico, người thật sự cho ta ăn bách túc cổ dược. Phong Phi Vân vốn tưởng rằng lão Nico kia cố ý hù dọa hắn, nhưng mà giờ phút này trong thân thể lại truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt, giống như là có những con rết đang di động trong máu thịt. Lão Nico kia cả người còng xuống, gầy như que củi, đầu đầy tóc bạc, hàm răng trong miệng đều đã rụng hết sạch, một đôi mắt trũng sâu có cái nhìn hơi lờ mờ, bà hiền lành cười nói. Tiểu bằng hữu, chỉ cần trong vòng 3 ngày ngươi tìm về Kim Tàm Kinh, bà liền cho ngươi giải dược. Lão Nico này chống một khúc rễ cây đen nhánh làm gậy, bước đi tập tễnh, lắc la lắc lư đi ra khỏi phù đồ tháp. Bà đã thật sự già đến không thể hơn được. Thật giống như bất kỳ lúc nào đều sẽ rơi vào trong quan tài. Tại sao là 3 ngày a? Phong Phi Vân cố nhịn đau đớn trong bụng, lại đứng lên. Song quyền nắm chặt, hắn rất muốn chộp lấy lão Nico kia mà đánh cho một trận. Phù Thanh Họa với mái tóc dài buông thõng đến tận đất, da thịt ngọc ngà trơn bóng, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ lạnh lùng, nàng nói. Bởi vì sư bá chỉ còn tuổi thọ có 3 ngày, 3 ngày sau, chính là đại nạn của bà. Mà bách túc cổ độc chỉ có bà có khả năng giải. Nếu như là trong vòng 3 ngày mà ngươi không thể đem Kim Tàm Kinh về, vậy thì chờ chết đi. Cơn đau đớn kịch liệt trong thân thể Phong Phi Vân dần dần biến mất, nhưng mà sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn. Rốt cuộc hắn cảm giác lão Nico kia bất kỳ lúc nào đều có thể sẽ chết, chỉ sợ rất khó sống đủ 3 ngày. Đàn Thanh Tố và các Phật Tôn và Thái Thượng Trưởng lão thế hệ trước của Ngự Thú Trai đều đã rời đi. Chỉ còn Phong Phi Vân và Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa mang theo một sợi xích sắt, một đầu cột vào trên cổ tay trái của Phong Phi Vân, đầu bên kia cột vào trên cổ tay phải của mình. Ngươi muốn làm gì vậy? Phong Phi Vân khẽ động cánh tay liền kéo sợi xích sắt. Sợi xích sắt này nặng đến vạn cân, kéo một cái gây ra âm thanh rất lớn. Còn khi va chạm thì ma sát có thể gây ra tia lửa. Vu Thanh Họa đáp, phòng ngừa ngươi có mưu đồ bất chính. Ngươi không phải nói ngươi đã tìm được đột phá khẩu của chuyện này rồi sao? Đột phá khẩu ở chỗ nào? Phù Thanh Họa nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ ra đột phá khẩu của chuyện này ở chỗ nào, nên rốt cuộc cảm giác Phong Phi Vân là đang nói khoác. Trong mắt Phong Phi Vân hiện lên tà khí, hắn nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng lóa, sau đó xoay người liền đi tới bên cạnh Ngọc Lạc ngồi ở góc tường. Hắn ngồi xổm xuống rồi hỏi. Tiểu cô nương, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Phù Thanh Họa khinh thường nói. Thì ra đột phá khẩu mà ngươi nói chính là Ngọc Lạc. Nàng không có khả năng nói cho ngươi bất cứ một câu nào. Phong Phi Vân đáp. Mở phong ấn ta ra, ta có thể dùng thần thức thăm dò trí nhớ trong đầu nàng ta. Bớt làm vẻ cho ta, thiên hạ làm sao có thể có được thần thông thăm dò trí nhớ người khác. Phù Thanh Họa căn bản không để ý tới Phong Phi Vân, nàng nói tiếp. Về phần mở phong ấn của ngươi. Vậy ngươi càng đừng có nghĩ tới. Nữ nhân không biết gì. Phong Phi Vân cười khúc khích, vươn tay cầm chắc cằm của Ngọc Lạc, nâng mặt của nàng lên, rồi hỏi. Ngọc Lạc, kỳ thật ngươi không nói cho ta thì ta cũng biết nam nhân kia là ai. Trong đôi mắt Ngọc Lạc vốn đờ đẫn sinh ra một tia ánh sáng, nhưng mà nhanh chóng liền chợt lóe rồi biến mất. Nàng lại trở nên đờ đẫn. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Hắn khẳng định là một nam nhân cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hơn nữa còn rất trẻ. Ngọc Lạc có hơi chớp chớp ánh mắt, có hơi phát run nhìn chăm chú gương mặt đầy vẻ ma tính kia của Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lui về phía sau.
Hắn khẳng định tinh thông Phật Pháp, kiến thức hơn người. Vào lúc ngươi nhìn thấy hắn, thật giống như thấy một vị chân Phật vô thượng giáng xuống từ trên trời. Hắn giảng thiện kinh với ngươi, nói về thiên đạo, quả thực tri thức của hắn như biển, học thức vô biên vô tận. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Ngọc Lạc hai tay kìm lòng không đậu siết chặt tay, thân thể co rúm lại thành một cục. Nàng không ngừng lắc đầu, không dám nhìn vào mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười cười, sau đó đứng lên, không hề nhìn Ngọc Lạc nữa mà nói. Đi thôi, đi tới chỗ tiếp theo. Phù Thanh Họa nhìn qua một chút Ngọc Lạc trên mặt đất, lại nhìn một chút bóng lưng của Phong Phi Vân. Nàng đuổi theo, rồi hỏi. Làm sao ngươi biết nhiều thứ như vậy? Ta đoán. Phong Phi Vân đáp. Đối với một tiểu cô nương từ nhỏ lớn lên tại ngự thú trai mà nói, căn bản là không hề gặp được nam nhân. Nếu như đột nhiên gặp phải một nam nhân xa lạ xuất hiện ở trước mặt nàng, khẳng định sẽ bị dọa đến mất bình tĩnh, thậm chí sẽ bị hù dọa ngất xỉu đi. Đương nhiên liền càng không có khả năng trong một đêm đã mê luyến nam nhân này. Phù Thanh Họa nói. Cho nên chỉ có một loại tình huống, nam nhân này chính là một hòa thượng, nhưng lại là một hòa thượng tuổi còn trẻ tuấn tú và vô cùng uyên thâm Phật Pháp. Phong Phi Vân bỗng dừng lại bước chân lại mà nói. Nhưng lại là một người hòa thượng am hiểu sâu sắc nhược điểm nhân tính, thông minh tuyệt đỉnh. Có lẽ hắn căn bản không phải là một hòa thượng, chỉ là ngụy trang thành một hòa thượng. Đương nhiên tất cả điều này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, sự thật có lẽ căn bản không phải như thế. Ngươi vừa nói tới chỗ tiếp theo, vậy là địa phương nào? Phù Thanh Họa đột nhiên cảm giác được Phong Phi Vân có lẽ có vài phần thông minh. Phong Phi Vân nói, đó chính là đột phá khẩu đích thực của chuyện này. Nam nhân này làm như thế nào tiến vào được ngự thú trai, đây là chỗ mấu chốt nhất. Một khi giải được bí mật này, có lẽ là có thể biết hắn là ai vậy. Tiến vào ngự thú trai chỉ có một con đường, đó chính là Tĩnh Phong Khẩu. Nhưng mà Tĩnh Phong Khẩu có hơn 10 vị đệ tử trông coi, vẫn còn bố trí mấy cổ trận tu di, do sư thúc của ta trông coi cổ trận. Cho dù là một vị chân nhân đều không có khả năng không một tiếng động tiến vào Tĩnh Phong Khẩu. Cho nên không có khả năng có người có thể tiến vào ngự thú trai. Phù Thanh Họa đáp. Phong Phi Vân cười cười, nói. Vậy là được rồi, chỗ tiếp theo của chúng ta chính là Tĩnh Phong Khẩu. Ngươi có ý gì? Phù Thanh Họa nói với âm thanh lạnh lùng. Nam nhân kia có thể mượn Ngọc Lạc để lấy đi Kim Tàm Kinh, chẳng lẽ cũng không thể mượn đệ tử khác để tiến vào ngự thú trai? Phong Phi Vân cười nói. Phù Thanh Họa trầm giọng nói. Sư thúc ta đã sống hơn 400 năm, tâm như gương sáng, ý chí kiên định, bất cứ nam nhân nào đều không có khả năng gạt được người. Phong Phi Vân trực tiếp đi ra khỏi phù đồ tháp, sau đó liền chạy về hướng Tĩnh Phong Khẩu. Hắn đúng là không có thời gian tranh luận với Phù Thanh Họa. Bởi hắn xem ra, chỉ số thông minh của Phù Thanh Họa so sánh những nữ đệ tử này cũng không cao hơn bao nhiêu. Hắn chỉ có thời gian 3 ngày, nên một khắc cũng không thể lãng phí được. Một con tê ngưu thật lớn chạy vội tới. Nó cao gần 7, 8 thước, sừng tê ngưu tựa như một cây trường thương, khí lạnh bức người. Đôi mắt tựa như hai chậu nước rửa mặt, dưới chân hất vọt lên những tảng lớn đất đá, tựa như một quả núi nhỏ nện trên mặt đất. Mặt đất chấn động, nó hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân. Linh tê miệng phun lời người đời, nó nói. Trai chủ nói. Muốn ta tiếp tục trông coi ngươi, lần này tuyệt đối không thể lại bị ngươi mê hoặc. Phong Phi Vân tung người nhảy lên, rơi xuống trên lưng linh tê. Xích sắt trên hai tay kéo theo vang lên rộn ràng. Vậy thì liền đa tạ trai chủ đưa cho ta một vật cưỡi. Móng chân linh tê đạp mạnh xuống đất, nó quát lên cực kỳ nóng nảy. Lão tử là Bạch Lân tê dị chủng, ngay cả trai chủ đều không có coi ta là vật cưỡi, ngươi dám đứng ở trên lưng ta. Đột nhiên. Thân thể khổng lồ của linh tê bỗng nhiên run run. Đôi mắt to như chậu nước rửa mặt lớn cụp lại, cái mông cực đại cũng kẹp chặt không ít. Nó cũng không dám động một phen, tựa hồ đã bị hoảng sợ. Phù Thanh Họa ngự không bay đến, Phật y đong đưa, chân rơi trên ngọn cỏ. Mắt ngọc mày ngài, thần sắc nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn linh tê, đã khiến linh tê sợ đến thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất. Mặc dù nó chính là một con linh thú ngàn năm, chiến lực vô cùng lớn. Nhưng mà tâm lý bóng ma của nó quá lớn, nhìn thấy Phù Thanh Họa liền toàn thân run run. Đi cùng Phù Thanh Họa đến đây còn có 4 nữ nhân, mọi người đều là thiên chi kiêu nữ, trên người tràn ngập linh tính, xinh đẹp đến mức có thể làm kinh ngạc người đời.
đó chính là mấy nữ nhân kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ngự Thú Trai. Thiện Linh Nhi, vóc dáng xinh đẹp trẻ trung, trong trắng đơn thuần, đôi mắt như làn thu thủy. Nàng đứng ở trên đầu một con cự lang, sói lớn, màu bạc, sau lưng trôi nổi một lớp Phật vân mờ mịt. Chỉ giao, trên đỉnh đầu trôi nổi một thanh kiếm tiên trắng lóa, dưới chân cưỡi một tòa đài sen thất phẩm màu vàng, tựa như nàng tiên ở giao trì mênh mông. Hỏa kích ngưng hương, họ là hỏa kích, tên là ngưng hương. Thiên tư vẻn vẹn xếp hạng chỉ sau Thiện Linh Nhi, cứng cỏi bẩm sinh, tu luyện đan dược đạo, phía sau có một con băng tinh cầm điểu đi theo. Nó tỏa sáng muôn màu muôn vẻ, khí lạnh bức người. Cửu muội, đây là một tiểu nha đầu, tuổi chỉ có 12, 13 tuổi, nhưng mà bên người rồi lại có mấy chục con chim sặc sỡ và dị thú làm bạn, làn da tỏa sáng lung linh, đôi mắt tinh anh tựa như một đôi bảo thạch. Nàng được đám thú súng xít vây quanh, lọt thỏm vào chính giữa. Phong Phi Vân sắc mặt sầm xuống, hắn hỏi. Đây là các ngươi muốn làm gì? Phu Thanh Họa đáp. Bọn họ chính là bốn đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi Ngự Thú Trai, lần này sẽ đi cùng chúng ta rèn luyện. Rèn luyện. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn Vu Thanh Họa tựa như nhìn kẻ ngu xuẩn mà hỏi. Các ngươi cho là lần này rất dễ chơi sao? Đối phương tuyệt đối so với trong tưởng tượng của các ngươi thì càng khó đối phó hơn. Cẩn thận đến lúc đó đệ tử chính mình khổ tâm bồi dưỡng sẽ thành toàn quân bị diệt. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, đủ để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Phu Thanh Họa vô cùng tự tin, mà sự thực, tu vi của nàng đích xác cũng cường đại. Coi như là những bá chủ tu tiên giới, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Chỉ giao nói. Phong Phi Vân, tu vi của chúng ta so sánh với ngươi cũng không kém bao nhiêu, đủ để ứng phó tất cả nguy cơ. Họa kích ngưng hương nói. Lần này chúng ta là vì truy hồi Kim Tàm Kinh, bắt sống tặc tử đáng ghét kia. Chúng ta cũng có đủ lực lượng đối phó hắn. Ngươi trốn ở một bên là được, Linh Tê sẽ bảo vệ ngươi. Bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ, vô cùng xinh đẹp, tài hoa dung mạo song tuyệt, mà lại cực kỳ tự kiêu. Có điều bọn họ lại đều vào đời không sâu. Lần này có vị Phật tôn Vu Thanh Họa này đi theo, cho nên mới để cho bọn họ cùng đi ra rèn luyện, gia tăng kiến thức đối với tu tiên giới. Tĩnh Phong Khẩu, đây là lối duy nhất tiến vào Ngự Thú Trai. Hai dãy núi cao ngất, vách đá dựng đứng hiểm trở. Chỉ có một lối sạn đạo làm trên vách đá, tựa như một con trường long đang bò trên vách đá. Trên đỉnh một ngọn núi cao nhất trong đó có một tòa trai đường, vách tường màu vàng đất, mái ngói rêu xanh, bên trong có một chiếc ly đèn Phật đăng đang tản mát ra ánh Phật quang nhàn nhạt. Tất cả chung quanh đều là linh mộc, có rất nhiều dị thú phi hành trong núi, đúng là một bức tranh mô tả cảnh tượng đất lành thần tiên. Tại sao có thể như vậy? Chỉ giao trong bốn vị thiên chi kiêu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn cảnh tượng kia trong trai đường, tay ngọc nhẹ nhàng đè lên môi. Ba vị thiên chi kiêu nữ đi cùng nàng cũng đều không thể tin được hai mắt của mình, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng nặng nề. Sắc mặt Phu Thanh Họa càng khó coi hơn, nhìn vị nữ ni cô đang ngồi ở trên đệm cói kia, trong lòng thật lâu đều không bình tĩnh lại nổi. Sau một hồi rất lâu mới thốt lên. Sư thúc, lại đã chết. Trong trai đường, một người nữ ni cô đang bình tĩnh ngồi ở nơi này, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nhưng trên người đã mất đi khí tức sinh mệnh. Phong Phi Vân giơ tay cầm lấy cổ tay của nữ ni cô kia rồi nói. Làn da đã lạnh, nhưng mà trong huyết dịch vẫn còn ấm. Điều đó nói rõ nàng vừa mới chết không lâu, hơn nữa nàng là sợ tội tự sát. Phu Thanh Họa và bốn vị thiên chi kiêu nữ kia lập tức đều không hài lòng. Chỉ giao nói với âm thanh lạnh lùng. Lục sư tổ đức cao vọng trọng, thương xót khắp thiên hạ, ngay cả con kiến đều không nỡ giết chết. Hiện nay bị tà nhân hại chết, nếu như ngươi còn dám phỉ báng người thì đừng trách ta không khách khí đối với ngươi. Thiện Linh Nhi nói. Phong Phi Vân, lục sư tổ về tu vi tâm tình thì đương thời không có mấy người có thể sánh bằng. Không có khả năng người tự sát. Phong Phi Vân lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, nhấc lên một góc Phật y của nữ ni cô kia. Ngay ở phía dưới ống tay áo lộ ra một chữ tội máu chảy đầm đìa. Đầu ngón tay nàng đều đã bị mài rách. Từ đó có thể thấy được trước khi chết thì nàng đã viết chữ tội trên mặt đất vô số lần. Đến sau khi thấy những chữ đẫm máu này, mấy người nữ nhân ở đây đều nói không ra lời, tâm tình càng nặng nề hơn. Thật giống như về mặt tâm lý có vật gì đó đang nghiền nát, đây quả thực là niềm tin cho đến giờ của bọn họ bị Phong Phi Vân hung hăng đánh tan tành. Ta dám khẳng định,
Lục sư tổ các ngươi chính là sau khi tin tức Ngọc Lạc mang thai và Kim Tảm Kinh mất trộm truyền tới nơi này, liền tự tay kết liễu tính mệnh của mình. Phong Phi Vân tiếp tục nói vô tình. A-di-đà Phật! A-di-đà Phật! Bọn họ đều tụng niệm Phật hiệu, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là đang siêu độ vong hồn lục sư tổ, hay là đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Phu Thanh Họa vẫn không thể đón nhận sự thực này. Dù sao nếu như những lời Phong Phi Vân nói đều là sự thật, như vậy chuyện này một khi truyền ra ngoài, danh dự vạn năm của ngự thú trai do vậy sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa đối với những nữ đệ tử này của ngự thú trai mà nói, thì đó cũng là đả kích vô cùng trầm trọng, ảnh hưởng tới việc tu hành của bọn họ. Có lẽ, sự thật cũng không phải như thế. Phu Thanh Họa nói, vậy thì bây giờ ngươi liền có thể đi kiểm tra xem sư tổ của ngươi vẫn còn có thân thể hoàn bích hay không. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Phong Phi Vân vừa nói dứt lời liền đi ra khỏi đại môn trai đường, đi tới trong phòng tu hành, ngắm nhìn dáng mây đang lảng bảng trên đỉnh núi xa xa. Những tia máu trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện, hắn cảm giác có một đối thủ vô cùng cường đại đã xuất hiện. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, là cảm ứng giữa các thiên tài tối cao nhất. Dù xa cách một khoảng thời không, nhưng đều vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Phong Phi Vân nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiếp thu cảm giác tế nhị kia. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phảng phất thấy được một vị tăng nhân mặc áo trắng đang ngồi ở trong phòng tu hành này. Hắn tựa như một cây bồ đề với Phật Pháp vô biên vô tận, bùng phát dữ dội những ánh vàng rực rỡ vạn trượng đang chậm rãi sinh trưởng từ trên mặt đất. Vô số Phật âm vang lên bên tai Phong Phi Vân, Phật âm này chính là âm thanh tự nhiên thư thái nhất trên đời, tựa như một vị thánh Phật đang giảng thiền. Bỗng nhiên, Phật âm biến thành ngàn vạn mũi nhọn, đan vào thành một cây trường kích giết người đang đâm về hướng cổ họng Phong Phi Vân. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân kéo lê sợi xích sắt trên cánh tay, hai tay ôm quyền trực tiếp vụt về hướng cây trường kích mãnh liệt kia để ngăn chặn nó. Một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào trên cánh tay, tuôn ra một đám tia lửa lớn khi kim loại ma sát. Phong Phi Vân đột nhiên mở mắt, thân thể bật lui. Sau khi đứng vững hắn mới nhìn về hướng trường kích đã đâm tới. Chỉ thấy ở phía dưới rào tre có một dấu chân. Dấu chân này đã để lại chỗ này một đoạn thời gian, cơ hồ đều sắp sửa bị gió mưa xóa nhòa, nhưng mà trên bề mặt vẫn lưu lại phép tắc đạo lý vô cùng cường đại. Phong Phi Vân cẩn thận đánh giá dấu chân này, hai mắt khựng lại, hắn lầu bầu nói. Vẻn vẹn chỉ là lưu lại một dấu chân, liền có được lực lượng cường đại như thế. Thiên đạo chi lực ẩn chứa trên bề mặt lại có thể điều động địa thế, phù hợp kinh mạch mặt đất. Quả là rất không đơn giản. Nhưng mà vì sao chỉ có một dấu chân vậy? Phong Phi Vân nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn chỉ có một chân? Linh Tê với thân thể khổng lồ chạy vội đến, tựa như một quả núi nhỏ. Trên người mang theo khí thế mạnh mẽ làm kinh động sợ hãi những tiểu thú chung quanh khiến con nào con nấy đều quỳ rạp trên mặt đất không dám cử động. Linh Tê hỏi. Tiểu tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác phép tắc đạo lý thiên địa đang dao động? Linh thú có cảm giác cực kỳ sắc sảo đối với đạo lý thiên địa phép tắc, huống chi là con bạch lân tê dị chủng này. Phong Phi Vân ghi nhớ kỹ mức lớn nhỏ và dài ngắn của dấu chân trên mặt đất kia, rồi hắn đứng lên phủi phủi đất cát trên tay, ma vân trên mặt chuyển động mà cười nói. Đương nhiên có đại sự phát sinh, một vị thái thượng trưởng lão ngự thú trai bị người ta ngủ. Hiện tại đã sợ tội tự sát. Nếu mà chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định là tin tức lớn. Một đôi mắt hổ của Linh Tê trợn trừng to như cái đấu, cái miệng to như chậu máu mở ra, để lộ ra hai hàng răng to đùng trắng nhởn. Hiển nhiên nó cũng bị những lời Phong Phi Vân vừa nói làm cho kinh sợ. Phu Thanh Họa đã đi ra, nàng đứng ở trong sân, dẫu tinh thần sa sút đến mức thấp nhất thì gặp chuyện khác thường cũng không có tức giận. Còn bốn vị thiên tư kiêu nữ kia thì tất cả cũng thất hồn lạc phách mà đi ra. Đến ngay cả Thiện Linh Nhi mặc dù là đã từng vào thế tục để rèn luyện thì giờ phút này đều mím chặt môi, không nói một lời. Phong Phi Vân nhìn dáng vẻ của bọn họ liền đã biết kết quả kiểm tra của bọn họ. Hiện tại bọn họ biểu hiện đã ra ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, lại đều rất cố gắng vượt qua. Không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của ngự thú trai. Sau một hồi lâu, Phu Thanh Họa nói, chuyện này bất luận kẻ nào cũng không được để lộ ra ngoài. Lập tức đưa di thể của lục sư thúc đi hỏa táng, sau đó trả về ngự thú trai. Nói cho trai chủ, lục sư thúc chính là tu luyện bị gặp sự cố,
mới khiến tâm mạch đứt lìa mà chết. Bốn nàng thiên tư kiều nữ đều yên lặng gật đầu, sau đó liền phóng hỏa thiêu di thể lục sư tổ của bọn họ, mà ngay cả trai đường đều bị thiêu hủy. Hỏa diễm thiêu đốt, thiêu hủy tất cả mọi thứ, đều không còn lưu lại cái gì. Bốn nàng thiên tư kiều nữ kia đều cắn chặt hàm răng, trong lòng khó chịu không nói ra lời, thật giống như có một khối sắt đá đè nặng ở trong lòng, phun không ra, bóp không vỡ, nặn không xong. Điều đó khiến cho Phật tâm bọn họ tu luyện nhiều năm đều bắt đầu dao động. Phong Phi Vân, ngươi hẳn là biết do ai làm, ngươi nói cho ta biết, hiện tại ta phải đi lấy cái mạng chó của hắn. Chỉ giao thước tha động lòng người, ngọc nhan lạnh lẽo. Kiếm tiên vang lên trên đỉnh đầu, một đàn bướm trắng thoáng hiện, tức thì chúng cắn nát mọi thứ cỏ cây trên nửa đỉnh núi. Vô số đạo kiếm khí qua lại trong không khí, chúng phát ra những tiếng xé gió lạnh lùng. Phong Phi Vân hai tay kéo xích sắt, đứng sừng sững nổi bật, ma khí trên người bắt đầu khởi động tựa như một vị ma tôn cái thế. Hắn nói với âm thanh lạnh lùng. Không biết tiểu cô nương dựa vào đâu, ngay cả sư tổ các ngươi đều bị người khác cưỡi, nay chỉ dựa vào các ngươi. Phong Phi Vân, người tốt nhất rửa miệng sạch sẽ một chút hãy nói, không cho phép làm nhục sư thúc ta. Hỏa kích ngưng hương phong cách như tiên, mắt nhung kín đáo, môi hồng răng trắng, nàng nói. Chuyện này nếu như ngươi còn dám đưa ra nửa chữ, ta liền dám đồng quy vu tận cùng ngươi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là hơn 20 tuổi, cũng dám nói chúng ta là tiểu cô nương. Ta muốn đánh một trận cùng ngươi. Chỉ giao gương mặt đầy vẻ khó chịu, vừa nói liền xuất ra một thanh linh kiếm màu trắng. Trên mũi kiếm trắng tinh có vầng sáng lượn lờ, bập bùng thụt thụt thò thò. Bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ ngự thú trai, kiêu ngạo hơn người. Từ trong đáy lòng liền bài xích Phong Phi Vân, rốt cuộc cảm giác hắn chính là một vị yêu ma. Nếu không phải trai chủ có lệnh, bọn họ đã sớm liên thủ giết chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mỉm cười, đáp. Phu Thanh Họa, người có lẽ mang theo mấy thiên tài rất giỏi của ngự thú trai trở về đi thôi. Có bọn họ ở đây, rất ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của ta. Phu Thanh Họa liếc mắt nhìn bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia, ra hiệu bọn họ lui xuống rồi nói. Sư thúc đã viên tịch, tất cả đầu mối đều chặt đứt, chỗ tiếp theo chúng ta lại nên đi tìm kiếm nơi nào. Nếu không phải nể trai chủ các ngươi đã dùng ngự thú thanh tâm chú cứu ta, thì ta mặc kệ chuyện xấu của ngự thú trai các ngươi. Phong Phi Vân trực tiếp đi về hướng dưới chân núi, dọc theo cổ đạo mà đi. Năm nữ nhân và một con tê ngưu đều đi theo phía sau hắn. Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo, lại không thèm để ý Phật tôn. Ánh mắt của bốn nàng thiên tư kiêu nữ này nhìn hắn đều cực kỳ khó chịu. Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước lại rồi hỏi. Trong vòng 3 vạn dặm chung quanh ngự thú trai, có bao nhiêu chỗ mà môn phái tu Phật đóng? Ngự thú trai ở vào vùng trung bộ dãy núi Tề Thiên, cũng không phải là một tiên môn duy nhất. Nơi này tài nguyên phong phú, có hơn 1000 tiên môn lớn nhỏ san sát đã thành lập bồng lai và cõi lành ở đây. Ngự thú trai chẳng qua là một tòa thánh địa Phật môn lớn nhất trong đó thôi. Phu Thanh Họa nói, tổng cộng có 18 miếu cổ, còn có 6 am ni cô, trong đó có 2 môn phái tu Phật cường đại nhất. Một môn phái là, La Sinh Tự, nằm cách ngự thú trai 14000 dặm về phía bắc, còn có cổ đạo miếu, ở vào 6000 dặm về phía tây. Hai môn phái tu Phật này đều phồn hoa cường thịnh, có trên vạn đệ tử cửa Phật, các môn phái tu Phật khác đều không có quy mô như vậy. Lại có nhiều môn phái tu Phật như vậy, xem ra đều là bởi vì thánh danh vạn năm của ngự thú trai, khiến cho bọn họ tụ tập đến nơi này. Phong Phi Vân lầm bầm nói, sau đó lại tiếp tục. Hiện nay tất cả đầu mối đều chặt đứt, xem ra cũng chỉ có đi đến cổ đạo miếu thử thời vận. Phong Phi Vân trực tiếp nhảy lên trên lưng linh tê, nhằm hướng bầu trời phía tây mà bay đi. Một người mà chiếm được thánh điển Phật môn vẫn tha thiết ước mơ, khẳng định sẽ lập tức đọc qua. Không nhịn được mà lập tức tìm hiểu. Đây là phán đoán do Phong Phi Vân dựa vào linh giác của bản thân để đưa ra. Hắn cảm giác nam nhân sau kia sau khi thu được Kim Tàm Kinh vào tay, thì chuyện thứ nhất hắn làm chính là tìm hiểu một quyển thánh điển, tuyệt đối đi không xa. Như vậy, hắn cũng có thể chọn lựa địa phương gần nhất để tu luyện. Phu Thanh Họa và bốn vị thiên chi kiêu nữ cho dù không vừa mắt với Phong Phi Vân, nhưng mà lại vẫn đi theo hắn. Dù sao lúc trước mỗi một bước của Phong Phi Vân đều là chính xác, nói rõ về phương diện phân tích nhân tính thì đích xác hắn mạnh hơn so với bọn họ. Phong Đại Ma Đầu vì sao khẳng định đối phương chính là một hòa thượng như thế,
nhưng lại ẩn náu trong chùa miểu ở vùng lân cận. Cửu muội nháy mắt, có vẻ đặc biệt tò mò. Mặc dù nàng không lớn tuổi lắm, nhưng mà lá gan lại rất lớn, gọi thẳng Phong Phi Vân là ma đầu. Ta xem hắn cũng chỉ là gặp may. Nếu như hắn trong vòng 3 ngày không tìm được Kim Tàm Kinh về, như vậy hạn chết của hắn cũng sẽ đến. Mọi người bọn họ đều có tu vi cường đại, ánh sáng thần thánh trên người lấp lánh. Ai nấy đều bay dưới tầng mây, gắt gao đi theo phía sau Phong Phi Vân. Không lâu sau đó, Phong Phi Vân cưỡi linh tê rơi xuống trên mặt đất. Vượt qua đoạn đường 6.000 dặm trong vùng núi, đối với người bình thường mà nói, có lẽ cần phải cả đời mới có thể đi nổi. Nhưng mà đối với linh thú tu luyện ngàn năm mà nói, chưa đến một canh giờ là đã có thể vượt qua. Dưới chân là một con đường lớn được cây rừng che mát, hai bên trồng những cây tùng xanh cao lớn. Chúng đều đã sinh trưởng 500 năm trở lên. Con đường lớn được làm từ những phiến đá lát màu xanh, chạy dọc theo một con đường núi gập ghềnh đi về phía trước. Bởi vì phiến đá thật sự đã có từ rất lâu đời, trên phiến đá đều đã lõm xuống những cái hố, còn có cả những phiến đá mà trên bề mặt vẫn còn lưu lại dấu vết của tiền nhân. Bong bong, bong bong, bong bong. Tiếng chuông Phật vọng đến từ đỉnh núi, du dương mà trầm bổng. Đây là bậc thang đá đi tới cổ đạo miếu. Đồn đại chính là một vị cao tăng dùng thời gian một đời để mài, xây, mở lối mà thành. Nó có 38.000 bậc thang, con đường cổ đạo so sánh cổ đạo miếu trên đỉnh núi thì càng nổi danh hơn. Sau khi bốn vị thiên chi kiêu nữ thấy được điều lục sư tổ đã gặp, tâm tình của tất cả đều nặng nề, dọc theo đường đi đều không nói ra lời, cũng bớt đi vài phần kiêu ngạo. Chỉ có Vu Thanh Hỏa tâm tình tối cao, tu vi tuyệt vời, năng lực tâm lý đón nhận đủ mạnh mẽ nên vẫn còn chủ động nói chuyện với Phong Phi Vân. Nàng nói, cổ đạo miếu đã truyền thừa hơn 2.400 năm, cao tăng sáng lập Phật môn cùng ngự thú trai rất có chung cội nguồn. Mà trụ trì cổ đạo miếu thế hệ này cũng rất có đi lại cùng ngự thú trai chúng ta, là một vị cao tăng có lòng từ bi. Ta cảm giác nam nhân kia khẳng định không phải đệ tử cổ đạo miếu. Phật tôn đại nhân, ta làm việc không cần ngươi dạy ta. Sợi xích sắt trên hai tay Phong Phi Vân va chạm vào nhau, dưới chân đi vài bước nhanh hơn, tới một chỗ nằm ngoài cổ đạo. Ở trên một tòa vách đá, hắn ngồi xổm người xuống. Chỉ thấy trên mặt đất có một dấu chân mờ nhạt, đường nét các ngón trên dấu chân hiện rõ. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười kỳ quái. Trước đây nửa ngày, Phong Phi Vân chính là đi theo dấu chân kia mà tìm đến cổ đạo miếu. Mỗi dấu chân cách nhau mấy chục dặm mới có thể lưu lại một vết nên cực kỳ khó tìm. Phong Phi Vân phải dựa vào một cỗ khí tức cảm ứng kia nên mới tìm được đến nơi này. Vẫn là dấu chân như trước giống nhau như đúc, nhưng mà, một cỗ khí tức quen thuộc vốn nên có kia lại biến mất. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ vẻn vẹn 2 tháng mà tu vi của hắn liền cường đại hơn nhiều như vậy? Nụ cười của Phong Phi Vân biến mất, hắn nói với vẻ hơi dè chừng. Không đúng, lúc trước phát hiện dấu chân đều là lưu lại từ 2 tháng trước đây. Vào đúng lúc đó chính là thời gian hắn rời khỏi ngự thú trai. Nhưng mà dấu chân này là lưu lại trước đây nửa ngày. Chẳng lẽ trong vòng 2 tháng hắn đã tìm hiểu thấu Kim Tàm Kinh nên xuất quan? Nếu như thật sự là như thế này, như vậy coi như là Vu Thanh Họa ra tay thì cũng không chắc đã là đối thủ của nam nhân kia. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy nam nhân kia chính là thiên kiêu chí cao vô thượng trong thế hệ trẻ tuổi. Tu vi coi như cường đại tới đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại được cường giả tuyệt đỉnh bán bộ cự phách. Dù sao nếu như là tu vi của hắn cũng đủ mạnh như thế thì cũng sẽ không phải lợi dụng Ngọc Lạc giúp hắn lừa gạt Kim Tàm Kinh, lại càng không thèm phải kiêng kỵ 4 vị thái thượng trưởng lão bảo vệ Kim Tàm Kinh. Nhưng nếu mà thiên tư của hắn cường đại đến mức có thể tốn hao 2 tháng liền tìm hiểu thấu Kim Tàm Kinh, nhưng lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức trên người, sử dụng khí tức không ẩn tán đến trong dấu chân. Như vậy tu vi của hắn ở trong 2 tháng này sợ là cường đại hơn không chỉ gấp hàng chục lần. Đây là một tín hiệu khá là không đảm đương nổi. Phong Phi Vân, người đang nhìn cái gì? Một người thiên chi kiêu nữ đi tới, tò mò hỏi Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận ra nữ nhân này, tên của nàng gọi là Hỏa Kích Ngưng Hương, thiên tư xuất chúng, tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng, cực kỳ tinh thông Phật Pháp. Hắn đứng lên, cười cười rồi nói. Ngươi không phải muốn đối phó nam nhân kia sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể xóa được dấu chân này, ta liền tin tưởng ngươi không phải một bình hoa, có thể tiếp hắn một chiêu nửa thức. Phong Phi Vân, ngươi cũng quá xem thường người khác, ta cự tuyệt làm loại chuyện có tính nhục mạ.
Hỏa kích ngưng hương tóc dài như mực, dáng ngọc thánh khiết liền lắc đầu đáp. Ha ha, các ngươi cũng có thể đi thử nghiệm. Nếu như ai có thể xóa đi dấu chân kia, ta liền cho người đó 10 viên tam phẩm tụ nguyên linh đan. Dù sao đều đã tìm được chỗ ẩn náu hiện tại của đối thủ đáng sợ kia, Phong Phi Vân đúng là trở nên vô cùng thoải mái. Hắn tính toán đùa giỡn mấy thiên chi kiêu nữ này, để cho bọn họ từ bỏ dáng dấp một mực không coi ai ra gì, khiến cho bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất dày tới đâu. Phong Phi Vân quả nhiên lấy ra 10 viên tam phẩm tụ nguyên linh đan, tựa như 10 viên mã não linh quang lóng lánh đặt ở trên bậc đá, hào quang chói mắt. Bọn họ quả nhiên động tâm, tam phẩm linh đan chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cực kỳ hiếm thấy. Huống chi Phong Phi Vân vẫn còn một lần liền xuất ra 10 viên. Đương nhiên bọn họ đều có tâm tình cực cao, không có khả năng vẻn vẹn bởi vì 10 viên tam phẩm linh đan, liền bị Phong Phi Vân đùa giỡn như với khỉ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tò mò, bởi vì Phong Phi Vân dám xuất ra 10 viên tam phẩm tụ nguyên linh đan để đánh cuộc, điều đó cũng đã nói lên dấu chân này đích xác không phải chuyện đùa, nói không chừng thật sự ở đó tồn tại điều kỳ quái. Phù Thanh Họa hai tròng mắt sáng ngời, có những vầng ánh sáng bắn ra. Nàng nhìn chăm chú vào trên dấu chân kia, một đôi đồng tử có hơi phóng đại. Hiển nhiên là nàng đã nhận ra một vài thứ. Tu vi và kiến thức của nàng đều hơn xa những thiên chi kiêu nữ này. Tại tu tiên giới, một số ít người có khả năng lĩnh hội cực cao đối với thiên đạo, khi bọn họ để lại trên mặt đất dấu vết của mình, thì trên dấu vết liền ẩn chứa đạo của bọn họ, rất khó bị hủy hoại, mấy ngàn năm đều không biến mất. Hỏa kích ngưng hương ra tay xuất thủ trước, ống tay áo phất một cái, một quầng sáng trắng bay đi, trên mặt đất cát bay đá chạy. Nhưng sau khi quầng sáng trắng đi qua, trên mặt đất lại vẫn có một dấu chân ở lại chỗ này, vĩnh hằng bất diệt. Mấy thiên chi kiêu nữ đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hỏa kích ngưng hương lại ra tay lần nữa, lần này nàng dùng chín thành tu vi, ngưng tụ ra một trường ấn dài đến 5 thước. Nó từ trên đè xuống, ép về chỗ dấu chân trên mặt đất. Nhưng mà dấu chân kia lại vẫn cứ ở chỗ này, nông sâu không có thay đổi chút nào. Hỏa kích ngưng hương mạnh mẽ thúc dục ra một chiêu thần thông. Lần này đây không chỉ nàng vẫn không thể đánh nát dấu chân, ngược lại thiếu chút nữa bởi vì lực lượng thần thông cắn trả mà gây tổn thương đến chính mình. Làm sao có thể? Chỉ giao xuất ra một thanh linh kiếm trắng tinh, trên kiếm phong có 9 con bướm trắng tung bay. Một nhát kiếm chém xuống, kiếm phong đánh nát một khối đá lớn trên vách đá kia. Nhưng mà lại vẫn không hủy hoại dấu chân kia. Hòn đá chung quanh dấu chân đều không bị vỡ, phảng phất có một loại sức mạnh thiên đạo to lớn đang bảo vệ nó. Hai vị thiên chi kiêu nữ khác vẫn còn muốn ra tay, nhưng mà lại đều bị Phù Thanh Họa ngăn cản. Nàng nói, đó là một vị cao nhân lấy phép tắc đạo lý thiên địa đan vào mà thành dấu chân. Các ngươi dùng chiêu số thần thông đi công kích đều không có chút xíu tác dụng. Chỉ có lấy các ngươi đạo, mới có thể phá hủy được dấu chân kia, các ngươi bị Phong Phi Vân lừa rồi. Ha ha! Phong Phi Vân thu hồi 10 miếng tam phẩm linh đan kia. Sau đó liền trực tiếp đi về hướng lên đỉnh núi cổ đạo miếu. Dấu chân này rốt cuộc là ai lưu lại? Thiện Linh Nhi đuổi theo, vừa rồi nàng thử nghiệm dùng đạo của chính mình đi hủy hoại một dấu chân kia, nhưng mà lại chấm dứt trong thất bại. Thiếu chút nữa còn làm chính mình bị thương nặng, thiên tư của nàng cao nhất trong số 4 vị nữ đệ tử ở đây, hơn nữa còn đã rèn luyện trong thế tục. Cho nên thành kiến đối với Phong Phi Vân cũng không phải quá mạnh mẽ. Ngược lại đối với Phong Phi Vân vẫn còn có chút bội phục. Chính là người chúng ta muốn tìm kia. Thiện Linh Nhi rung động trong lòng. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước chân lại, hắn nhìn về hướng vị trí đỉnh núi. Mặc dù tu vi của hắn đã bị phong bế, nhưng mà lại vẫn có thể xem khí thế, nhìn thiên tượng. Chỉ thấy trên đỉnh núi kia như trong tình cảnh có một hung thần chiếm cứ. Có 100 con dao long màu đen khổng lồ đang vòng đi vòng lại. Ở trên màn trời chúng bện thành một cái cũi thật lớn màu đen. Ở trong cũi có một tòa Phật đài màu vàng, bên trong ngồi xếp bằng một vị kim thần cao gần 300 trượng. Cảnh tượng với khí thế hào hùng đó chiếm lấy nửa bầu trời, làm kinh động sợ hãi lòng người. Bất cứ một người tu sĩ nào tinh thông xem khí tượng khi đi tới ngọn núi này, đều sẽ bị hình ảnh kia làm kinh ngạc, thật sự rất rung động lòng người. Bách Long Tụ Phật. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu. Đây là một loại cảnh tượng hiếm thấy, so sánh với hình ảnh cửu ngũ chí tôn thân của Đông Phương Kính Thủy đều phải hiếm thấy hơn nhiều. Nhưng mà tức thì sát khí trên người Phong Phi Vân cũng bắt đầu khởi động, tà khí lành lạnh, chiến ý sôi sùng sục, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách.
Con tê ngưu này có linh giác rất sắc sảo, nó nhận thấy khí tức trên người Phong Phi Vân biến hóa bèn hỏi. Tiểu tử, ngươi lại tinh thông xem khí tượng, ngươi nhìn thấy gì? Thiện Linh Nhi đang đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, ngọc thể thướt tha, dáng người yểu điệu, tựa như một cây tiên thảo không tì vết. Nàng đứng ở trên đỉnh đầu con cự lang màu bạc, tựa như đang cưỡi một mảnh vầng trăng bàng bạc. Nàng cũng cảm nhận được khí tức trên người Phong Phi Vân biến đổi, đó là một cỗ chiến ý nhiệt huyết sôi sùng sục. Tu sĩ tinh thông xem khí tượng đều là kẻ trí đích thực và là người lĩnh hội sâu sắc đối với thiên đạo. Phong Phi Vân, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà chúng ta không thấy được? Ma vân ấn ký trên mặt Phong Phi Vân trở nên càng rõ, những vằn máu trong mắt càng lúc càng đậm nét, hắn cười nói. Ta cảm giác được, có lẽ ta đã biết hắn là ai vậy? Ai? Thiện Linh Nhi hỏi. Người trong Thần Tấn Vương Triều có thể tạo ra tình cảnh giống như thế này, hơn nữa ta lại không quen biết được mấy, vậy liền chỉ còn lại có một người, đệ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. Ngay cả thiên toán thư sinh đều không suy tính ra hắn là ai, mà chỉ suy tính ra một chữ, không, hay cho một chữ không. Phong Phi Vân sải bước, đi về hướng tới đỉnh núi. Cứ một bước là mấy chục bậc thang, mỗi lần bước ra một bước thì khí thế trên người liền mạnh hơn một phần. Phong Phi Vân đúng là muốn mượn khí tượng Bách Long Tụ Phật trên đỉnh núi kia để phá tan phong ấn trong thân thể. Chiến ý trên người càng lúc càng nồng đậm, ma khí trên người cũng càng lúc càng cường thịnh, nồng nặc giống như lớp mực. Phong ấn trên người Phong Phi Vân chính là do Đàn Thanh Tố thiết lập, tổng cộng có tam trọng phong ấn, nhất trọng phong bế đan điền. Nhị trọng phong bế lưng Diêm Vương. Tam trọng phong bế yêu ma chi huyết. Phong Phi Vân muốn lấy nhuệ khí bản thân để phá tan tam trọng phong ấn do Đàn Thanh Tố thiết lập trong thân thể hắn. Cho dù là ai cũng không muốn bị người khác quản chế, Phong Phi Vân đương nhiên cũng là như thế. Chỉ có lực lượng đích thực do chính mình khống chế thì mới có thể thong dong đối mặt tất cả nguy hiểm, nếu không trong lòng liền không có chỗ dựa. Một bước vượt qua mấy chục bậc thang này, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, cứ thế lao thẳng về hướng lên đỉnh núi cổ đạo miếu. Ma đầu Phong Phi Vân kia muốn phá tan phong ấn. Phù thanh họa linh giác sắc sảo, thân thể vừa động liền tựa như sao băng bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt thẳng lên. Phật y trắng tinh bay lên, vẽ lại bề ngoài đường cong thân thể hoàn mỹ của nàng vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù nàng có tu vi tuyệt vời, nhưng mà không tinh thông xem khí thuật, nên tự nhiên cũng không thấy được cảnh tượng Bách Long Tụ Phật trên đỉnh núi. Nó như nước cuộn trào vô biên vô tận, mặc sức thống trị sông ngòi sơn hà. Tốc độ của Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, chả mấy chốc liền xông lên giữa sườn núi, cứ như thế đạp vỡ không ít bậc thang đá, biến chúng thành đá vụn rơi xuống sườn núi. Trên người khí thế hào hùng, hắn như một con mãnh thú thời hồng hoang thổi bạt đám lá cây của dãy cổ tùng hai bên đường, tựa như vô số lưỡi dao bay trong không khí. Ầm, 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 ầm. Trên đỉnh núi cao, đỉnh Phật miếu, 100 con dao long khổng lồ màu đen quấn quanh, đan vào nhau tạo thành một cái cũi khổng lồ. Ở bên trong, có một vị thần Phật màu vàng cao gần 300 trượng. Hai mắt mở ra, chậm rãi đánh ra một đạo kim sắc trưởng ấn, phá tan sự trói buộc của cả trăm con rồng, rồi tựa như một vị thiên Phật vô thượng, đứng ở Phật giới, một trưởng chụp xuống. Rất giống một mảnh bầu trời vàng rực đè ép xuống. Phong Phi Vân cảm nhận được một cỗ khí thế khiếp người kia, hai chân chụm lại, hai tay ôm quyền, sẽ nghênh chiến. Phong Phi Vân, nằm xuống cho ta. Phía sau, một tiếng nữ nhân quát lạnh, ngón tay Phù Thanh Họa vừa điểm ở trên cổ trên lưng Phong Phi Vân, làm phát ra một tiếng vỡ đầu khớp xương nho nhỏ. Thế nhưng mà trong óc Phong Phi Vân lại như lôi đình chấn động, thiếu chút nữa thần hồn đều bị đánh tan. Một đạo Phật mang dọc theo đầu ngón tay nàng lao ra, chấn ở lưng của Diêm Vương phía sau lưng Phong Phi Vân. Khí lực toàn thân Phong Phi Vân đều thoát đi không còn chút nào. Hắn ngửa đầu ngã xuống đất, rầm một tiếng, làm bắn lên tảng lớn cho bụi. Bà nương, chết tiệt. Mới rồi thiếu chút nữa Phong Phi Vân liền phá tan phong ấn. Nhưng mà lại tại một khắc mấu chốt cuối cùng bị Vu Thanh Họa đánh tan lực lượng thật vất vả ngưng tụ, đánh trở về số 0. Giờ phút này trên người hắn đều không thể phát ra một tia khí lực. Vu Thanh Họa chính là thiên mệnh đệ bát trọng hàng thật giá thật. Nếu tính tất cả lão ni cô ngự thú trai thì nàng vẫn có thể tiến vào năm bậc hàng đầu. Đừng nói là tu vi của Phong Phi Vân đang bị phong ấn, coi như tu vi của Phong Phi Vân không bị phong ấn, nếu như hắn đấu với nàng thì cũng tuyệt đối không thu được kết quả gì tốt. Phong Phi Vân sở dĩ có thể chém chết Thái Tể Bắc Minh Mặc Thủ,
đó là bởi vì lúc ấy hắn uống ma huyết. Ở trong ma huyết lưu lại lực lượng của nữ ma, hiện nay một cỗ lực lượng này đã hoàn toàn cạn kiệt, không có khả năng còn có thể chống lại siêu cấp cự phách thiên mệnh đệ bát trọng. Lại muốn phá tan phong ấn, thật sự là muốn chết. Phù Thanh Họa đưa mắt nhìn về phía một chiếc cửa chùa Phật giáo màu đỏ như son. Vừa rồi rõ ràng nàng cảm giác được một cỗ khí thế khổng lồ chèn ép xuống, nhưng mà đến sau khi nàng điểm xong phong phi vân, thì một cỗ khí thế này lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mới vừa rồi, Phong Phi Vân và một người đàn ông kia chỉ là va chạm đối đầu nhau về khí thế, cũng không phải đánh nhau trên thực tế. Tuy nhiên theo Phong Phi Vân xem ra, đối phương đã nện xuống một đạo trưởng ấn cường đại vô cùng vô tận. Nhưng mà người bên ngoài lại căn bản không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ là cảm giác được có một cổ khí tức với áp lực cao đến cùng cực. Linh Tê, người canh chừng tiểu tử này, không cho hắn gây ra bất cứ trò bịp bợm gì. Bốn người các ngươi cùng ta tiến vào cổ đạo miếu. Phù Thanh Hỏa cũng đã nhận ra một chút điều kỳ dị cổ quái nào đó. Nàng đưa mắt ngắm nhìn chiếc miếu cổ yên tĩnh không có một chút âm thanh nào kia. Ngay sau đó liền mang theo bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia, đi dọc theo bậc thang đá tiến vào. Hôm nay cổ đạo miếu đích xác khá là kỳ dị cổ quái. Trên vạn đệ tử cửa Phật tu luyện niệm thiền ở chỗ này, nhưng mà từ dưới chân núi đến đỉnh núi lại không hề nhìn thấy bất cứ một người đệ tử nào. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được chuyện quỷ dị trong đó. Trên lưng Phong Phi Vân có một khối khớp xương bị Vu Thanh Họa điểm chỉ vỡ, nên hắn vô phương thích lực. Hơn nữa trên hai tay vẫn còn mang sợi xích sắt thật lớn nặng vạn cân, nên căn bản không thể đứng lên từ trên mặt đất. Hắn nói có hơi suy yếu. TK, trên người của ta có 10 viên tam phẩm tụ nguyên linh đan, ngươi hãy giúp ta lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng của ta. Tiểu tử! Ta sẽ không tiếp tục làm theo ý ngươi, tự mình thành thật ngoan ngoãn nằm trên mặt đất đi. Chờ sau khi bọn họ đi ra, tự nhiên sẽ mang ngươi quay về ngự thú trai. Sau khi Linh Tê bị Phong Phi Vân lừa một lần, nó cũng học xảo quyệt, không hề tin tưởng những lời Phong Phi Vân đã nói nữa. Phong Phi Vân cười nói. Bọn họ sẽ không thể ra được, đối phương cường đại không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Với chỉ số thông minh của Vu Thanh Họa, hẳn là sẽ đẩy bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia vào trong tuyệt cảnh. Hừ, Phong Phi Vân ngươi quá coi thường Vu Phật Tôn, thiên tư của nàng cực cao, hơn nữa lại đã tu luyện kim tàm kinh. Hiện nay thiên hạ, cũng chỉ có những nhân vật hàng đầu mới có thể mạnh hơn nàng một phân. Trước mặt tu vi tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Người bị một ngón tay nàng áp chế, đó là ví dụ tốt nhất. Sự kiêng kỵ của Linh Tê đối với Vu Thanh Họa cực kỳ sâu. Mỗi một lần nhắc tới nàng thì hắn đều không nhịn được mà sợ run. Phong Phi Vân tâm tư bình tĩnh, không hề nói thừa với loại đầu óc ngu dốt, nhát gan sợ phiền phức như tê nghiêu này nữa. Hắn khó nhọc ngồi dậy từ trên mặt đất, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay mỗi cái buông thõng ở một bên, chậm rãi khắc họa trên mặt đất. Tê nghiêu thấy Phong Phi Vân không nói thêm gì nữa, thì cũng chậm rãi nằm xuống. Phù Thanh Họa mang theo bốn vị thiên chi kiêu nữ. Đi vào qua cổng cửa chùa cổ đạo miếu. Nhưng mà đi tới miếu cổ mà mọi người nói rằng hương khói cường thịnh, tăng nhân rất nhiều, hiện tại lại đều không thấy được một người nào. Sự im lặng đến dị thường, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Phong Phi Vân nói người đàn ông kia trên người mang theo cảnh tượng Bách Long Tù Phật, rất có thể chính là người thần bí đứng đệ nhất trên thượng sử thi thiên tài bảng. Thiện Linh Nhi quanh thân có linh mang xoay tròn, da trắng tinh tế, đôi mắt đầy linh tính. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, còn ở sau lưng nàng thì con ngân lang thật lớn kia với hơi thở hùng hồn, đang có vẻ hơi nôn nóng bất an. Mọi người cẩn thận một chút. Phù Thanh Họa cũng cảm giác được một nguy cơ càng lúc càng gần. Ta ngửi thấy được một mùi thịt. Cửu muội khịt khịt mũi để ngửi. Từ trong một ngôi Phật miếu lại bay ra mùi thịt, hơn nữa mùi thịt này vẫn còn càng lúc càng nồng đậm. Bọn họ đi theo mùi thịt, đi tới trong một rừng nhỏ cổ mộc. Thấy được quang cảnh khiến cho bọn họ khó quên từ lúc sanh ra. Có vô số tà nhân đang chiếm cứ một mảnh lâm viên này. Bọn chúng dùng cọc gỗ bén nhọn đâm xuyên qua thân thể các tăng nhân áo trắng, sau đó gác trên đống lửa rồi quay tròn mà nướng. Món thịt hình người bị nướng, có cái đã nướng chín đang bị chúng cầm gặm ăn. Ma quỷ làm loạn, gặm ăn thịt người, thì ra một mùi thịt kia chính là mùi thơm thịt người nướng này. Có mấy trăm đống lửa. Mỗi đống đều gác một tăng nhân đang nướng trên lửa đỏ, hơn nữa bị nướng chính là người sống.
những tăng nhân đang bị nướng trên lửa đỏ này đều kêu thảm thiết, phải gánh chịu nỗi thống khổ giống như luyện ngục. A-di-đà Phật, đám tà nhân các ngươi này, lại nướng thịt người để ăn, sẽ xuống địa ngục. Ha ha, chúng ta vốn là tu tà đạo. Chúng ta muốn ăn tinh hoa trong thịt những ai tu Phật trong thiên hạ, hấp thu Phật lực trong tinh hoa của thịt, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Ta xem lão hòa thượng nhà ngươi này tu vi không tệ, ăn thịt ngươi hẳn là có thể khiến cho ta gia tăng 30 năm tu vi. Lại một lão tăng bị xích sắt trói gô, gác lên trên đống lửa, bắt đầu quay tròn để nướng. Chả mấy chốc liền ra chóc thịt bong, mùi thịt bay ra bốn phía. Ta, không muốn bị ăn. Ta vừa mới trở thành đệ tử cổ đạo miếu, trong thân thể vẫn còn không có Phật lực. Một tiểu hòa thượng 15, 16 tuổi sợ đến vãi nước tiểu trong quần, ngồi phịch ở trên mặt đất. Thật sự là bẩn thỉu a, rất ảnh hưởng đến sự ngon miệng. Một tên vạm vỡ mặt tím thở dài một tiếng, một trưởng liền vỗ đi ra ngoài. Trên trưởng ấn đều là đen tuyền như mực, cứ thế đánh chết tiểu hòa thượng này, sau đó ném vào trong đống lửa, thiêu đốt tựa như củi đun bình thường, khiến cho hỏa diễm trở nên càng bốc cao hơn. Vào lúc Phù Thanh Hỏa thấy một màn như vậy, liền có cảm giác chính mình một chân đã bước từ Phật điện vào địa ngục. Một bước Phật đường, một bước địa ngục. Vốn là trốn Phật gia tu luyện, hiện tại lại bị ma quỷ làm loạn. Không biết nơi đây đã bị những tà ma này chiếm cứ bao lâu. Vẻ hung ác trên mặt bọn chúng, tiếng cười khủng bố làm toàn thân người ta đều đang run rẩy. Bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia đều sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa liền nôn mửa. Bọn họ ngay cả nhìn đều không dám liếc mắt nhìn nữa, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, toàn thân vô lực, một tia linh khí đều không phát ra nổi. Tà ma Phong Phi Vân kia so với những kẻ này, quả thực cũng không đáng nhắc tới, vẫn còn là tà ma dễ thương như vậy. Ha ha, Phật tôn ngự thú trai đến, bây giờ lại có thịt càng thơm càng ngon càng mịn để ăn. Một ông lão trên lưng mọc ra ba đôi cánh màu đen bỗng nhiên đứng lên. Cái cánh dài hơn 10 thước, liền như một con chim to hình người. Trên đỉnh đầu có mái tóc bạc, trong khóe mắt gầy đét trũng sâu có hai điểm sáng xanh mượt bắn ra, như một con tu la đi ra từ địa ngục. Phù Thanh Họa sắc mặt bình tĩnh, có thể thong dong nhìn chăm chú những tà nhân này. Nàng nói, tóc bạc cánh đen, thì ra ngươi tu luyện Minh Vực Ma Dược Quyết và Cửu Thiên Bạch Phát Công. Hai môn tuyệt học này đều là một trong 12 đại tà công của Xâm La Điện. Chỉ có mỗi một đời, tử vong hành giả của Xâm La Điện mới có thể đồng thời tu luyện được hai chủng loại tà công này. Ông lão trên lưng mọc ra ba đôi cánh màu đen kia cười một tiếng dài, âm thanh khàn khàn mà chết lặng. Lão nói, không hổ là Phật tôn ngự thú trai, kiến thức không bình thường, không bình thường. Không sai, bản thân, Thạch Thác La, này là tử vong hành giả của thế hệ này Xâm La Điện. Xâm La Điện chính là đệ nhất tà đạo. So sánh Phổ Đà Sơn hiện tại thì đều khủng bố hơn nhiều. Dưới trướng tà hoàng có tứ đại hành giả sinh, lão, bệnh, tử, làm kinh động sợ hãi thiên hạ. Ngay cả trưởng giáo mỗi đại tiên môn nghe nói đến tên tứ đại hành giả, đều phải run sợ trong lòng. Có điều là vào 2000 trước, sau khi tà hoàng phong hoàng của thế hệ trước mất tích, Xâm La Điện liền chia tách thành 10 điện, tứ đại hành giả cũng biến mất theo. Hiện nay tử vong hành giả trong tứ đại hành giả xuất hiện. Có thể nào không làm cho Phù Thanh Họa kinh hãi? Phù Thanh Họa quả quyết nói. Xâm La Điện lúc này đã không giống như trước đây. Một điện đã chia làm 10 điện, nội đấu không ngừng. Người coi như tu luyện Minh Vực Ma Dực Quyết và Cửu Thiên Bạch Phát Công, thì cũng không được xưng là tử vong hành giả. Cạc cạc, Xâm La Thập Điện sắp sửa hợp lại làm một. Tà Hoàng Thiếu Chủ đã nhất thống 10 điện, cải tổ tà đạo, quét ngang tu chân giới, nuốt chửng thiên hạ. Đến lúc đó thiên hạ nhất định là của tà đạo chúng ta, là Xâm La Điện tu tiên giới chúng ta. Thần Tấn Vương Triều gì đó, thần linh cung gì đó đều phải tan thành cho bụi. Thạch Thác La hai tay tựa như làm bằng sắt tinh tạo thành, khi các ngón tay đụng vào nhau đều có thể làm cho đột ngột bắn ra những tia lửa. Lão lạnh giọng cười một tiếng. Nếu Phật Tôn nói người nào đó không được gọi là tử vong hành giả, vậy xin mời Phật Tôn tiếp ta 10 chiêu. Nếu như người có thể chống đỡ được. Sau này Thạch Thác La nhìn thấy Phật Tôn, liền quỳ trên mặt đất mà gọi ngươi một tiếng Phật nãi nãi. Gió thổi qua rừng cây phát ra âm thanh sàn sạt, mang theo vài phần cái lạnh châm vào đến làm đau làn da. Bỗng nhiên, một âm thanh lớn vang lên, cả một vùng núi non đều rung động mãnh liệt một cái. Phì! Cái đầu khổng lồ của Linh Tê bỗng nhiên ngóc lên, một đôi mắt to như chậu nước rửa mặt đảo quanh,
nhìn một vòng khắp tứ phương rồi nói. Tại sao vừa rồi ta nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa như núi lở nứt ra rồi? Trên thân thể cường đại của Phong Phi Vân, một vết nứt xương trên lưng kia tự động khép lại. Hắn đã có khả năng nhấc tay lấy ra từ trong ngực một viên tam phẩm linh đan giống như mã não rồi đưa vào trong miệng, toàn thân đều được linh khí bao bọc, sau đó hắn đứng lên. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn về phương hướng cửa chùa, nhướng mày một cái rồi nói. Bọn họ đã là toàn quân bị diệt, đi thôi, rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân xoay người liền đi về hướng xuống dưới chân núi cực kỳ quyết đoán, cũng rất vội vàng. Linh Tê bật nhảy lên, muốn ngăn cản Phong Phi Vân lại. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng hình ma quỷ màu đen từ trên trời giáng xuống, tựa như một đám khói đen trôi nổi trên một ngọn cây. Từ trong làn khói đen xì truyền ra một âm thanh âm u lạnh lẽo. Tà Hoàng thiếu chủ cho mời thần vương đại nhân vào trong miếu một chuyến. Lại là vào đạo âm phong thổi tới, trên con đường xuống núi bỗng đột ngột xuất hiện mấy tà nhân vóc người quái dị, khí tức tà ác trên người rất nặng. Chúng chặn đường đi của Phong Phi Vân, ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Khóe miệng Phong Phi Vân nhướn lên một cái, hắn hỏi. Tà Hoàng thiếu chủ nào, dựa vào cái gì mà ta phải đi gặp hắn? Lớn mật, Phong Phi Vân tiểu nhi, cũng dám bất kính đối với Tà Hoàng thiếu chủ, trước phế một tay ngươi. Một tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi chụp nhất chảo về hướng cánh tay phải của Phong Phi Vân. Ngón tay cứng tựa như kim cương, còn móng tay quả là cái dùi lạnh giá như băng. Lực lượng của hắn mạnh mẽ, hung uy to lớn. Chỉ một cước đã đạp vỡ hơn 10 bậc thang đá, bóng người màu đỏ đột ngột bay lên. Trên hai tay Phong Phi Vân mặc dù mang xích sắt, động tác bị ngăn trở, nhưng mà lại vẫn nhanh hơn so với tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi kia. Một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của hắn, tựa như nện vào một cái chuông đồng làm phát ra âm thanh leng keng như kim loại va đập vào nhau. Rầm! Thân thể tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi bật lui lại, tựa như bị một quả chùy lớn nặng vạn cân nện vào đỉnh đầu. Cả người lăn lông lốc về hướng dưới chân núi, khiến cho mấy trăm bậc thang đá đều bị vỡ vụn. Đến lúc gió hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, từ đó có thể thấy được một trưởng này của Phong Phi Vân có lực lượng mạnh đến đâu. Mà thế này vẫn còn có nguyên nhân tu vi của Phong Phi Vân bị phong bế, động tác bị vướng víu. Bằng không một trưởng này có thể nện cho đầu của hắn tụt vào trong bụng. Nhưng mà tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Một trưởng của Phong Phi Vân có thể đánh cho trọng thương tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng bình thường, nhưng mà lại không hề lưu lại bất cứ vết thương gì trên đỉnh đầu của hắn. Ta giết cả nhà ngươi. Tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi này tức tối mắng chửi, từ dưới chân núi lại hùng hổ xông tới lần nữa. Hắn há cái miệng rộng, phun ra một đám khí đen, mùi tanh rất nặng, giống như muốn một cái là cắn chết Phong Phi Vân. Dáng vẻ của hắn hung ác dọa người. Người bình thường đã sớm bị dọa đến tê liệt mà quỳ trên mặt đất. Cũng dám vô lễ đối với thần vương đại nhân, thật sự là muốn chết. Từ bên trong đám khói đen xì trôi nổi trên đỉnh ngọn cây kia vươn ra một cánh tay đen nhánh, nó không giống như là tay người, ngược lại giống như một người đã chết đi nhiều năm. Nó điểm một cái, một đạo khí lưu đen xì bay ra từ đầu ngón tay, xuyên thủng mi tâm tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi kia. Chỉ vẻn vẹn là một đạo khí lưu. Nhưng mà lại có được lực lượng xuyên qua một quả núi lớn. Lỗ thủng chung quanh mi tâm kia bắt đầu biến thành màu đen, tên đầu chọc mặc đại bào đỏ tươi kia toàn thân thối rữa mà chết. Hắn ngã xuống trước mặt Phong Phi Vân, biến thành một đám thịt rữa, ngay cả một khúc xương đầy đủ đều không tìm được. Mấy tên tà nhân kia đều mỉm cười mà đứng nhìn một màn này, thật giống như đã quen nhìn quang cảnh như vậy, không có bất cứ phản cảm gì. Vốn là bọn chúng cho rằng có thể hù dọa được Phong Phi Vân. Nhưng mà điều khiến cho bọn chúng thất vọng chính là, trên mặt Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều hiện ra nụ cười hài hước, thật giống như đang nhìn một mỹ nhân bắt đầu nhảy múa. Không hổ là yêu ma chi tử giận dữ vì hồng nhan, giết chết mấy trăm vạn sinh linh ở Trung Hoàng Phủ. Mấy tên tà nhân kia thu hồi sự khinh miệt, nhân mạng ngã xuống trong tay Phong Phi Vân so với tổng số của bọn hắn đều phải nhiều hơn, sao lại sợ loại quang cảnh nhỏ nhoi này? Phong Phi Vân nói. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, lại có một chút hứng thú đối với Tà Hoàng thiếu chủ của các ngươi. Thần vương đại nhân và Tà Hoàng thiếu chủ đều là nhân trung long phượng, người đứng đầu thiên hạ. Lần này đây gặp mặt, Tà Hoàng thiếu chủ đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật ra mắt thần vương đại nhân. Đám khói đen đang treo lơ lửng ở trên ngọn cây kia tan đi, để lộ ra một bóng người cực kỳ già nua,
mái tóc trên đầu đều đã rụng hết sạch, chỉ còn vài sợi tóc bạc lơ thơ. Làn da toàn thân đều là màu đen, hơn nữa mặt đầy nếp nhăn tựa như vỏ quả hạch đào. Lão bởi vì thật sự rất già nua, thân thể thu nhỏ nghiêm trọng, nên không cao đến một nửa thân thể Phong Phi Vân. Hơn nữa cái lưng còng đến quá mức, làm cho đầu cơ hồ đều phải chạm đến trên mặt đất. Ông lão này quả thực so sánh với lão ni cô ngự thú trai chỉ còn 3 ngày tuổi thọ kia thì vẫn già nua hơn. Thật sự phải đi vào sao? Từ trên người ông lão kia Linh Tê cảm giác được một luồng tà khí khủng bố vô biên vô tận, tuyệt đối là một vị tà nhân cái thế hơn đời, khiến cho toàn thân nó phát lạnh. Mặc dù nó là linh thú ngàn năm, nhưng giờ phút này cũng có hơi không thể di chuyển nổi. Nếu như ngươi muốn trốn, lão hủ dám cam đoan, coi như ngươi chạy trốn tới ngoài vạn dặm thì ta đều có thể một chưởng đánh cho huyết nhục của ngươi nát như tương. Ông lão lưng còng già nua kia lạnh lẽo nham hiểm cười một tiếng. Bốn bắp chân Linh Tê đều là co giật một hồi, đến sau khi bàn tay ông lão kia vuốt ve hai cái trên đùi của nó, Linh Tê lập tức mất đi sự hung dữ mãnh liệt của dị thú, mà tựa như một con chó nhỏ quen nuôi nhốt thành thật ngoan ngoãn theo ở phía sau. Nó cũng không dám ho he một câu nào. Được mấy tên tà nhân này dẫn đường, Phong Phi Vân đi vào cổ đạo miếu. Chùa miếu Phật Môn trước đây, hiện tại lại bị một đám tà ma ngoại đạo chiếm cứ, mà tăng nhân trong chùa lại đều bị nhốt trong lồng sắt. Ai nấy đều tựa như gia súc nuôi nhốt. Tăng nhân có tu vi cao trong đó thì còn có thể ngồi xếp bằng niệm kinh, ngăn cản sự sợ hãi trong lòng. Còn những tăng nhân trẻ tuổi lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch ở trong lồng sắt, vẫn không nhúc nhích. Các ngươi, đám tà ma các ngươi này sẽ gặp báo ứng, Phật tổ sẽ cho các ngươi xuống địa ngục. Lại một người tăng nhân bị cọc gỗ đâm xuyên qua thân thể, gác ở trên đống lửa, quay tròn nướng trên lửa đỏ. Ban đầu hắn vẫn còn chưa chết nên thấp giọng tức giận mắng, nhưng mà đến sau đó lại bị nướng đến bên ngoài cháy xém bên trong mềm da, tỏa ra mùi thơm thịt người. Đây là một quanh cảnh luyện ngục, người bình thường sẽ bị cứ như thế mà hù chết. Cho dù như là tu tiên giả đi tới nơi này đều sẽ nôn mửa và sợ hãi, nhưng mà Phong Phi Vân lại nhìn như không thấy, tà khí trên người hào hùng, khóe miệng vẫn còn khẽ nhếch lên mang theo vài phần nụ cười. Thần Vương Đại Nhân đã từng ăn thịt người chưa? Ông lão lưng còng dẫn đường ở phía trước lạnh lẽo nham hiểm cười hỏi. Phong Phi Vân đáp, trên đời này có ngàn vạn loại thịt, thịt người lại là thứ khó ăn nhất. Đây vốn là một thế giới người ăn thịt người, người không ăn bọn họ, tự nhiên có người khác ăn thịt ngươi. Một người nếu như ngay cả thịt người cũng không dám ăn, như vậy nhất định cũng sẽ chỉ là gia súc bị người ăn thịt, liền cũng đi theo chân bọn họ. Bàn tay đen xì đầy nếp nhăn của ông lão lưng còng chỉ về hướng những tăng nhân bị nhốt trong lồng sắt. Lão liếm liếm môi, phát ra âm thanh giống như quỷ khóc. Lão lại nói, nếu muốn trở thành kẻ hơn người ta, thì phải ăn người có cảnh giới cao hơn. Nếu định ăn thịt người, vậy trước hết phải có lá gan ăn thịt người. Nếu mà ngay cả lá gan như vậy đều không có, như vậy đời này liền nhất định chính là tôi tớ cho người ta. Nhân loại chính là một dây chuyền đồ ăn gồm. Nô lệ, người yếu, cường giả, vương giả. Người yếu ăn nô lệ, cường giả ăn người yếu, vương giả ăn cường giả. Chỉ có người nào đứng ở chỗ cao nhất trên dây chuyền đồ ăn, người đó mới có thể trở thành vương giả tuyệt đối, là chúa tể của dây chuyền đồ ăn này. Phong Phi Vân cười nói. Cách ăn của các ngươi rất nguyên thủy, cũng quá mất phong thái. Cung cách này của các ngươi tại xã hội nguyên thủy đã bị đào thải. Ta không ăn người thì thôi. Một khi ăn thịt người, liền ăn tinh, khí, thần của hắn. Thân thể chẳng qua là cỗ thân xác thối tha, có cái gì hay mà ăn. Phong Phi Vân đi vào một tòa Phật điện, bên trong bày ra bốn cái lồng sắt. Phù Thanh Họa và ba nàng thiên chi kiêu nữ khác đều bị nhốt trong lồng sắt. Còn về phần một nàng thiên chi kiêu nữ khác thì cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ đã mất đi phong thái và sự kiêu ngạo, tựa như một con thiên nga trắng rơi từ trên trời cao xuống trong vũng bùn. Trong đó, Phù Thanh Họa vẫn còn bị trọng thương, trên người dính nhiễm vết máu. Cũng không biết ai có tu vi lại đáng sợ như thế, có thể đánh bại được nàng. Phù Thanh Họa mặc dù lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà tu vi cũng vô cùng cường đại. Nếu không cũng không có khả năng một ngón tay bóp vỡ một mảng đầu khớp xương của Phong Phi Vân. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói. Đôi tay ngọc của Chỉ Dao gắt gao nắm chặt lồng sắt, tiên nhan lạnh như băng, lạnh lùng thốt ra. Ma đầu Phong Phi Vân kia, ngươi lại quen thuộc như thế với những tà ma này, xem ra các ngươi vốn là đã liên kết với nhau,
ngươi cố ý dẫn chúng ta đến chốn địa ngục nhân gian này. Lại dám bất kính như thế đối với thần vương, và miệng nó cho ta. Ông lão lưng còng kia lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, từ phía sau lão có một tên thân cao hơn 3 thước lao mạnh đến. Hắn lấy ra một khối thép tròn nặng mấy ngàn cân, hắn cười lạnh một tiếng rồi đi về hướng tới lồng sắt kia. Chỉ là nhìn trong lượng khối sắt kia trong tay của hắn thì cũng rất là dọa người. Nếu như nện xuống, coi như Chỉ Dao có tu vi đủ cao thì chỉ sợ cũng phải bong ra chóc thịt. Sắc mặt Chỉ Dao sợ đến tái nhợt, mặt mày xám ngắt. Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy tên cao to kia đã ngấu nghiến ăn một cánh tay người, ngay cả khớp xương cũng đều cắn rau ráu mà ăn vào trong bụng. Để cho ta tới đi. Phong Phi Vân bước tới trước một bước. Ông lão lưng còng đưa mắt một cái, tên cao lớn kia liền tự giác lui trở về. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh lồng sắt Chỉ Dao. Hắn ngồi xổm xuống, một tay luồn vào bên trong lồng sắt, nắm chặt lấy cái cằm mịn màng của nàng, nhấc khuôn mặt khuynh thành tuyệt đẹp của nàng lên, gian tà cười một tiếng. Chỉ cô nương, người phải biết đến một điều. Ta vốn là yêu ma, hợp tác cùng ta, chính là đang bảo hộ Lột Gia. Mặc dù đối với thịt của ngươi thì ta không có hứng thú, nhưng mà đối với ngươi. Hắc hắc, có lẽ rất cảm thấy hứng thú. Bàn tay Phong Phi Vân tiến vào trong vạt áo của Chỉ Dao, dọc theo làn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết mà hung hăng thăm dò một phen bộ ngực cao ngất của nàng. Đúng là khiến cho Chỉ Dao kêu thất thanh sợ hãi, sau đó bắt đầu nhỏ giọng khóc. Lúc này Phong Phi Vân mới thu hồi tay. Ông lão lưng còng kia lẳng lặng canh chừng ở phía sau Phong Phi Vân. Trên gương mặt già nua hiện ra một nụ cười quỷ dị mà tàn nhẫn. Xem ra Phong Phi Vân quả nhiên như trong truyền thuyết, trong thân thể mang theo một nửa huyết dịch của yêu ma, đối với nữ nhân có nhu cầu điên cuồng. Chỉ cần đưa mỹ nhân đến trước mặt hắn, hắn liền không có bất cứ tự chủ nào cả. Cạc cạc, yêu ma chi tử dù sao vẫn là một vị tà ma. Là một loại người với chúng ta, xem ra đại sự có thể thành. Không hổ là nữ đệ tử ngự thú trai đi ra ngoài. Thật sự là trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, bụi mù không dính. Vừa bị sờ một cái liền khóc sướt mướt, vậy cũng là tâm tình mà tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng nên có ư. Âm thanh Phong Phi Vân hơi trầm xuống. Chỉ Dao liền thu thập lại vạt áo bị tán loạn, ngừng tiếng khóc, gắt gao cắn chặt hàm răng. Một đôi mắt sáng vẫn còn vương giọt lệ hung hăng nhìn chăm chú Phong Phi Vân, giống như muốn dùng ánh mắt giết sống Phong Phi Vân. Trong lòng nàng thề. Nếu như thoát ra được chốn địa ngục nhân gian này, nhất định khổ tu kiếm đạo, tu luyện vô thượng thần thông để giết tà nhân nơi này không còn một mống. Đặc biệt đại ma đầu lòng lang dạ thú Phong Phi Vân này, muốn cho hắn rơi xuống tầng địa ngục thứ 18. Hai vị thiên chi kiêu nữ Thiện Linh Nhi và Họa Kích Ngưng Hương này đều cắn chặt môi, cố gắng khắc chế chính mình. Bọn họ rốt cục ý thức được bản lĩnh của chính mình không đủ, mặc dù tu vi đủ để xưng vương ở trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà đối với lòng người hiểm ác, thủ đoạn yêu tà ác độc thì có lẽ vẫn hiểu quá ít. Thiện Linh Nhi tu vi cực cao, tâm tình cũng kiên định nhất. Nàng ngồi xếp bằng trong lồng sắt kia, trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như búp sen xanh trong hồ sen, hai tay nắm một chuỗi Phật châu trắng tinh, nàng nói. Phong Phi Vân, ngươi mặc dù chính là một yêu ma, nhưng mà ta một mực đều cảm giác được ngươi là một yêu ma khác đời. Ngươi vẫn có máu có thịt. Có tình có nghĩa, chính là một nam nhân thực sự. Nhưng mà hôm nay ngươi thật sự khiến cho ta rất thất vọng. Nàng cũng cho rằng Phong Phi Vân đều là liên kết cùng những tà nhân này, là Phong Phi Vân cố ý mang bọn họ tiến vào một tòa địa ngục nhân gian này. Những tà nhân này, theo bọn họ xem ra đã mất hết nhân tính, Phong Phi Vân đi cùng một chỗ với bọn chúng thì cũng không khá hơn chút nào. Trong những thiếu nữ này thì Thiện Linh Nhi là người duy nhất vẫn còn có vài phần thiện cảm và khâm phục đối với Phong Phi Vân. Nhưng mà giờ phút này lại nửa phần thiện cảm đều không còn, thậm chí so sánh với những tà nhân đáng ghét này thì càng chán ghét Phong Phi Vân hơn. Ngươi là ai, ngươi thất vọng đối với ta thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cô nương, ngươi đừng tưởng rằng chính mình làm vài việc thiện trong thế tục, được người khác tâng bốc ngươi thành tiên tử, thì ngươi liền thật sự là tiên tử. Lão tử cởi hết trang phục của ngươi rồi ném lên trên giường, thì ngươi vẫn chỉ là bị ta đè ở dưới thân, làm một con tiểu mẫu cẩu. Giọng Phong Phi Vân lành lạnh vô cùng, khi mở miệng nói đều không khách khí chút nào, cực kỳ khó nghe. Nó làm cho Thiện Linh Nhi vừa nghe được thì hai tròng mắt nhắm chặt, một câu cũng đều nói không ra lời. Một trái tim không tì vết thật giống như là bị người ta chém một đao. Thì ra yêu ma, cuối cùng vẫn là yêu ma, căn bản vô phương cảm hóa hắn.
Mấy tên tà nhân kia đều đứng ở một bên cười lạnh, lẳng lặng canh chừng, giống như là đang nhìn một tuồng kịch. Cười đủ chưa? Phong Phi Vân lạnh giọng hỏi. Mấy tên tà nhân kia lập tức ngừng cười, đặc biệt khi bọn hắn thấy một đôi mắt đỏ lửa kia của Phong Phi Vân. Nó đang lóe ra ánh mắt hung ác, khiến cho bọn chúng ngay cả nói đều không nói ra lời được một câu. Phong huynh, bất tất tự làm khổ mình, không cần chấp nhặt cùng những kẻ hạ đẳng này, cũng không sợ bị mất thân phận. Một âm thanh nam nhân tuổi còn trẻ vang lên, âm thanh cực kỳ bình dị gần gũi, hơn nữa tràn ngập sự thân mật, làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết nói không ra lời. Chỉ là bằng vào âm thanh này, là có thể làm cho tất cả địch ý của người ta đối với hắn, đều biến mất hoàn toàn sạch sẽ trong khoảnh khắc. Phong Phi Vân đưa mắt liếc nhìn sang, chỉ thấy một nam nhân mặc thanh sam đang ngồi ở nơi này. Thân thể có hơi gầy gò, nhưng mà lại ngồi thật sự thẳng. Không nhìn rõ sau này hắn trưởng thành thì sẽ có dáng dấp thế nào, bởi vì mi tâm của hắn cực kỳ sáng ngời, tựa như một chiếc đèn Phật đang chói mắt, chính ánh sáng kia đẩy ánh mắt người ta bị xua trở về. Nếu như tu vi của Phong Phi Vân không có bị phong bế, mượn Phượng Hoàng Thiên Nhãn thì vẫn có khả năng thấy rõ dáng vẻ của hắn. Phong Phi Vân theo bản năng nhìn về nửa người dưới của hắn. Nhưng mà quần áo của hắn rất dài đã che kín giày, căn bản vô phương biết rốt cuộc hắn có một chân, hay là hai chân. Phong Phi Vân mặc dù vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng đã phán đoán người này tuyệt đối là một người cực kỳ nguy hiểm. Ngươi chính là Tà Hoàng thiếu chủ. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ Phong huynh thích đứng nói chuyện, không thích ngồi nói chuyện? Hoặc là nói, thành ý của tại hạ còn chưa đủ. Âm thanh của Tà Hoàng thiếu chủ rất bình thản, tràn ngập lực hấp dẫn, tựa như một vị Phật Đà đang giảng kinh Phật. Cả một tòa Phật điện cũng không nhỏ, coi như chứa đến 300 người cũng sẽ không có vẻ chật chội. Nhưng mà trong một tòa Phật điện lớn như vậy lại chỉ thắp lên được một ngọn Phật đăng, đó chính là ngọn đèn ở mi tâm của Tà Hoàng thiếu chủ kia. Trong bóng tối, mọi người sẽ đi tìm ánh sáng, mà ánh sáng chính là hy vọng, sinh mệnh, chân lý. Ở trong một tòa Phật điện này, mọi nơi đều là đen ngòm, chỉ có trên người Tà Hoàng thiếu chủ có ánh sáng. Hắn phảng phất liền đại biểu cho hy vọng, sinh mệnh, chân lý. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, bất luận kẻ nào đều kìm lòng không đậu mà bị ánh sáng êm dịu trên người hắn làm ảnh hưởng, đâm ra muốn tới gần hắn, không có bất cứ người nào bài xích. Mà ngay cả mấy nàng thiên chi kiêu nữ bị giam ở trong lồng kia đều bị hắn làm ảnh hưởng. Bất kể là hô hấp hay tim đập, không ngờ đều chậm rãi hợp thành một nhịp cùng hắn. Tim hắn đập nhảy lên một cái, tim bọn họ đập liền cũng nhảy lên một cái. Hô hấp của hắn thở ra một lần, hô hấp của bọn họ liền cũng thở ra một lần. Đây là một loại cảnh giới thiên đạo vô thượng, có thể trong lúc không nhận thức được làm ảnh hưởng người chung quanh hắn, khiến cho những người này đều biến thành phụ thuộc vào hắn, biến thành bóng dáng của hắn. Khi mà hắn không hô hấp thì những người này cũng không hề hô hấp nữa. Phong Phi Vân đã nhận ra loại thay đổi tế nhị, không chỉ có là mấy nữ nhân bị nhốt bên trong lồng sắt kia, mà ngay cả mấy tà nhân tu vi uyên thâm, tất cả cũng bị khí tức của Tà Hoàng thiếu chủ làm ảnh hưởng, tốc độ hô hấp và tốc độ tim đập đều giống nhau như đúc. Trong cả Phật điện, chỉ có Phong Phi Vân còn có thể khống chế quy luật thân thể của mình, không bị Tà Hoàng thiếu chủ làm ảnh hưởng. Quả tim Phong Phi Vân tim căn bản là sẽ không nhảy lên, trái tim đã biến thành cốt nhục sáng bóng long lanh rực rỡ, tựa như một khối huyết ngọc. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, hắn kéo theo xích sắt, đi tới rồi cười nói. Thành thật mà nói ta còn thực sự không thấy thành ý thiếu chủ ở nơi nào. Tử vong hành giả, còn không mau giúp Phong huynh tháo xích sắt trên cổ tay. Tà Hoàng thiếu chủ hạ lệnh một tiếng, một ông già tóc bạc trên lưng mọc ra ba đôi cánh màu đen liền đi ra. Lão rút ra một thanh chiến kiếm sắc bén. Thanh chiến kiếm vẻn vẹn chỉ là lượn quanh một vòng trong không khí, liền sinh ra một đạo kiếm khí giống như thực chất. Thần vương đại nhân, xin giơ hai tay lên. Hừ, bày ra trò đùa gì? Các ngươi thực sự cho là chỉ với một sợi xích sắt là có thể trói được ta sao? Phong Phi Vân khinh miệt cười một tiếng, hai tay cánh tay tựa như biến thành hai con cương long. Cứ như thế kéo căng sợi xích sắt nặng vạn cân phong ấn đầy bùa chú. Chỉ thấy các bùa chú trên sợi xích sắt kia bị lực lượng khổng lồ kéo ra nhanh chóng vỡ vụn. Rầm. Móc xích sắt bị biến hình, một sợi xích sắt có thể khóa được cao thủ cự phách, lại cứ như vậy bị Phong Phi Vân dùng hai cái cánh tay cắt đứt. Nếu như chỉ luận thân thể, cự phách so ra cũng thua kém Phong Phi Vân. Ha ha,
thì ra thần vương đại nhân là cố ý giả bộ bị xiềng cho những ni cô này nhìn, quả là lão phu làm điều thừa. Tử vong hành giả khẽ gật đầu, yêu ma chi tử quả nhiên danh bất hư truyền. Đó cũng không phải chỉ là một kiểu cách hoa hòe hoa sói đẹp mắt. Phong Phi Vân không chút khách khí ngồi xuống bên bàn kia. Tức thì đã có người dâng rượu ngon thịt tươi lên. Thịt là món tươi mới nhất, Tà Hoàng thiếu chủ ăn cũng cực kỳ tao nhã. Bất luận kẻ nào ăn thịt so với hắn ăn đều không có khả năng cẩn thận hơn, tùy tiện cắt chậm rãi nhai, thật giống như ăn thịt đều có thể phù hợp thiên đạo. Phong Phi Vân nhìn qua cái bàn sứ trắng tinh xảo bày ở trước mặt. Nhưng cuối cùng vẫn còn không hề ăn, hơn nữa sau khi uống một chén rượu thì hắn lên tiếng hỏi. Thịt này chẳng lẽ cũng là thịt người? Đương nhiên là như vậy. Tà Hoàng thiếu chủ rất tự nhiên, cũng rất thản nhiên, lại nói thêm. Nhưng mà so với thịt người bình thường thì càng thơm hơn, vị ngon hơn. Hai nam nhân mặc hắc bào đem tới tiểu cô nương đã nướng chín, bên trên đã bị cắt đi hai miếng thịt non mềm nhất. Đúng là hai miếng đang đặt ở trên bàn trước mặt Tà Hoàng thiếu chủ với Phong Phi Vân. Mặc dù tiểu cô nương này đều đã bị nướng chín, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn có thể từ dáng vẻ của nàng mà nhận ra. Đúng là cửu muội, một trong bốn nàng thiên chi kiêu nữ kia của ngự thú trai. Khó trách lúc nãy đã không nhìn thấy nàng, thì ra nàng đã bị nướng chín, chẳng lẽ đây là để làm lễ ra mắt. Mặc dù yêu ma khí trên người Phong Phi Vân đậm đặc, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng trở nên càng lúc càng nặng nề. Hai tay gắt gao siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn còn buông ra được, nụ cười trên mặt tươi rói, có vẻ cực kỳ khoan thai. Phong Phi Vân biết đây là Tà Hoàng thiếu chủ đang đánh một đòn phủ đầu hắn, thể hiện sức mạnh để dọa nạt. Ác ma, cầm thú, ô ô, ba nàng thiên chi kiêu nữ kia nhào về phía trước, làm cho cái lồng sắt thật lớn đều chấn rung đến không ngừng lay động. Bọn họ cũng không cách nào thong dong trấn tĩnh nữa. Rốt cục biết những lời trước kia Phong Phi Vân đã nói đều là sự thật, bọn họ rất không biết trời cao đất rộng. Thế giới này là một thế giới người ăn thịt người. Hai tròng mắt Phu Thanh Họa mở ra, chỉ tay vừa điểm ra thì có một đạo kiếm khí đột ngột phóng ra từ đầu ngón tay, như muốn phá vỡ xích sắt kia. Nhưng mà tử vong hành giả lại đã sớm phát hiện, lão cười một tiếng khanh khách, thân thể tựa như một con chim to màu đen bay lên, rơi xuống trên đỉnh đầu Vu Thanh Họa. Lão giẫm trên lồng sắt, một trường ma công đánh xuống, lại lần nữa chân áp Vu Thanh Họa đến không thể nhúc nhích. Mỹ vị thịt ngon lành như thế, Phong huynh vì sao cũng không ăn vậy? Tà Hoàng thiếu chủ nhìn như không thấy, vẫn cứ tao nhã ăn. Phong Phi Vân thưởng thức chén rượu trong tay, hắn cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn dở trò gì? Tà Hoàng thiếu chủ rốt cuộc dừng lại, tựa hồ một mực chờ những lời này từ Phong Phi Vân, hắn cười nói. Người trong thế gian đều nói Phong Phi Vân chính là thiên tài hàng đầu của thần tấn vương triều với tài trí vô song. Tại hạ bất tài, muốn đấu vài ván với Phong huynh. Nếu như tại hạ may mắn thắng Phong huynh một ván, vậy xin mời Phong huynh ăn một miếng thịt kia. Thịt ai? Phong Phi Vân nhắc bầu rượu lên, thong thả tự đắc rót rượu vào trong chén, cũng phát ra âm thanh nước chảy bình. Thịt của bọn họ. Tà Hoàng thiếu chủ đưa ngón tay chỉ về hướng mấy thiên chi kiêu nữ bị nhốt trong lồng sắt, thật giống như là đang nói đến vài con da súc thơm ngon, không có bất cứ dao động tâm tình gì. Thiện Linh Nhi, Chỉ Giao, Hỏa Kích Ngưng Hương. Sau khi bọn họ nghe nói như thế thì sắc mặt đều tái nhợt. Cũng giống như là một linh hồn bình thường, nếu như Phong Phi Vân không cẩn thận để thua một ván, như vậy trong bọn họ tất nhiên sẽ có người phải bị nướng ăn. Hơn nữa, Tà Hoàng thiếu chủ này vừa nhìn chính là hạng người thiên tư tuyệt đỉnh, mà Phong Phi Vân hiện tại tu vi bị phong ấn, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu như Phong Phi Vân thua toàn bộ, như vậy bọn họ liền đều phải biến thành món ăn trong miệng người khác. Ngắm nhìn bốn nàng nữ nhân với thiên tư tuyệt sắc có dấu hiệu hoảng sợ, đám tà nhân liền đều bắt đầu cười ha hả. Tà Hoàng thiếu chủ từ nhỏ đến lớn cho tới ngày nay liền cũng không bị thua. Đừng nói là một Phong Phi Vân, coi như là hàng chục Phong Phi Vân cũng không chắc đã là đối thủ của Tà Hoàng thiếu chủ. Bởi trong mắt bọn họ thì Tà Hoàng thiếu chủ tựa như một vị thần linh bất bại. Vậy nếu như ngươi bất hạnh bị bại thì sao? Phong Phi Vân đã rót đầy rượu vào trong chén của mình. Rồi cầm bằng hai ngón tay. Sau đó hắn liếc mắt nhìn mà tranh luận với Tà Hoàng thiếu chủ ngồi đối diện. Nếu như ta bại, Tà Hoàng thiếu chủ tựa hồ cho tới ngày nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại, nên dừng một chút rồi mới nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Phong Phi Vân nhấc chén rượu thanh đồng lên,
đặt ở bên môi, cười ha ha đáp. Nếu như mà ngươi bại, ta liền muốn bọn họ ngủ cùng ta. Con người của ta xưa nay không có sở thích gì, nhưng mà đối với ngủ thì cũng rất coi trọng. Nếu như trong chăn không có một nữ nhân xinh đẹp, thì ta đều không ngủ được. Nói xong hắn liền uống một hơi cạn sạch. Tà hoàng thiếu chủ cũng bắt đầu cười. Mấy nàng thiên chi kiêu nữ bị nhốt ở trong lồng sắt kia lại đều cùng mắng Phong Phi Vân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bọn họ chính là đệ tử kiệt xuất nhất của thánh địa danh tiếng Phật môn. Các tu tiên giả khác nhìn thấy bọn họ đều phải kêu một tiếng tiên tử. Nhưng mà ở trong mắt Phong Phi Vân thì bọn họ thật giống như là mấy nha hoàn nô tỳ bình thường, muốn khiến cho bọn họ ngủ cùng hắn, quả thực chính là đang mơ một giấc xuân thu đại mộng. Hai kẻ tà nhân này, một tên thì muốn ăn thịt bọn họ, một tên lại muốn cưới bọn họ. Chúng đều không có để bọn họ trở thành người có tôn nghiêm. Bọn họ đã đưa ra đối phó tốt nhất là chuẩn bị chết, tình nguyện chết nhưng cũng sẽ không để cho Phong Phi Vân và Tà Hoàng thiếu chủ thực hiện được ý đồ. Phong Phi Vân đều không để ý chút nào tới tiếng mắng mỏ của mấy nàng thiên chi kiêu nữ kia, chỉ thản nhiên hỏi tiếp. Vậy nếu như hòa thì sao? Coi như ngươi thắng. Tà Hoàng thiếu chủ cực kỳ tự tin. Hảo, chúng ta đây bắt đầu đi. Phong Phi Vân mặc dù một mực đều rất thong dong lạnh nhạt, nhưng mà nội tâm lại không được thoải mái như thế. Trong Phật điện hôn ám lạnh lẽo, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Bóng dáng mấy tên tà nhân in trên vách tường, tựa như mấy cự nhân hung ác. Thịt cửu muội được hai tên tà nhân mang tới, nhưng mà mấy nữ nhân trong lồng sắt lại vẫn không thoát ra khỏi nỗi bi thương, mà ngay cả Vu Thanh Họa từ trước tới nay vốn lạnh lùng không coi ai ra gì thì giờ phút này cũng bị tử vong hành giả trấn áp. Nàng chỉ có thể dương mắt nhìn mà lại không phản kháng được. Chỉ có Phong Phi Vân lại vẫn thản nhiên như thường. Hắn cứ uống rượu của mình, tựa hồ thật sự đã hoàn toàn hòa hợp với thế giới ma quỷ này. Tà Hoàng thiếu chủ trầm tư chỉ chốc lát, rồi nói. Quyết đấu với thiên tài tuấn kiệt như Phong Huynh, thật là một chuyện không dễ dàng. Nhân vật đến mức thượng tầng giống chúng ta nếu như cũng học những kẻ thất phu bình thường này mà tranh đấu ngoan cường, thì có phần cũng quá mất thân phận. Vậy ván thứ nhất, chúng ta có lẽ nho nhã một chút, do đó liền làm một ván, vấn đấu. Cách thức vấn đấu như thế nào? Phong Phi Vân có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Tà Hoàng thiếu chủ đáp. Chúng ta một người hỏi đối phương về một vấn đề, nếu như mà đối phương có thể đáp được, như vậy coi như chúng ta tự thua. Nếu như là đối phương không trả lời được, như vậy chính là người đã thắng một ván. Còn nếu như cả hai đều trả lời được, như vậy liền coi như ngươi thắng. Còn nếu như đều không trả lời được, cũng coi như ngươi thắng. Phong Phi Vân cười cười bảo. Như vậy đúng là thiếu chủ ngươi không phải rất thiệt thòi gì sao? Ta vốn đã nói qua, nếu hòa cũng coi như Phong Huynh ngươi thắng. Tà Hoàng thiếu chủ cười nói. Phong Phi Vân bảo. Vậy thì xin mời thiếu chủ ngươi ra câu hỏi trước đi. Giờ khắc này. Mấy nàng thiên chi kiêu nữ bị nhốt trong lồng sắt kia tất cả cũng bắt đầu tập trung tinh thần. Thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ đã đến. Mặc dù bọn họ đều tin rằng hẳn phải chết, nhưng nếu là một người thì ai có nguyện ý chết đây? Có lẽ Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ là hù dọa bọn họ, rơi vào trong tay của hắn cũng không mất đi chính tiết, như vậy cũng không cần phải chết. Nhưng mà nếu như Phong Phi Vân thua, bọn họ cho dù chết chỉ sợ đều sẽ bị gác lên trên đống lửa quay tròn. Rồi trở thành thức ăn trong bụng những tà nhân này. Trong tiềm thức, bọn họ vẫn hy vọng Phong Phi Vân có thể thắng. Nhưng mà thật sự có thể thắng sao? Tà Hoàng thiếu chủ hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Xin Phong Huynh đoán một điều, ta là ai? Vấn đề này vừa ra, mọi người ở đây đều sửng sốt. Hắn không phải là Tà Hoàng thiếu chủ sao, còn cần gì đoán? Đúng rồi, Tà Hoàng thiếu chủ vẻn vẹn chỉ là cách xưng hô của hắn, cũng không phải tên của hắn. Hơn nữa trừ thân phận Tà Hoàng thiếu chủ này ra, chẳng lẽ hắn liền không có thân phận khác? Câu hỏi này nhìn thì như là một vấn đề cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại bao hàm quá nhiều yếu tố có thể biến đổi ở bên trong. Hơn nữa Phong Phi Vân cũng vẻn vẹn chỉ đến hôm nay mới biết được có nhân vật Tà Hoàng thiếu chủ này. Trước kia đối với hắn căn bản không có nửa phần hiểu rõ. Điều này giống như là một người xa lạ, đột nhiên đứng ở trước mặt ngươi, hỏi ngươi hắn là ai vậy? Vấn đề như thế có thể làm khó thầy bói đến vặt sạch tóc trên đầu. Thiện Linh Nhi nhốt ở bên trong lồng sắt kêu lên. Thế này không công bằng, nếu như Phong Phi Vân nói ra tên của ngươi, nhưng mà ngươi lại không nhận thì làm sao bây giờ?
Ông lão lưng còng kia cười lạnh một tiếng rồi nói. Nhân vật giống như thần vương đại nhân và thiếu chủ đều là nhân trung long phượng ngang dọc trời đất. Một việc nếu như không làm thì cũng thôi, một khi làm thì cũng không có chuyện không dám nhận. Đối với những người có loại cảnh giới như bọn họ mà nói, thiên hạ có gì mà không dám làm, lại có gì mà không dám nhận. Phàm là những kẻ đại gian đại ác, đều nhất định không câu nệ tiểu tiết. Thiện Linh Nhi tự nhiên biết rõ ràng đạo lý này, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa. Sau một hồi lâu, Tà Hoàng thiếu chủ hỏi. Phong huynh có thể trả lời được vấn đề này. Phong Phi Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đáp. Vấn đề này quá khó khăn. Sau khi nghe được Phong Phi Vân nói ra lời này, mấy tên tà nhân đứng ở sau lưng Tà Hoàng thiếu chủ đều bắt đầu cười. Nhưng mà mấy nàng thiên chi kiêu nữ kia thì tâm trạng lại sa sút đến mức thấp nhất. Nhưng mà ta lại biết ngươi tuyệt đối không phải Tà Hoàng thiếu chủ đích thực. Phong Phi Vân lại nói. Những lời kia của Phong Phi Vân vừa thốt ra, mấy tên tà nhân kia liền đều không cười được nổi. Mà ngay cả người trẻ tuổi mặc thanh sam đều có hơi khựng lại. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó cười nói. Không hổ là Phong Phi Vân, lợi hại, ta xác thực không phải Tà Hoàng thiếu chủ đích thực. Ngươi làm thế nào mà nhận thấy được? Phong Phi Vân cười nói. Vừa rồi vị tiền bối tà đạo không phải đã nói rồi sao, nhân vật ngang dọc trời đất giống như Tà Hoàng thiếu chủ chính là người không có bất cứ điều gì không dám nhận, cũng không có bất cứ điều gì không dám làm. Nếu là một nhân vật như thế, vì sao phải cố ý che đi dung mạo của mình, không cho chúng ta thấy? Nói thật hay. Phật quang trên mi tâm nam nhân mặc thanh sam kia dần dần lờ mờ đi, lộ ra dáng vẻ của hắn. Đó là một người trung niên cực kỳ nho nhã mặt trắng không râu, bên trên khóe mắt đã có hai nếp nhăn. Nếu không phải trong tay của hắn vẫn còn cầm một đôi đũa bạc đang ăn thịt, thì thực sự làm cho người ta cảm giác hắn chính là một tiên sinh dạy học. Lão Phu chính là đứng đầu tứ đại hành giả Xâm La Điện, sinh mệnh hành giả, Thiên Thu Sinh. Âm thanh của nam nhân mặc thanh sam cũng trở nên hơi có vẻ tang thương, hiển nhiên tuổi của hắn đã không nhỏ. Mặc dù nhìn thì như chỉ có 3, 40 tuổi, nhưng mà đây tuyệt đối không là tuổi thật của hắn. Tuổi thật của hắn chỉ sợ ít nhất đều đã vài trăm tuổi. Một chiếc Phật đăng được thắp sáng lên, đặt lên trên bàn, khiến cho một tòa Phật điện này lại được chiếu sáng lần nữa. Ván này coi như thần vương đại nhân đoán đúng phân nửa, xin thần vương đại nhân ra câu hỏi đi. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh vẫn cực kỳ nho nhã, trong mắt tinh thần sung mãn, mang theo ánh trí tuệ nhìn xa trông rộng. Phong Phi Vân hỏi. Vậy xin mời Thiên Tiên Sinh đoán một câu ta là ai? Một câu hỏi này vừa ra, khiến cho mọi người trong Phật đường lại kinh sợ lần nữa. Phải biết rằng Phong Phi Vân và những người này không giống nhau. Phong Phi Vân đã sớm danh chấn thiên hạ, tất cả tư liệu về hắn cơ hồ đều tồn tại ở trong mỗi giá tư liệu của mỗi đại tiên môn. Hơn nữa tuyệt đối được để ở vị trí phía trước, có thể nói rất nhiều người tu tiên giới đều hiểu rõ đối với hắn. Hắn hỏi ra một vấn đề như vậy, chẳng lẽ là cố ý muốn thua? Nhưng mà Thiên Thu Sinh lại không cho là như vậy, bởi vì hắn không chỉ có là một người tu hành tà đạo, càng là một vị cửu phẩm chí sư. Nói về trí tuệ thì tại thần Tấn Vương triều đủ để tiến vào trong 3 người đứng đầu. Vừa rồi hắn tiến hành suy tính đối với Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng đại đạo vô hình hất ngược trở về. Xem ra thân phận chân thật của Phong Phi Vân cũng tịnh không chỉ có là đệ tử Phong gia đơn giản như vậy. Thiên Thu Sinh cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời thân phận đệ tử Phong gia của Phong Phi Vân, hơn nữa trả lời cực kỳ cặn kẽ. Từ lúc Phong Phi Vân mới ra đời khi nào, đến những chuyện Phong Phi Vân đã làm trong mỗi một giai đoạn, đều một chữ không để lọt. Hơn nữa ngay cả tên cha mẹ của Phong Phi Vân, thuộc về mạch nào trong Phong gia đều nói rất rõ ràng. Hắn khẳng định là chăm chú tìm đọc tư liệu về Phong Phi Vân, hơn nữa còn ghi chép tất cả điều này. Từ đó có thể thấy được, mức độ coi trọng của đám tà nhân đối với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói. Thiên Tiên Sinh cũng chỉ đáp đúng một nửa. Thiên Thu Sinh từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú ánh mắt của Phong Phi Vân, biết Phong Phi Vân cũng không có nói dối. Nhưng mà, cũng đúng là như thế, khiến cho trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Phong Phi Vân nói một nửa thân phận khác là cái gì, nhưng mà cho dù hắn trí tuệ uyên thâm, thông minh tuyệt đỉnh, lại vẫn không thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Một ván này, coi như thần vương đại nhân thắng. Thiên Thu Sinh cực kỳ thong dong, đã thua thì cũng dám chịu thua. Mấy nữ nhân này đều là cực phẩm trong mỹ nhân, khí chất thoát tục, trong sạch như băng,
thuần khiết như ngọc, ta đã sớm mắt thèm không thể làm gì hơn được. Đáng tiếc có Vu Thanh Hỏa tiện nhân kia trông nom ở một bên, một mực không có cơ hội hạ thủ. Không biết Thiên Tiên Sinh có thể cho phép tại hạ không, hiện tại liền chọn lựa một người, trước cứ phong lưu sung sướng phút chốc. Phong Phi Vân nhẹ nhàng liếm liếm môi, tựa như một ác quỷ thèm sắc. Thần Vương quả nhiên là người thích tình ái. Bọn họ vốn chính là chiến lợi phẩm của ngươi, nô lệ cũng không bằng. Muốn bọn họ ngủ với Thần Vương đại nhân, cái này vốn là vinh hạnh lớn lao của bọn họ. Thiên Thu Sinh vốn vẫn còn cảm giác Phong Phi Vân đang giúp đỡ những nữ nhân ngự thú trai này, nhưng mà thấy Phong Phi Vân vội vàng muốn ngủ với bọn họ như thế, thì nghi ngờ trong lòng liền giảm bớt không ít. Dù sao ngự thú trai chính là thánh địa Phật môn, nữ nhân ở trong đó xem trong trinh tiết có lẽ còn nặng hơn sinh mệnh. Phong Phi Vân phá hủy trinh tiết của bất cứ một người nào trong bọn họ, cũng đều tuyệt đối sẽ lọt vào sự trả thù hung ác nhất của ngự thú trai. Nếu nói như vậy, Phong Phi Vân cũng hoàn toàn đối lập với ngự thú trai. Điều này tương đương kết quả mà bọn hắn nguyện ý thấy, cho nên chúng đều tràn đầy hứng thú đứng xem Phong Phi Vân chọn lựa mấy thiên chi kiêu nữ này tựa như chọn lựa gia súc. Phong Phi Vân, ngươi là đồ ma quỷ, ngươi là đồ cầm thú. Chỉ Giao nghiến răng nghiến lợi, hàm răng sáng bóng, hung hăng nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Mấy thiên chi kiêu nữ các nàng tất cả cũng vô cùng quật cường, một tia ảo tưởng vốn còn có trong lòng cũng vô tình tan biến. Phong Phi Vân, ta nguyện ngủ cùng ngươi, ngươi buông tha cho bọn họ. Người nói chính là Vu Thanh Hỏa, nàng vốn đã bị Phong Phi Vân lột sạch Phật y, vuốt ve thân thể ngọc ngà. Cũng chưa nói tới còn có danh dự gì, nhưng nếu như có thể hy sinh chính mình, bảo vệ mấy thiên chi kiêu nữ kiệt xuất nhất ngự thú trai kia, thì có chỗ nào mà không được. Nghe được những lời Vu Thanh Hỏa đã nói, tất cả mọi người im lặng đi. Sau một hồi lâu, mấy tên tà nhân kia đều bắt đầu cười thoải mái, cười đến khoa trương. Trong đó có kẻ mở miệng châm chọc. Thì ra Phật Tôn ngự thú trai lại cũng là một đồ đê tiện thèm khát. Ha ha, Phật Tôn đại nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ, thì ra hy vọng nam nhân đến thỏa mãn nàng như vậy. Thật sự là làm cho người ta chờ mong, Thần Vương đại nhân hãy giữ lời. Nhất định phải làm cho Phật Tôn kêu cha gọi mẹ, như quỷ gào không ngừng, nửa chết nửa sống. Bọn họ vô tình đả kích sự tôn nghiêm của Vu Thanh Hỏa. Đến cuối cùng với tâm tình của Vu Thanh Hỏa mà cũng xấu hổ vô cùng, dung nhan tuyệt mỹ trở nên tái nhợt, đôi môi mỏng sáng bóng đều bị cắn đến ứa ra giọt huyết ửng đỏ. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh lồng sắt nhốt Vu Thanh Hỏa, hài hước nhìn qua nàng mà cười nói. Vu Thanh Hỏa tu vi rất cao, có lẽ không nên thả nàng ra thì tốt hơn. Vạn nhất không cẩn thận để cho nàng chạy thoát, vậy sẽ không tốt. Có lẽ nên chọn một thiên chi kiêu nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ. Những tà nhân này cũng biết Vu Thanh Hỏa khó đối phó, đương nhiên cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Giờ phút này Phong Phi Vân chủ động nêu ra điều đó, tất cả bọn chúng hiển nhiên cũng vui vẻ gật đầu. Vậy là ngươi. Phong Phi Vân giơ tay chỉ vào trên người Thiện Linh Nhi. Thiện Linh Nhi tuyệt đối là người đẹp nhất trong số ba nàng thiên chi kiêu nữ, hơn nữa tu vi cũng cao nhất, vốn là trong trắng tự nhiên. Dáng người thon thả, xinh đẹp vượt khỏi đời thường. Tựa như một cây thanh liên trong hồ, Phong Phi Vân chọn chúng nàng, quả thực cũng không kỳ quái một chút nào. Ông lão lưng còng kia đi đến, mở phong ấn trên sợi xích sắt ra, thả Thiện Linh Nhi ra ngoài. Nàng mặc Phật y trắng tinh, xinh đẹp tuyệt trần, đường cong duyên dáng, hàng mi dài cong vút. Vừa mới được thả ra từ trong lồng sắt, nàng liền vươn cánh tay ngọc thon thả, ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm trắng tinh. Đâm tới hướng cổ họng Phong Phi Vân. Nàng dáng người yểu điệu, hai chân thon thả, vừa ra kiếm liền giống như bạch y tiên tử đang tung tăng múa lượt, nhưng lại rõ ràng tràn ngập chủ tâm giết người. Rầm! Phong Phi Vân một quyền nện vào trên chiến kiếm của nàng, trực tiếp đập vỡ chiến kiếm, cánh tay mạnh mẽ uy lực vươn mạnh về phía trước, liền khống chế một cánh tay ngọc mảnh khảnh của Thiện Linh Nhi, trực tiếp ôm thân thể ngà ngọc mảnh rẻ của nàng vào trong lòng. Nàng muốn giãy giụa, lại ra tay lần nữa, nhưng lại bị Phong Phi Vân cứ như thế bẻ một cánh tay đến chật khớp, đau đến không nói nên lời. Phong Phi Vân cười ha hả một tiếng, liền ôm Thiện Linh Nhi vào trong lòng. Hắn không để ý nàng đấm đánh và chửi rủa, liền đi về hướng nội điện trong Phật điện. Phong Phi Vân, ngươi là đồ cầm thú, không chết tử tế được. Chỉ Giao lay động lồng sắt mãnh liệt. Ta nghĩ Phật Tổ sẽ phát hạ chí nguyện to lớn. Bất kể nỗ lực trả giá đau đớn thế nào thì cũng muốn khiến cho ma đầu Phong Phi Vân kia rơi xuống địa ngục.
hỏa kích ngưng hương lòng như dao cắt, chứng kiến ác ma Phong Phi Vân kia ôm Thiện Linh Nhi, mạnh mẽ kéo nàng vào trong nội điện. Không cần nghĩ đều có thể biết bên trong sẽ phát sinh loại chuyện khó coi nào. Mấy tà nhân kia tất cả cũng nhe răng cười không thôi, chỉ tiếc Phong Phi Vân không chịu hành quyết thiên chi kiêu nữ ngự thú trai ngay tại chỗ, bằng không bọn chúng cũng có thể được nhìn đã mắt, thấy được ngọc thể mê người tuyệt luân kia. Thiên Thu Sinh cực kỳ cẩn thận, hơi dùng ánh mắt ra hiệu, lập tức có mấy tên tà đạo liền đi ra khỏi Phật Điện, từ các nơi chung quanh Phật Điện để canh giữ vị trí bên ngoài nội điện. Mặc dù Phong Phi Vân có biểu hiện cực kỳ gian ác, nhưng mà lại vẫn không thể đủ khiến cho Thiên Thu Sinh hoàn toàn từ bỏ cảnh giác. Nên hắn phái người trông coi bên ngoài nội điện này. Phong Phi Vân, ngươi không thể như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên đi Nam Cung Hồng Nhan sao? Ngươi làm như vậy, không làm nàng thất vọng sao? Thiện Linh Nhi bị Phong Phi Vân ôm vào trong ngực, cánh tay Phong Phi Vân tựa như hai khúc sắt đáng tin kẹp lấy nàng, khiến cho nàng không sao tránh thoát nổi. Dầm. Sau khi Phong Phi Vân đi vào nội điện, liền trực tiếp quăng nàng xuống đất, lạnh lùng nói. Cởi áo ngực ra cho ta. Sau khi Phong Phi Vân nói những lời này, hắn liền ngồi xổm người xuống, cắn rách ngón tay, bắt đầu dùng máu tươi khắc họa trên mặt đất. Thiện Linh Nhi ngồi dậy từ trên mặt đất, cầm lấy cánh tay bị chật khớp của mình, có hơi sợ hãi Phong Phi Vân mà run rẩy hỏi. Ngươi muốn làm gì? Bảo ngươi cởi thì ngươi liền cởi, nói thừa nhiều như vậy để làm chi? Phong Phi Vân vừa khắc họa hoa văn trận pháp này trên mặt đất, vừa lạnh giọng đáp. Thiện Linh Nhi thận trọng như thế nào, làm sao có thể thật sự cởi áo ngực trên người mình? Đó là chuyện xấu hổ cỡ nào, nên trong lúc nhất thời mặt đỏ đến tận mang tai, đứng ngây ra ở nơi này vẫn không nhúc nhích. Chả mấy chốc Phong Phi Vân liền hoàn thành thiết lập một cái hoa văn trận pháp đường kính áng chừng một thước. Hắn lấy ra 9 miếng chân diệu linh thạch từ trong giới linh thạch, đặt trên ở trên trận bàn. Lập tức cả trận pháp bắt đầu rung động, quay vòng phóng ra từng đạo ánh sáng đẹp mắt. Phong Phi Vân lúc này mới đứng lên, liếc mắt nhìn Thiện Linh Nhi, nhíu mày mà nói. Tại sao ngươi vẫn còn không cởi? Ánh sáng trận pháp chiếu rọi trên mặt Thiện Linh Nhi, khiến cho mặt ngọc đỏ hồng của nàng trở nên sáng bóng long lanh rực rỡ. Nàng cắn chặt hàm răng, rồi hỏi. Đây là ngươi định làm gì? Đây là một tòa hoàng cấp truyền tống trận. Với tu vi thần thức hiện tại của ta thì chỉ có thể thiết lập được loại truyền tống trận đài cấp thấp nhất. Nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một người có tu vi tương đương cùng ta đến một chỗ khác trong vòng 10 dặm. Trước khi ta tiến vào cổ đạo miếu, liền để lại bên ngoài một tọa độ trận pháp. Sắc mặt Phong Phi Vân cực kỳ nặng nề. Sau khi bị Vu Thanh Họa điểm ngã xuống đất, Phong Phi Vân liền khắc một cái trận pháp tọa độ tại chỗ, chính là ngờ tới sẽ có một kiếp này, để chính mình chạy thoát. Chỉ là điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là trong số đám tà nhân này thì cường giả lại có nhiều như vậy. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể thay đổi sách lược ban đầu. Thiện Linh Nhi vui mừng quá đỗi, thật giống như người chìm dưới nước bắt được một cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng có thêm vài phần áy náy và bội phục, thì ra hắn suy nghĩ sâu xa như vậy. Nếu như ban đầu cứ nghe lời hắn, có lẽ cũng sẽ không rơi vào trong tay đám tà nhân này. Phong Phi Vân hiểu rõ tâm tư nàng, lạnh nhạt nói. Đừng cho rằng ta là có tâm địa Bồ Tát, người nào gặp nạn đều sẽ đi cứu. Chỉ là ta trúng bách túc cổ dược, bị lão ni cô kia quản chế nên mới có thể giúp các ngươi. Mặc dù Phong Phi Vân nói như vậy, nhưng mà mắt Nhung Thiện Linh Nhi lại vẫn không ngừng gợn sóng, đối với Phong Phi Vân lại có thêm vài phần thiện cảm. Yêu ma chi tử này mặc dù có hơi gian ác, nhưng mà ít nhất vẫn còn có vài phần lương tâm. Chúng ta đây đào tẩu trốn đi, vậy Phật Tôn, Chỉ Giao, Ngưng Hương bọn họ làm sao bây giờ? Thiện Linh Nhi nghĩ tới một vấn đề khác cực kỳ quan trọng. Phong Phi Vân nói, truyền tống trận đài này cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể truyền tống một mình ngươi đi ra ngoài. Sau khi ngươi ra ngoài, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ngự thú trai, mời Tử Nhục Hòa Thượng đến đây. Bất luận kẻ nào khác đến đây đều vô dụng. Chỉ có mời ông ta đến mới có thể cứu chúng ta rời khỏi hang ma quỷ này. Vậy còn ngươi? Thiện Linh Nhi có thêm vài phần kinh ngạc, trong mắt nhung lộ ra vầng sáng. Ta đương nhiên phải lưu lại, trì hoãn thời gian. Bằng không hai sư muội kia của ngươi và Phật Tôn Đại Nhân, khẳng định sẽ bị đám tà nhân kia tiền dâm hậu sát, sau đó nướng thành một bàn thịt ngon. Phong Phi Vân dừng một chút, rồi nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Vị sinh mệnh hành giả Xâm La Điện chính là một kẻ tà đạo hung ác.
Ta cũng không biết một ván sau vẫn còn có thể thắng hắn hay không, nếu như bại bởi hắn. Ta đã hiểu, tất nhiên ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ngự thú trai, mời Tử Nhục đại sư và tất cả cường giả ngự thú trai trước hết chạy tới đây cứu các ngươi. Thiện Linh Nhi gắt gao cắn hàm răng, giáo huấn đau đớn lần này đây khiến cho nàng đích thực trưởng thành không ít. So sánh rèn luyện 10 năm trong thế tục đều phải học được hơn nhiều, hiểu được càng sâu hơn. Phong Phi Vân suy nghĩ một chút, lại nói. Nếu như Tử Nhục Hòa Thượng không đến, ngươi phải đi tìm Nạp Lan Tuyết Tiên, khiến cho nàng đi xin Tử Nhục Hòa Thượng. Phong Phi Vân hiểu rõ tính cách của Tử Nhục Hòa Thượng. Nếu như cho lão biết trong số tà nhân này có nhân vật cấp bậc tứ đại hành giả Xâm La Điệt, hơn nữa đây là chốn cường giả tà đạo tụ tập, chỉ sợ lão sẵn sàng làm loại chuyện thấy chết mà không đi cứu. Ai cũng không thể ép buộc Tử Nhục Hòa Thượng làm bất cứ chuyện gì, người này làm việc từ trước tới nay luôn quái đản, hơn nữa không câu nệ thế tục người đời và danh dự. Chỉ có Nạp Lan Tuyết Tiên mới có thể buộc lão đi vào khuôn khổ. Thiện Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu, định bước một bước vào trong trận pháp, nhưng mà Phong Phi Vân lại lôi kéo nàng trở về, miệng quát. Còn không cởi ra. Thiện Linh Nhi ngây ra như vậy, Phong Phi Vân đi tới, liền trực tiếp xé ra một lỗ hổng trên áo nàng, cởi áo ngực nàng mặc ở tận bên trong cùng ra. Thiện Linh Nhi vừa rồi đều vẫn còn có thêm vài phần thiện cảm đối với Phong Phi Vân, nào có ngờ tới Phong Phi Vân thay đổi bất thường. Ngay vào lúc Phong Phi Vân cởi tuột áo ngực của nàng ra, nàng không khỏi kêu một tiếng. Hiện tại ngươi có khả năng đi. Phong Phi Vân nắm áo ngực màu xanh nhạt, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, nó vẫn vương một mùi thơm xử nữ. Thiện Linh Nhi gắt gao che ngực, ánh mắt nhìn chăm chú Phong Phi Vân hiện vẻ có hơi phức tạp, sau đó một bước bước vào hoàng cấp truyền tống trận đài. Đúng một khắc nàng đi vào trận đài kia, trận đài bắt đầu chuyển động. Nó nối liền địa thế, khơi thông thiên lý, chỉ thoáng chớp mắt nàng liền biến mất tại chỗ. Hoa văn trận pháp trên mặt đất cũng tan vỡ theo, chín khối linh thạch cũng biến thành đám phấn vụn trắng. Phong Phi Vân đứng tại chỗ, im lặng thật lâu, sau đó hắn xoay người đi ra nội điện, tay vuốt ve áo ngực màu xanh nhạt, cười to mà bảo. Thích ha, quả thực dễ chịu gấp bội, không nghĩ tới cưỡi thiên chi kiêu nữ ngự thú trai lại thích thú như vậy. Ngọc thể như tơ lụa, nhẵn nhụi mịn màng như nước. Đặc biệt hai cái chân kia, đẹp đến làm cho người ta lóa mắt. Chờ cho nàng tỉnh, tất nhiên lại vần vò nàng thêm một lần. Người trong Phật điện tự nhiên cũng nghe được từ bên trong vọng ra tiếng trang phục bị xé rách, và tiếng nữ nhân kêu, một tên tả nhân tóc đỏ mắt đỏ cười nói. Làm thế nào không thấy mụ đàn bà thối tha kia cùng đi ra từ bên trong a? Đều đã bị ta vần đến hôn mê, làm sao còn có khí lực bước đi? Phong Phi Vân gian tà cười một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt hỏi. Các ngươi vừa rồi không có dùng thần thức nhìn lén hoặc là nghe lén chứ? Nào dám a, thần vương đại nhân cưng chiều tiên tử ngự thú trai, đây chính là chuyện thần thánh trang nghiêm. Người trong tà đạo chúng ta cũng có chuẩn tắc hành động của mình, cái gì không nên nhìn, nếu như nhìn, đó là sẽ bị móc mắt. Mấy cường giả tà đạo đi ra từ trong Phật điện, bọn chúng vừa rồi lĩnh mệnh đi trông nom cửa sau nội điện, giờ phút này mới quay lại. Những tà nhân này đều nịnh nọt Phong Phi Vân, không dám đắc tội quá mức. Dù sao sau lưng Phong Phi Vân chính là có hai vị đại nhân vật làm chỗ dựa, một vị là Phong gia lão tổ, một vị là cái thế yêu nhân. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ muốn lôi kéo Phong Phi Vân. Thiên Thu Sinh trong mơ hồ đã có một chút lo lắng. Vừa rồi hắn cảm giác được một tia địa thế đang dao động, nên mở miệng ra hiệu. Người đâu, khiêng Thiện Linh Nhi cô nương ra đây. Nếu thần vương đại nhân đã hưởng dụng xong, vậy thì cũng không còn giá trị gì, cũng để cho các huynh đệ sung sướng một hồi. Vừa nói, liền có hai tà nhân cười cười đi vào nội điện. Hừ, Phong Phi Vân lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, âm thanh tựa như sấm sét lôi đình nổ tung. Hắn nói, nếu đã bị Phong Phi Vân ta ngủ, như vậy nàng liền là nữ nhân của ta. Nếu như ai dám động vào nàng, ta liền dám muốn lấy mạng kẻ đó. Hiện tại nàng trần như nhộng nằm ở bên trong, ánh mắt kẻ nào nếu như dám liếc mắt nhìn loạn, vậy liền đừng trách ta trở mặt. Âm thanh của Phong Phi Vân rất lạnh lùng, cả thần tấn vương triều ai cũng biết người nào động vào nữ nhân của Phong Phi Vân, khẳng định sẽ phải trả giá nặng nề. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị một đêm giết sạch, thái tể và thái tử kẻ chết người vong, đều là bởi vì bọn họ động vào nữ nhân của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có thể làm cho một nữ nhân hận hắn cả đời,
cũng có thể vì một nữ nhân mà giết trăm vạn mạng người. Âm thanh của Phong Phi Vân lạnh lùng tới cực điểm, khiến cho mấy tên tà nhân đều ngừng bước lại, không dám bước thêm một bước. Soạt! Trên dãy núi bên ngoài cổ đạo miếu, tại một thềm đá có một vầng ánh sáng bắt đầu chuyển động. Khi vầng sáng tan đi, một người nữ nhân trang điểm đẹp đẽ đi ra từ bên trong. Thật sự là thần kỳ, Phong Phi Vân lại vẫn còn tinh thông thần thông quy luật hệ không gian. Đồn đại chỉ có thần linh cung mới nắm giữ được loại truyền tống trận vân. Thiện Linh Nhi sau khi đi ra từ trận đài, liền nhanh chóng bay về hướng dưới chân núi. Nơi này quá gần cổ đạo miếu, bất kỳ lúc nào đều có thể bị đám tà nhân trong đó phát hiện, nhất định phải chạy càng xa càng tốt. Nàng vẫn còn chưa bay đến dưới chân núi, thì ở dưới một cây cổ tùng tại vị trí sườn núi gặp được một người tăng nhân áo trắng. Tăng nhân này cực kỳ trẻ tuổi, đại khái cũng chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo thanh tú không tầm thường, phi thường tuấn tú hơn người. Hắn mặc Phật y trắng tinh không nhiễm một tia bụi bẩn, đang ngồi xếp bằng dưới cây cổ tùng, trên người Phật quang nhấp nháy như muôn vàn báu vật. Bên người có đặt một cái gùi làm từ gỗ trắng, bên trong đựng vài quyển sách họa, còn có kinh thư phong cách cổ xưa. Vừa nhìn liền biết chính là một tăng nhân từ xa đến đây. Tăng nhân áo trắng này thật sự tuấn tú hơn người, môi hồng răng trắng, linh tính tụ hội vào trong, so sánh mỹ nam tử tuấn tú nhất thiên hạ thì cũng không kém bao nhiêu. Hắn tựa hồ là đang nghỉ ngơi dưới gốc cổ tùng. Phật hữu, xin hỏi núi này có đúng là cổ đạo sơn? Tăng nhân áo trắng vội vàng đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, vái một cái thật thấp với Thiện Linh Nhi, cực kỳ có lễ. Âm thanh của hắn tràn ngập tâm Phật, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác nắm vững Phật hiệu, hiểu được thiên đạo. Thiện Linh Nhi vốn là đang vội vã chạy về ngự thú trai gọi viện binh. Nhưng mà không biết vì sao sau khi nhìn thấy tăng nhân áo trắng này, lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Loại cảm giác này so sánh với khi nhìn thấy tượng Phật tổ thì còn mãnh liệt hơn. Vì vậy nàng dừng bước chân lại, cũng chắp hai tay trước ngực, làm một Phật lễ rồi mới nói. Đúng là cổ đạo sơn. Tăng nhân áo trắng nói. Tiểu tăng có pháp danh vô sắc vô tướng, đến từ Tây Phương Cực Nhạc Tự, du ngoạn đến chốn này. Nghe thôn dân dưới chân núi nói nơi này có một tòa cổ đạo miếu, chính là chốn Phật môn thanh tịnh. Bần tăng đặc biệt trước đến xin nhà chùa cho ngủ lại, sau đó hy vọng có thể tham thảo một chút Phật lý với cao tăng trong miếu. Phật huynh, có lẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Cổ đạo miếu đã không phải chốn Phật môn thanh tịnh, sớm bị yêu tà chiếm cứ. Bọn chúng giết người như ngóe, ăn thịt người tim gan, quả thực chính là một tòa địa ngục nhân gian. Thiện Linh Nhi cũng không biết chính mình vì sao có thể nói nhiều lời như thế với một tăng nhân xa lạ. Rốt cuộc cảm giác được tăng nhân áo trắng trước mắt này có một loại tâm Phật mênh mông. Hai mắt đen như mực, thật giống như nếu so sánh Phật Pháp với Vu Phật Tôn thì phải uyên thâm hơn. Tăng nhân áo trắng ghét ác như cừu, liền trừng to mắt mà nói. Sóng gió càn khôn, chốn Phật môn tu luyện há có thể dung một đám tà ma chiếm mất. Bần tăng nguyện trục xuất bọn chúng ra khỏi cổ đạo miếu. Thiện Linh Nhi không muốn hắn bị bỏ mạng vô ích, bèn khuyên nhủ. Ngươi không đấu lại được bọn chúng. Phật hữu không cần nói nữa. Người tu Phật không sợ, gặp đám tà ma vô đạo, Phật tổ cũng làm sư tử hống. Tăng nhân áo trắng nhấc chiếc gùi trên mặt đất lên, Phật quang trên người vạn trượng, cứ như thế hắn biến thành một quầng sáng trắng lóa, biến mất khỏi chỗ đó. Sau một khắc, hắn đã rơi xuống bên ngoài cổ đạo miếu. Tuổi còn trẻ, tu vi rất cường đại. Tây Phương Cực Nhạc Tự. Vì sao cho tới ngày nay ta còn chưa có nghe qua tên tuổi một tòa cổ tháp này? Thiện Linh Nhi thức thì chạy xuống núi, vội vã chạy về ngự thú trai. Còn ở trong óc lại vẫn quanh quẩn những lời vô sắc vô tướng vừa rồi đã nói, nó tựa như đại đạo thiên âm đang vang dội trong óc nàng, vô phương quên đi nổi. Người tu Phật không sợ, gặp đám tà ma vô đạo, Phật tổ cũng làm sư tử hống. Trước mặt đám tà ma này, hắn không có một chút sợ hãi nào, chính là bậc chân Phật. Còn chính mình vì sao phải sợ hãi, chẳng lẽ thật sự là bởi vì tu vi Phật hiệu còn chưa đủ sâu sắc. Thiên Thu Sinh cùng Phong Phi Vân rằng co chỉ chốc lát, hắn bỗng chợt cười mà nói. Thần Vương Đại Nhân thật không hổ là anh tài cái thế hơn đời. Nói thật hay, sinh ra làm nam nhi, đương nhiên cũng không thể cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm nữ nhân của mình. Hai tên tà nhân kia vốn muốn đi vào nội điện đành hậm hực lui trở về như vậy. Phong Phi Vân cũng lại ngồi xuống, sắc mặt hòa hoãn hơn mà cười nói.
ván thứ hai của chúng ta, nên dùng đấu pháp như thế nào? Thiên Thu Sinh cười nói. Ván thứ nhất, chính là ta ra đề. Vậy thì ván thứ hai, có lẽ để Thần Vương Đại Nhân ra đề. Phong Phi Vân việc đáng làm thì phải làm, cũng không chối từ, hắn nói. Hảo, nếu đã như vậy, chúng ta đây liền quyết đấu một ván thần thức. Thế này không tốt lắm đâu, tu vi của Thần Vương Đại Nhân. Thiên Thu Sinh tu vi cực cao, thần thức tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Phong Phi Vân chẳng qua cũng mới có tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng. Nên thần thức dẫu lại cường đại đến đâu thì chỉ sợ cũng không có khả năng là đối thủ của Thiên Thu Sinh. Quyết đấu thần thức cũng khá nguy hiểm, chỉ hơi có vô ý liền có thể khiến cho đối phương biến thành ngu ngốc, thậm chí là thất khiếu máu chảy mà chết. Thiên Thu Sinh mặc dù tuyệt đối nắm chắc sẽ đánh bại Phong Phi Vân. Nhưng mà nếu đánh cho Phong Phi Vân bị thương quá nặng, như vậy nhất định sẽ gặp phải hai vị hung nhân sau lưng Phong Phi Vân kia, điều này đối với Xâm La Điện mà nói là họa mà không phải phúc. Sinh mệnh hành giả, chẳng lẽ cho rằng ta không có tư cách quyết đấu cao thấp với ngươi? Thần thức của ta có thể phá tan phong ấn của trai chủ của ngự thú trai. Hành giả đại nhân muốn thắng ta, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân ra tay trước, từ trong mi tâm bay ra 40 tia sáng. Mỗi một tia sáng đều lóng lánh chói mắt, tựa như một ngôi sao lấp lánh. 40 đạo thần thức sắp thành hình tròn, ngưng tụ ra một quả chư thiên hám tiên trùy, đánh về hướng tới mi tâm Thiên Thu Sinh. Thần thức của Phong Phi Vân hơn hẳn sự tưởng tượng của mọi người ở đây. Nó khiến cho lực lượng rung động, âm thanh như quả chuông lớn đang vang lên bong bong. 40 đạo thần thức. Thiên Thu Sinh kinh ngạc vội vàng xuất ra thần trí của mình. Nó biến thành 10 sợi tóc thần tỏa ra ánh sáng xanh, rồi biện thành một mảnh thiên võng, những sợi tơ thần thức liền bao phủ cả một tòa Phật điện. Không hổ là bậc đứng đầu tứ đại hành giả, cửu phẩm chí sư, một phần thần thức này quả thực quá cường đại. Nó có thể khơi thông hoa văn thiên đạo, vốn chỉ có 10 đạo thần thức, lại vươn ra hơn 1.000 vạn đạo thần ti, phảng phất có thể đâm vào linh hồn người ta. Phu Thanh Họa yên lặng quan sát trận giao chiến thần thức này. Thần thức của Thiên Thu Sinh khiến cho nàng cảm giác được kinh ngạc, cái này vẫn còn là thần thức mà tu sĩ cảnh giới thiên mệnh có được sao? Đám tà nhân này thật sự quá cường đại, đặc biệt tu vi của tứ đại hành giả, tuyệt đối không thể so với 2.000 năm trước. Khi mà Phong Hoàng còn tại thế, tứ đại hành giả yếu hơn, nhưng đều là hung nhân cái thế hơn đời uy danh rung động thiên địa. Nhưng mà, đích thực làm cho người ta giật mình chính là Phong Phi Vân. Nếu như người bình thường gặp phải Thiên Thu Sinh dùng thần thức công kích, chỉ sợ đều đã lập tức ngửa đầu ngã quỵ. Nhưng mà thần thức Phong Phi Vân lại thay đổi liên tục, khi thì ngưng tụ, khi thì tản ra, khi thì ngưng tụ thành một quả chiến trùy, khi thì hóa thành bảo kính, khi thì kết thành chiến kiếm. Đây là một lần thần thức đại chiến, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khó khăn nguy hiểm. Đánh đến long trời lở đất, đủ loại tượng thần hiển linh trong Phật điện. Thần thức của Phong Phi Vân không ngờ đánh đến không phân cao thấp, khó lòng phân biệt với Thiên Thu Sinh. Vào lúc trong Phật điện đang diễn ra cuộc thần thức đấu pháp, thì từ bên ngoài vọng vào một tiếng sư tử hống giống như sấm sét, tựa như vạn Phật nổi giận, thật sự làm cho màng nhĩ phát đau. Nếu không phải Phong Phi Vân có thần thức cường đại, chỉ sợ đều đã bị một tiếng sư tử hống này làm vỡ nát thần thức. Thiên Thu Sinh so với Phong Phi Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, thần thức cũng bị thương. Hắn phân ra một tia thần niệm, mà hỏi. Phát sinh chuyện gì? Mấy tên tà nhân kia trong Phật điện, tà khí dày đặc, vội vàng bay đi ra ngoài. Không đợi có người trở về hồi báo, bên ngoài liền truyền vào âm thanh đau đớn của một người tăng lữ tuổi còn trẻ. Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng người, người ta không ngoại lệ bỏ ăn tự nhiên. Mỗi người đều hẳn là mang theo lòng từ bi, tuân thủ giáo hóa, hiếu kính thiên đạo. Ăn thịt uống máu người thì có gì khác nhau cùng súc sinh. Vô sắc vô tướng bước tiến vững chắc, đi vào cổ đạo miếu. Hắn chứng kiến những tăng nhân trên đống lửa, ai nấy đều nướng trên lửa đỏ đau xé tâm can, trong lòng nhỏ lệ. Mà ngay cả Vu Thanh Họa vào lúc thấy được khung cảnh cực kỳ tàn ác này liền sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà vô sắc vô tướng trong lòng chỉ có đau đớn, không có sợ, hơn nữa hắn đau lòng không phải vì tăng nhân bị nướng trên lửa đỏ, mà do một số tà nhân đang gặm ăn thịt người. Người mất sạch nhân tính, mới thật đáng buồn nhất. Hòa thượng, nhìn vóc người ngươi da thịt mịn màng mềm mại, khẳng định mùi vị thịt ngươi sẽ rất ngon miệng. Một tà nhân cấp bậc bán bộ cự phách ngồi ở trước một đống lửa liền vỗ một trường, biến thành một trường ấn to hơn 10 thước từ trên trời nện xuống.
vô sắc vô tướng, lưng đeo gùi gỗ, dáng người thẳng tắp, gương mặt trẻ tuổi mà lại tuấn tú hơn người nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn thở dài một tiếng, cứ như thế liền đi về hướng tà nhân kia, trong miệng thì thầm. Một bước một tội lỗi, một bước một liên hoa. Trên người hắn Phật y tỏa ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, trên đỉnh đầu một vị Phật ảnh sinh ra. Trường ấn của vị bán bộ cự phách nện vào đỉnh đầu của hắn, tựa như một hồi gió thoảng thổi tới trên người của hắn, vẻn vẹn chỉ là thổi bay một vạt áo của hắn. Tên tà nhân cấp bậc bán bộ cự phách kia, trong lòng giật mình, đây là Phật hiệu gì? Hắn muốn đứng lên, lại ra tay lần nữa. Nhưng mà vô sắc vô tướng đã đứng ở trước người hắn, chậm rãi vươn một bàn tay trắng nõn đặt trên đỉnh đầu của hắn. Đây là một màn vô cùng rung động lòng người. Vẻn vẹn chỉ là một tay, nhưng mà lại giống như một quả ngũ hành sơn, chấn áp một vị bán bộ cự phách đến không thể nhúc nhích. Tới lúc vô sắc vô tướng thu hồi bàn tay, thân thể bán bộ cự phách này trở nên càng lúc càng trong suốt, mơ hồ có khả năng nhìn thấy trong thân thể của hắn nở rộ ra một đóa hoa sen trắng tinh. Khi bị làn gió thổi qua, thân thể và liên hoa đều theo gió mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời ạ, kính tam thiếu bị hắn dùng Phật hiệu siêu độ. Một ông lão gầy đét như que củi xông ra, lão có kiến thức phi phàm, tu vi tinh thâm, hai mắt bộc phát ra ánh vàng rực rỡ. Nhìn chăm chú tăng nhân áo trắng trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh đống lửa kia mà lạnh lùng hỏi. Hòa thượng, người rốt cuộc là ai? Bần tăng, vô sắc vô tướng. Vô sắc vô tướng hai tay chắp trước ngực, áo trắng không nhiễm bụi trần, thân thể tựa như một cây bồ đề thánh thụ, có vẻ thánh khiết và trang nghiêm nói không ra lời. Những tăng nhân cổ đạo miếu vẫn còn chưa bị chết đều quỳ ở trên mặt đất, ánh mắt sùng kính, giống như là đang quỳ lạy thánh Phật tôn giả. Người cũng đã biết chúng ta là người phương nào, người dám quản chuyện của chúng ta sao? Ông lão kia quả là ác độc, xuất ra một cái quan tài đỏ bầm màu máu, bên trong âm khí làm lạnh lòng người. Người tu Phật không sợ, bần tăng từ Cực Lạc tự đi một mạch đến đây. Đi bộ qua 28.8000 dặm, đi một bước, nhìn đời người một bước. Mặc dù pháp danh gọi là vô sắc vô tướng, nhưng mà bần tăng cũng không làm được vô sắc vô tướng. Trên đường đi gặp bất công, liền muốn giận, trên đường đi gặp chuyện bất bình, liền muốn xen vào, trên đường đi gặp kẻ xấu, liền muốn độ kiếp, trên đường đi gặp yêu tà, liền muốn chém giết. Ta muốn làm long tượng cho chư Phật, trước làm trâu ngựa cho chúng sinh. Ta nguyện nhắc lên đồ đao, chém hết kẻ xấu trên thế gian này. Kẻ xấu không hết, ta liền chọn đời không thành Phật. Âm thanh vô sắc vô tướng mênh mông như thiên Phật giảng thiền, Phật đăng trong cả cổ đạo miếu trong nháy mắt được một cỗ Phật lực vô hình châm lên. Phật đăng mênh mông, mỗi một tòa Phật điện đều được thắp đèn đuốc sáng choang, Phật quang vạn trượng. Có âm thanh vạn Phật đồng ca đang ngân nga trong dãy núi, tịnh hóa cả khí tức tà ác trong cổ đạo miếu. Những tăng nhân vốn đều hoảng hốt và sợ hãi, liền ngồi thẳng người, mở miệng tụng kinh Phật, đột nhiên phát hiện chính mình cũng không sợ gì nữa. Tư tưởng vốn tách rời suy nghĩ, người tách rời suy nghĩ tựa hư không giới, không chỗ nào không biến đổi, pháp giới tương hỗ. Âm thanh vạn Phật hướng tông ngân nga không dứt. Âm Phật chấn động trời cao, ngân nga trong cả cổ đạo miếu. Chẳng lẽ Tử Nhục Hòa Thượng đã kịp chạy đến cổ đạo miếu nhanh như vậy? Phong Phi Vân đang tiến hành thần thức quyết đấu với Thiên Thu Sinh, lấy thần thức để biến hóa ra 40 tòa thiên đấu linh đài. Chúng hối hả xoay tròn, biến thành một vòng xoáy quay tròn trôi nổi ở vị trí trung tâm nhất của Phật Điện. Rầm! Một tiếng chấn động vang lên thật lớn, giống như núi lở đất sụt. Hai tên tà nhân y bào rách dưới nền vỡ tường bao của Phật Điện, từ bên ngoài bay thẳng vào trong. Rồi rơi trên mặt đất. Miệng chúng thổ huyết, thần sắc kinh hoàng mà nói. Hành giả đại nhân, bên ngoài có một người hòa thượng tuổi còn trẻ vừa đến. Hắn có Phật hiệu cường đại đến dọa người. Những tăng nhân bị giam trong lồng sắt đều bị hắn thả ra rồi. Hừ, mạnh mẽ như thế à. Tử vong hành giả Thạch Thác La trợn một đôi mắt xanh mượt, ánh mắt đích xác lành lạnh khiếp người mà nhìn chăm chú khiến cho hai tên tà nhân kia trong lòng phát lạnh. Hắn thân mang hai vị kim Phật, có thần Phật làm quân hầu hắn. So với hình dáng Phật Môn Thánh Linh lúc tuổi còn trẻ trong truyền thuyết thì rất tương tự. Tử vong hành giả cười lạnh nói. Lại trò đùa gì, có thần Phật theo hầu, điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mười trưởng lão hộ điện ở đâu, còn không cho bọn họ đi ra ngăn địch. Chẳng lẽ muốn lão phu tự mình ra tay sao? Mười trưởng lão hộ điện, trong mười trưởng lão có ba vị đã bị hắn đánh bại. Ở đâu lại mọc ra xú hòa thượng?
Tử vong hành giả sắc mặt sầm xuống, đôi cánh đen xì trên lưng dương lên. Hắn muốn đi ra khỏi Phật điện để mở mang kiến thức rốt cuộc là một hòa thượng khó lường cỡ nào. A-di-đà Phật. Một tia chớp trắng chợt lóe, vô sắc vô tướng liền đã đi bước một tiến vào. Dáng người chắc tuyệt, vô song tuấn tú hơn người, ánh mắt sáng ngời, cực kỳ trẻ tuổi, nhưng mà Phật lực trên người lại cực kỳ cường đại, tựa như một cây bồ đề thánh thụ đang đứng ở nơi đó. Hai tay của hắn chắp ở trước ngực, giữa bàn tay có một chuỗi Phật châu màu vàng. Hắn đi từng bước một khiến dấu chân hằn sâu, chậm rãi đi tới chắn ở trước mặt tử vong hành giả. Nếu như những người khác, vẻn vẹn chỉ là thấy hình dáng của tử vong hành giả thì trong lòng sẽ run sợ, liền quay đầu chạy. Cho dù người có lá gan lớn thì cũng bị khí tức trên người tử vong hành giả áp đảo, vô phương đứng thẳng thân thể. Nhưng mà vô sắc vô tướng lại đi đặc biệt thong dong mà điềm đạm. Cạc cạc, thật sự có tài, lại xông được đến nơi này, cũng tiếp một chiêu ta xuất thử xem. Tử vong hành giả cười lạnh không thôi, trên người lạnh thấu xương, mái tóc bạc trên đầu tựa như thần ti, hóa thành quả núi 3.000 thước đâm thẳng xuống. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tóc bạc, nhưng mà chúng lại như một đám dao long, bộc phát ra chiến uy không gì sánh kịp. Mỗi một sợi tóc đều có thể xuyên thủng cả một quả núi cao. Đến ngay cả Vu Thanh Họa đều thua ở trong tay tử vong hành giả, có thể thấy được hắn cường đại đến đâu. Vô sắc vô tướng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hai tay chắp tay trước ngực, tụng niệm âm thiền. Sau lưng có hai luồng ánh vàng rực rỡ chói mắt đi ra, không ngờ lại là hai vị kim Phật đều cao gần 10 trượng, dáng dấp trang nghiêm. Một vị kim Phật, sinh ra có 8 tay, gương mặt trang nghiêm, dưới thân cưỡi bạch long. Một vị kim Phật khác là một người song sinh, âm dương một thể, dưới thân cưỡi thần hổ. Đây không phải là Phật ảnh lấy Phật hiệu để biến hóa ra. Mà đó thật sự là hai vị tượng Phật tồn tại, tượng Phật thần kỳ, ngay cả vật cưỡi bên dưới bọn họ đều giống như đã sống lâu đời, long ngâm hổ khiếu, làm kinh thiên động địa. Phật thánh xuất thế, thần Phật theo hầu. Rung động trong lòng tử vong hành giả rất lớn. Đây là một loại hiện tượng hiếm có của thiên địa, chỉ còn lại ở trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, Phật môn thánh linh thiên tư tuyệt đỉnh vào lúc trẻ tuổi chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể đủ sức điều động tượng Phật trong Phật miếu, mượn lực lượng tượng Phật để trấn yêu trừ ma. Ngay cả thần Phật đều cam tâm làm quân hầu cho ngài. Người như thế vạn năm khó khăn mới xuất hiện một người. Một khi xuất thế, liền đại biểu cho Phật giáo đại hưng thịnh, truyền bá giáo hóa, phổ độ chúng sinh. Coi như thiên tư tuyệt đỉnh thì đã làm sao, có thần Phật theo hầu thì đã làm sao. Hiện nay hắn vẫn còn chưa bắt đầu trưởng thành, lão phu cũng không sợ ngươi. Tử vong hành giả vẫn tấn công như trước, chiến uy càng lớn hơn. Ngàn vạn sợi tóc bạc, tựa như mấy chục vạn con dao long đang gầm giống, như phải nuốt chửng vô sắc vô tướng. Nhưng mà chúng lại đều bị hai vị tượng Phật màu vàng kia ngăn cản. Chúng va đập gây ra âm thanh leng keng, tựa như chuông Phật bị nện nhiều lần. Mu mật, mu la, mu ra, mu già. Phật quang trên người vô sắc vô tướng càng thịnh hơn, ánh sáng tựa như một vòng thần thánh làm cho cả cổ đạo sơn đều được chiếu rọi bởi hào quang vạn trượng. Ánh vàng rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời. Trong cả cổ đạo miếu đều sinh ra một loại dao động kỳ dị, đột nhiên trong một tòa Phật điện, có một vị Phật đà ngàn tay sống lại. Những cánh tay dùng hoàng kim chế tạo ra được Phật quang bao bọc, không ngờ bắt đầu nhúc nhích, sau đó đi xuống từ trên đài sen, trấn áp đám tà nhân trong miếu thờ. Tất cả các tượng Phật khác trong Phật điện cũng vội vàng cử động, trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chúng như thần Phật hồi phục mà đi lại trong Phật điện, phát ra từng đạo vết tích vàng rực. Nếu như nói lúc trước đều là ma quỷ làm loạn, như vậy hiện tại chính là Phật quang chiếu khắp, vạn Phật hướng tông. Tượng Phật trong cả cổ đạo miếu lại bắt đầu cử động, đây là cần phải có tu vi Phật hiệu cường đại như thế nào thì mới có thể khơi thông Phật ý, nối liền Phật lý, làm cho vạn Phật hướng tông. Trong mắt Nhung chỉ giao lộ vẻ kinh ngạc, không ngừng có gợn sóng chấp động mà quan sát biến hóa trong cổ đạo miếu, khiến cho Phật tâm của nàng rung động không thôi. Bọn họ đều là người tu Phật, càng có thể cảm nhận được Phật hiệu cường đại của vô sắc vô tướng. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà về mặt lĩnh hội Phật hiệu, so với 10 đại Phật tôn ngự thú trai thì đều phải tuyệt đối mạnh hơn. Vu Thanh Họa và Hỏa Kích Ngưng Hương cũng không thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn vô sắc vô tướng giống như là đang nhìn một vị thánh nhân. Phật hiệu không phân trước sau, ai đạt đến ngưỡng thì làm sư phụ. Phong Phi Vân và Thiên Thu Sinh vẫn còn đấu pháp như trước, khó lòng tách rời.
nhưng đương nhiên cũng có thể phân ra một tia tâm thần, để có thể biết tất cả mọi thứ phát sinh trong Phật điện. Chết tiệt, tình huống nào đây? Làm thế nào lại có Phật ý cường đại như thế? Trên trời cao, Tử Nhục Hòa Thượng mặc một kiện tăng bào đỏ thẫm, tay ôm một vò rượu lớn, từ rất xa nhìn về phương hướng cổ đạo sơn. Chỉ thấy cả đỉnh núi đều được Phật quang bao bọc, có ánh hào quang vàng chói chiếu thẳng tận 9 tầng trời. Một vị Phật ảnh cao gần mấy ngàn trượng ngồi xếp bằng trong không trung cổ đạo miếu, đứng ở xa mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Phàm nhân dưới chân núi đều thấy được Phật quang trên đỉnh núi, đều là quỳ lạy trên mặt đất. Đại Hòa Thượng, người còn không mau xuất thủ ra tay. Nạp Lan Tuyết Tiên gõ một cái trên đầu Tử Nhục Hòa Thượng. Tử Nhục Hòa Thượng sở dĩ đến được nhanh như vậy, đó là bởi vì sau khi Thiện Linh Nhi chạy ra khỏi xứ sở cổ đạo sơn liền phát ra Ngọc Phi Phù, trước tiên gửi tin cầu cứu về Ngự Thú Trai. Nạp Lan Tuyết Tiên nhận được Ngọc Phi Phù, biết Phong Phi Vân đang bị hãm trong hang ma quỷ, liền lập tức khóc lóc om sòm lăn lộn kéo Tử Nhục Hòa Thượng đến đây. Với tu vi của Tử Nhục Hòa Thượng, quãng đường 6.000 dặm đối với lão mà nói cũng chỉ là chuyện có vài phút đồng hồ. Thiện Linh Nhi cũng đã gặp mặt với Tử Nhục Hòa Thượng và Nạp Lan Tuyết Tiên. Nàng đứng ở giữa trời cao, nhìn Phật quang lấp lánh trong cổ đạo miếu mà trong lòng cũng có chút rung động. Đột nhiên trong đầu hiện lên gương mặt Hòa Thượng trẻ tuổi gặp ở nửa đường. Chẳng lẽ là hắn? Tử Nhục Hòa Thượng đứng ở xa hơn mấy trăm dặm, Phật bào đỏ thẫm trên người tung bay. Lão hét lớn một tiếng, làm rung động vòng trời. Phật ra đến, đám tà nhân mau lui. Phật ra đến, đám tà nhân mau lui. Phật ra đến, đám tà nhân mau lui. Âm thanh của lão cũng giống như quả chuông lớn vang dội trăm ngàn lần. Cùng với lão phun ra một hơi, ở trên không trung có một quả chuông Phật thật lớn màu vàng liền xoay tròn bay đi ra ngoài. Quả chuông Phật màu vàng này vô cùng khổng lồ, nó bao phủ cả cổ đạo sơn. Ầm, 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 ầm. Cả cổ đạo sơn đều bị đẩy đi xa vài trăm thước. Tu sĩ tà đạo trong miếu thờ, toàn bộ bị một tiếng Phật âm này đánh bay, nằm rải ra khắp nơi. Rất nhiều tu sĩ tà đạo thấy lỗ tai đều bị chấn điếc, còn đầu thiếu chút nữa nổ tung. Chỉ có một bộ phận rất ít tà nhân có tu vi cường đại mới có thể đứng lên từ trên mặt đất. Tử Nhục Hòa Thượng có thần thức vô cùng cường đại. Lão phát ra Phật âm, vẻn vẹn chỉ là đẩy lui tu sĩ tà đạo, mà tăng nhân trong miếu lại đều không có một người nào bị tác động đến. Tử vong hành giả Thạch Thác La và sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cũng bị công kích. Tử Nhục Hòa Thượng có tu vi quả thực dũng mãnh, khiến cho hai vị hung nhân Xâm La Điện cái thế hơn đời đều bị đẩy lui, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Có điều là tu vi của bọn chúng vô cùng cường đại, cũng không hề bị thương. Chúng dùng tà pháp hộ thân để ngăn cản. Thiên Thu Sinh hai mắt như hai cái hắc động, bộc phát ra hai luồng ánh sáng kín đáo xuyên thấu qua mấy trăm dặm không trung mà nhìn về phía Tử Nhục Hòa Thượng. Nhưng mà lại bị Tử Nhục Hòa Thượng trong nháy mắt phát hiện. Đại Hòa Thượng cười thoải mái một tiếng, rồi nói. Ha ha, không nghĩ đến sau khi Vô Lượng Tử chết hơn 1.000 năm, lại có cao thủ tà đạo tu luyện thành, song tử phệ thiên cấm pháp. Vô Lượng Tử, chính là sinh mệnh hành giả trước đây của Xâm La Điện. Vào lúc đó tà hoàng Phong Hoàng vẫn còn chưa bị mất tích, Xâm La Điện cũng vẫn còn chưa bị chia tách thành 10 điện. Lúc ấy tứ đại hành giả Xâm La Điện đều chính là nhân vật khủng bố vô song, trưởng giáo các tiên giáo nhìn thấy bọn họ đều phải tránh lui. Chúng là giang bà tử tối cao nhất trong tu sĩ tà đạo. Song tử phệ thiên cấm pháp, chính là tuyệt học của Vô Lượng Tử. Song tử bất tử, nuốt trời ngậm đất. Chỉ là sau khi Phong Hoàng mất tích, tất cả tứ đại hành giả thế hệ trước cũng mất tích theo, nên cũng không hề xuất hiện tại tu tiên giới nữa. Đã gần 2.000 năm trôi qua, đã phải vài thế hệ, mà số tu sĩ thế hệ mới biết tứ đại hành giả lại cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Song tử phệ thiên cấm pháp cũng trở thành truyền thuyết ghi chép trong sách cổ của mỗi đại tiên môn. Ầm, 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 ầm. Tử Nhục Hòa Thượng giơ tay lên trời, tay như Phật trưởng, trực tiếp chụp vỡ song tử phệ thiên cấm pháp. Sắc mặt Thiên Thu Sinh trong Phật điện trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn đã bị nội thương. Đại Hòa Thượng kia có tu vi thật sự rất mạnh mẽ, hắn hoài nghi vị bán chân nhân đều sẽ bị lão chụp chết, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Chỉ chốc lát hắn liền phán đoán ra thân phận của đối phương. Nguy rồi, là Tử Nhục Hòa Thượng trong 10 đại cường giả. Tử Nhục Hòa Thượng, tử vong hành giả cũng là liền biến sắc mặt. Tu vi của hai người bọn chúng mặc dù có thể tung hoành cả tu tiên giới, có thể khiến cho những trưởng giáo tiên môn đều khom lưng.
nhưng mà ở trước mặt Tửu Nhục Hòa Thượng thì bọn chúng lại chỉ có thể coi là tiểu bối, không có biện pháp nào trước vị Hòa Thượng đã sống hơn 1.800 năm. Bọn chúng cũng không nghĩ lại ở chỗ này gặp phải nhân vật khủng bố dường này. Chúng ta đây trốn đi. Trốn, trốn không thoát. Thiên Thu Sinh nhảy vút lên một cái, thân thể phá tan nóc Phật Điện, rồi rơi xuống trên đỉnh chóp Phật Điện. Hắn chấn chỉnh y quan, cung kính vái một cái đối với Tửu Nhục Hòa Thượng rồi nói. Thì ra là Tửu Nhục Đại Sư giáng xuống, tiểu bối đắc tội nhiều. Đắc tội cái muội muội nhà ngươi. Tửu Nhục Hòa Thượng mở mồm chính là mắng chửi người khác. Thiên Thu Sinh sắc mặt không thay đổi, lại nói. Tửu Nhục Đại Sư chính là tôn giả tiền bối, tiểu bối tự nhận thân phận và địa vị đều không có tư cách so sánh với Đại Sư. Chuyện này vãn bối sẽ trở về bẩm báo Phong Hoàng Đại Nhân, lão nhân ngài tất nhiên sẽ cho tiền bối một cái công đạo. Hai chữ Phong Hoàng vừa nói ra, lập tức khiến cho Phật quang trong thiên địa đều lờ mờ đi không ít. Phật âm vang vọng ở trong núi thật lâu không thôi, khi thì hùng hậu, khi thì trầm lắng, khi thì cực kỳ xa xưa. Đối với phàm nhân ở dưới chân núi mà nói, điều này giống như là muôn vàn thần Phật giáng xuống, kích động không sao diễn tả nổi. Rất nhiều người thậm chí đều ra cửa nhà bắt đầu dâng hương cầu nguyện. Phong Hoàng, hai chữ này mang theo một loại lực lượng thần kỳ. Một đời tà hoàng, thiên tư cực kỳ vô song, mặc dù mất tích đã gần 2.000 năm, nhưng mà, khi nhắc tới hai chữ này thì lại vẫn làm cho rất nhiều cường giả tiền bối kinh động sợ hãi. Không một ai cho rằng hắn vẫn còn sống trên cõi đời này, nhưng mà lời này nói ra từ trong miệng Thiên Thu Sinh, lại làm cho người ta không thể không kiêng kỵ, không thể không tin tưởng, không thể không run rẩy. Một đời tà hoàng, lại muốn xuất thế. Tiên sư nhà ngươi chứ, cho rằng đưa ra Phong Hoàng là có thể hù dọa bần tăng. Có tin lão tử đánh bét xác ngươi, lại lần nữa đẻ dí ngươi. Tửu Nhục Hòa Thượng không sợ chút nào, vừa nói vừa vung tay lên. Một cái tát liền dán ở trên mặt Thiên Thu Sinh, một cái tát chụp hắn bay đi ra ngoài. Trên đời này kẻ dám không sợ hãi Phong Hoàng tuyệt đối chẳng mấy người. Nhưng mà Tửu Nhục Hòa Thượng cũng là một trong số đó. Đại Hòa Thượng này sức lực như trâu, tát một cái làm Thiên Thu Sinh bay xa mấy chục dặm, mặt mày đều phải bầm dập, hàm răng rớt một nửa. Thiên Thu Sinh không bao giờ có thể giữ được dáng vẻ nho nhã kia nữa. Hắn khó chịu hừ một tiếng. Nhưng rồi không dám đánh lại, lại càng không dám lên tiếng mắng chửi. Một khi biểu hiện ra nửa phần bất mãn, hôm nay khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Chính mình cứ để mặc cho Tửu Nhục Hòa Thượng đánh một trận, có lẽ Tửu Nhục Hòa Thượng kiêng kỵ tà hoàng nên sẽ không giết chết hắn. Nhưng nếu mà hắn dám phản kháng một phen, như vậy cũng khẳng định không giữ được mạng sống. Thạch Thác La cũng nhận được chiếu cố, bị Tửu Nhục Hòa Thượng tung chân đá một cái bay đi ra ngoài, đầu cắm vào trong một ngọn núi. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La bị Tửu Nhục Hòa Thượng điên cuồng đánh một trận, cho đến sau khi Tửu Nhục Hòa Thượng đánh sướng tay thì mới rốc vào trong miệng một ngụm rượu, rồi nói. Không hổ là hai đại hành giả Xâm La Điện, tu vi không tệ, sắp vượt qua Vô Lượng Tử và Lạc Đà Thiết Ngưu năm đó. Bị lão tử đánh lâu như vậy mà cũng không chết, không tồi, không tồi. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La đều đã đứng dậy, đầu khớp xương trên người Thiên Thu Sinh bị chặt đứt 1/3. Ba đôi cánh đen trên lưng Thạch Thác La cũng bị xé rách một nửa. Hai vị giang bà tử tà đạo đều bụi bám đầy người, nhưng mà lại cũng không dám có nửa câu oán hận. Thiên Thu Sinh nói, đều là Tửu Nhục tiền bối nhẹ tay thương xót, nếu không chỉ bằng tu vi của chúng ta, cũng sớm đã hải cốt không còn tồn tại. Vãn bối cũng không biết Tửu Nhục tiền bối lại ở chỗ này, đắc tội nhiều. Mong rằng tiền bối nể mặt Phong Hoàng có phần bao dung. Thạch Thác La khập khiễng đi đến. Bọn chúng cũng đều biết, nguyên nhân bởi vì là Phong Hoàng nên Tửu Nhục Hòa Thượng mới không giết bọn hắn. Tửu Nhục Hòa Thượng hai tay chống nạnh, hình xăm trên ngực lộ ra. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, ở giữa có một con đại lão thử chuột lớn trông rất giống một lão đồ tể bán thịt đầu chọc, lão nói. Vốn trên đời này tà ma có đạo của tà ma, tu tiên giả có đạo của tu tiên giả, tu Phật giả có đạo của tu Phật giả. Lão tử không phải đám lão đạo mũi châu kia chỉ thái thượng lão quân, nên cũng không thích biểu dương chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Nhưng nếu mà các ngươi chọc tới ta, liền đừng trách lão tử đánh cho ngay cả mẹ các ngươi đều không nhận ra. Đây còn là cao nhân tiền bối gì nữa, đầy miệng đều là lời lẽ thô tục, khiến cho Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La liên tục cứng lưỡi, hai mặt nhìn nhau. Thạch Thác La luôn mồm nói.
Phong Hoàng đại nhân đã dặn dò rất nhiều lần. Ngài nói, ở tu tiên giới này trêu chọc bất luận kẻ nào cũng không thể trêu Tử Nhục đại sư. Xâm La Điện có khả năng không thèm nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể không để vào mắt Tử Nhục đại sư. Cái này tự nhiên đều là lời khách sáo. Tử Nhục hòa thượng nghe được lời đó mà thấy lâng lâng, liền nói. Tà Hoàng thật sự nói như vậy. Hoàn toàn chính xác. Thạch Thác La đáp. Thiên Thu Sinh cũng nói. Phong Hoàng đã dặn dò rất nhiều lần, nói Tử Nhục đại sư có Phật hiệu vô biên vô tận. Nếu như chúng ta vì đầu óc tăm tối mà chọc tới Tử Nhục đại sư, thì đó chính là chúng ta tự mình đang tìm chết, thần tiên đều không cứu được chúng ta. Tử Nhục hòa thượng ho khan hai tiếng, rồi nói. Tà Hoàng các ngươi đang ở chỗ nào, ta cũng muốn đi gặp với hắn, hỏi một chút xem hắn cai quản môn nhân như thế nào. Nếu như người khác nói ra lời như thế, khẳng định sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Nhưng mà lời này nói ra từ trong miệng Tử Nhục hòa thượng, lại không ai dám cười cợt. Thiên Thu Sinh đáp. Tà Hoàng đại nhân vừa mới đi ra từ Đồng Lô Sơn, thu được một món thánh vật thượng cổ tà đạo. Hiện nay đang lúc đang bế quan tế luyện, tin tưởng chả mấy chốc liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó nhất định sẽ tự mình đi gặp gỡ Tử Nhục đại sư. Còn hiện nay tất cả mọi vật Xâm La Điện đều do Tà Hoàng thiếu chủ chủ trì. Chuyện xấu của Xâm La Điện các ngươi, lão tử không muốn quản. Nhưng mà giao ra Kim Tàm Kinh của Ngự Thú Trai, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu như không giao ra, hôm nay lão tử liền siêu độ toàn bộ bọn ngươi. Tử Nhục hòa thượng nói. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng mà sau khi ánh mắt bọn hắn nhìn chăm chú vào cánh tay vững chắc kia của Tử Nhục hòa thượng, thì vẫn khó nhọc gật đầu. Thiên Thu Sinh cung kính vái một cái rồi nói. Kim Tàm Kinh đang ở trong tay thiếu chủ, sau khi vãn bối cầu xin thiếu chủ trả lại kinh thư, nhất định trong vòng 3 ngày sẽ tự mình đưa đến Ngự Thú Trai. Đến lúc đó tất nhiên đưa thêm một phần hậu lễ nhận lỗi. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La đều rất căng thẳng, thấy Tử Nhục hòa thượng do dự không nói. Thiên Thu Sinh vội vàng lại nói. Với tu vi của Tử Nhục đại sư, nếu như muốn lấy tính mạng của vãn bối thì cho dù vãn bối chạy trốn tới chân trời góc biển, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo, liền quyết định như vậy. Nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không đem trả lại Kim Tàm Kinh về Ngự Thú Trai, nếu không lão tử mà bắt được ngươi, sẽ hành hạ ngươi 100.000 lần. Tử Nhục hòa thượng tính cách quái đản, âm thanh tựa như sấm sét, khiến cho Thiên Thu Sinh ù tai một hồi. Hắn vừa vái, vừa lui. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La mang theo một đám tà nhân Xâm La Điện còn lại lập tức đào tẩu. Nạp Lan Tuyết Tiên lập tức chạy vào cổ đạo miếu, dáng người yểu điệu, mái tóc dài tung bay, Nạp Lan Phật y trên người ngưng tụ những vầng ánh sáng thần thánh, làm cho người ta cảm giác nàng chính là một ngọc nữ nhi bên cạnh Phật tổ. Chả mấy chốc nàng liền tìm được Phong Phi Vân, phát hiện Phong Phi Vân cũng không hề bị thương. Lúc này nàng mới thở phào một hơi, nói hờn dỗi. Phong đại ma đầu, người thật có hứng thú a, lại còn ở nơi này uống rượu. Người có biết không, người ta đều lo lắng gần chết, sợ ngươi sẽ bị thiếu cánh tay, chặt đứt chân. Phong Phi Vân ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chén rượu thanh đồng, nhẹ nhàng uống một hớp. Những sợi tơ máu trong mắt giảm đi không ít. Tà khí cũng ít đi rất nhiều, hắn cười nói. Ngươi lo lắng cái này để làm chi? Không biết là nguyên nhân gì đó, mỗi lần Nạp Lan Tuyết Tiên vừa đến bên người Phong Phi Vân, thì tà khí từ lưng của Diêm Vương ở trên lưng Phong Phi Vân sẽ bị áp chế xuống. Yêu ma chi huyết trong thân thể đều sẽ ẩn lui không ít. Nếu mà ngươi thiếu cánh tay, bị chặt đứt chân thì người ta sẽ nuôi dưỡng ngươi cả đời, giặt quần áo cho ngươi, muốn nấu cơm cho ngươi, rửa mặt lại còn phải giặt tất thối. Nạp Lan Tuyết Tiên trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân, rồi hung hăng gõ một cái trên đầu của hắn. Phốc! Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi vào trong chén rượu, làm cho rượu ở trong chén đều bị nhiễm đỏ, đầy tay đều là máu huyết, hắn bắt đầu ra sức ho khan. Vào lúc Phong Phi Vân tỉ thí thần thức đấu pháp với Thiên Thu Sinh, thì hắn cũng đã bị thương, chỉ là một mực ngoan cường chống đỡ. Giờ phút này khi những kẻ tà đạo đều rút lui đi, thì hắn mới ói ra tụ huyết trong lồng ngực. Lập tức cảm giác dễ dàng hơn không ít. Thật xin lỗi, người đừng làm ta sợ. Nạp Lan Tuyết Tiên bị dọa đến hoảng sợ, tưởng chính mình cốc quá nặng tay, trong lòng tự trách không thôi. Nàng vội vàng lấy ra phỉ thúy Phật Châu có Phật quang óng ánh, một tay cầm phỉ thúy Phật Châu trong tay mình,
một bàn tay khác mềm mại mà trắng như tuyết thì cầm tay của Phong Phi Vân. Từ trong Phỉ Thúy Phật Châu trào ra Phật lực thuần khiết nhất, tựa như một ngôi sao nắm ở trong tay, không ngừng trào về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn muốn nói cho Nạp Lan Tuyết Tiên, hắn cũng không có gì đáng ngại, không cần sử dụng Phỉ Thúy Phật Châu để giúp hắn. Nhưng mà khi Phật lực của Phỉ Thúy Phật Châu tràn vào thân thể Phong Phi Vân, đã có một tràng Phật thanh yên lặng nói không ra lời sự vang lên trong óc Phong Phi Vân. Nó tịnh hóa những tư tưởng tiêu cực và bóng ma ở trong óc hắn. Tà khí từ lưng của Diêm Vương ở trên lưng hắn bị áp chế phải lui về trong cốt tủy, rồi được bịt kín bởi một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Phật mang xanh biếc tràn ngập trong huyết mạch, khiến cho yêu ma chi huyết nóng nảy mà tà tính của Phong Phi Vân bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Mà ngay cả một cỗ ma huyết nữ ma kia đều bị tịnh hóa đến lờ mờ đi một chút. Nạp Lan Tuyết Tiên và Phong Phi Vân, một đứng một ngồi, vẫn duy trì tư thế này. Có vô số Phật quang xuyên qua không gian ở giữa hai người bọn họ. Nạp Lan Tuyết Tiên hai mắt đầy vẻ ân cần, hàng mi rung rung, tiên nhan tuyệt sắc mang theo một loại dung mạo thần thánh của thánh nữ Phật Tiên. Trên đỉnh đầu vòng hào quang Phật trắng tinh, thuần khiết không tì vết. Năm ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt bàn tay Phong Phi Vân. Nàng nhìn chén rượu thanh đồng bị hòa máu kia mà đau đớn nói không ra lời. Quả thực so với chính mình bị thương thì còn đau hơn. Đều tại ta vô dụng, hắn thích cậy mạnh khoe khoang như vậy, lại thích thể hiện phô trương, từ nhỏ lại không có mẹ quan tâm, bà ngoại thương yêu. Nhưng ta lại không giúp được gì, tại sao ta lại vô dụng như vậy? Nạp Lan Tuyết Tiên luôn lo lắng cho Phong Phi Vân. Giờ phút này càng hận chính mình không giúp được hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yêu ma chi khí trên người Phong Phi Vân bị áp chế đi hơn phân nửa, mà ngay cả ma vân trên mặt đều phai nhạt hơn rất nhiều, mặt trở nên trắng nõn. Chỉ có phía trên huyệt thái dương bên phải mặt có mấy đường ma vân nhàn nhạt, nhạt đến mức không nhìn kỹ đều không nhìn thấy. Đôi mắt của Phong Phi Vân lại biến trở về màu đen, hắn chậm rãi mở ra. Thấy Phong Phi Vân mở mắt, Nạp Lan Tuyết Tiên cuối cùng cũng là phì ra một hơi thật dài. Nàng giơ tay lên định cốc một cái trên đầu Phong Phi Vân lần nữa, nhưng mà tay mới giơ được một nửa thì lập tức dừng lại, nàng sợ lại cốc Phong Phi Vân đến thổ huyết. Nắm tay mũ mĩm trắng nõn nà của nàng lại buông ra. Ngón tay nàng cầm chắc ống tay áo lau sạch vết máu trên môi Phong Phi Vân thật đáng yêu đến động lòng người. Trong mắt nhung lộ vẻ lo lắng, nàng hỏi. Ngươi đã thấy đỡ được chút nào chưa? Phong Phi Vân ngồi ở nơi này, ánh mắt đảo quanh hai cái, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ như búp bê kia gần ngay trước mắt, hắn đáp nghiêm túc. Nguy rồi, ta tu luyện luyện thể thần thông hàng đầu. Một khi tu luyện tới đại thừa, có thể có được kim cương bất hoại, thân thể bất diệt. Nhưng mà môn thần thông này có một huyệt đạo được đậy lên, nằm trên đỉnh đầu. Vừa rồi bị ngươi gõ trúng, tu vi bản thân của ta bị phế sạch, cả đời này đều vô duyên lại bước lên con đường tiên đạo. Sau khi Nạp Lan Tuyết Tiên nghe nói như thế, lập tức tự trách mình đến không thể hơn được. Nàng cắn chặt môi, trong mắt đã ẩn ẩn một dòng nước lớn. Nàng vừa mới bắt đầu khóc, nắm đấm lại tự không ngừng đánh vào trên người của mình. Ngươi là Tuyết Tiên ngốc, ngươi là Tuyết Tiên đáng chết, luôn không đủ được việc nhưng làm hỏng có thừa. Trên mặt tràn đầy Phong Phi Vân sự buồn bã, hắn có vẻ hơi bị tổn thương, lại đáp. Ta không trách ngươi, thật sự. Đây chính là số mạng của ta. Đều tại ta, đều tại ta. Nạp Lan Tuyết Tiên ôm Phong Phi Vân mà khóc, tình cảnh thật là bi thảm. Bên kia, Tử Nhục Hòa Thượng cùng Vô Sắc Vô Tướng bắt đầu tranh cãi. Vô Sắc Vô Tướng thu hồi Phật hiệu, vươn vai đứng lên, tư thế oai hùng bức người, mà lại tinh khiết không tì vết, hắn nói. A-di-đà Phật, nếu Đại Sư cũng là cao nhân Phật môn, liền không nên vẽ đường cho hươu chạy, thả cho một đám tà nhân kia rời khỏi đây. Bọn chúng làm chuyện ác, hẳn là phải bị trách phạt. Tử Nhục Hòa Thượng có chút tán thưởng đối với Vô Sắc Vô Tướng. Một người trẻ tuổi mà có Phật hiệu uyên thâm như vậy, quả thực hiếm thấy. Không ngờ có thể dẫn đến thần Phật theo hầu, vạn Phật chiêu tông. Đây chính là mầm mống của Đại Thánh Phật Môn, thành tựu tương lai liền không có giới hạn. Tiểu tử, người cũng đã biết bọn họ là người phương nào. Tử Nhục Hòa Thượng ôm cái bình rốc vào một ngụm rượu. Trong miệng thổi ra một hơi đầy mùi rượu. Tay cầm vô địch thiền trượng, trên mặt hiện lên nụ cười thấp thoáng. Vô Sắc Vô Tướng đứng ở trên đỉnh một tòa Phật điện, gió thoảng thổi tới làm áo trắng chập chờn, hắn nói. Người tu Phật phải cứu giúp thiên hạ,
phổ độ chúng sinh, phân được thiện ác, biết rõ thị phi, truyền bá giáo hóa, không sợ hãi cường quyền, không sợ hãi tà ma, không sợ hãi sanh lão bệnh tử. Tất cả cứ theo nhân quả, mà không phải bởi vì đối phương là ai liền kìm giữ tay chân. Cứu giúp thiên hạ, phổ độ chúng sinh, kìm giữ tay chân. Tử Nhục Hòa Thượng cười một tiếng dài, rồi hỏi. Tiểu tử, người biết cái gì là tu Phật? Vô sắc vô tướng đáp. Tu Phật, là tu giác ngộ bẩm sinh, không tự giác, bắt đầu giác ngộ, đến tột cùng cũng là giác ngộ. Tất cả chúng sinh đều có tính giác ngộ, thông suốt tính giác ngộ, đó là đã chứng Phật đạo. Người đây đều là chỉ có đọc trong kinh Phật. Tử Nhục Hòa Thượng khinh thường mà lại khinh miệt, lão nói. Tu Phật, là học đạo làm người. Người bình thường, Tử Nhục Hòa Thượng căn bản khinh thường nói nhiều lời thêm một chữ với hắn. Nhưng lúc ấy lão lại tính toán nói nhiều hơn hai câu với vô sắc vô tướng. Tu Phật, là học đạo làm người. Vô sắc vô tướng do dự, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Tử Nhục Hòa Thượng thấy vẻ thông minh trí tuệ trong mắt của hắn thì có hơi gật đầu, lại nói. Vậy ngươi cảm giác tu hành là cái gì? Vô sắc vô tướng đáp. Tu hành, chính là rèn luyện để tăng thêm sự vui lòng làm việc thiện và ghét bỏ tránh né gây nghiệp chướng. Tăng thêm thiện duyên, bồi dưỡng người làm việc thiện, thu được thiện quả, tránh né để phòng nghiệp ác, tránh né điều ác, phòng ngừa hậu quả xấu, tránh né lục đục, củng cố lòng tin, chí hướng không đổi, hoàn thiện tư tưởng, dựng xây đại thừa bồ đề tâm. Tử Nhục Hòa Thượng nói. Lại là đọc trên kinh Phật. Vô sắc vô tướng hai tay nắm lấy Phật châu, khẽ gật đầu, đáp. Kinh Phật đều là do Thánh Hiền Phật Môn sáng tạo, không có chỗ nào sai. Tử Nhục Hòa Thượng nói. Ta cảm giác được tu hành, chính là tu tự thân không đủ. Người ta không có khả năng thập toàn thập mỹ, cho nên tu hành liền không có chừng mực, không ngừng hoàn thiện bản thân, so sánh người nói cứu giúp thiên hạ càng là chính xác hơn. Tử Nhục Hòa Thượng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Lão đi vào trong Phật điện. Tu hành, tu bản thân không đủ. Vô sắc vô tướng lại lâm vào trầm tư lần nữa, trên người tỏa ra ngàn vạn pháp tướng, Phật quang chiếu khắp, giống như biến thành một vị ngọc Phật. Sau khi Tử Nhục Hòa Thượng tiến vào Phật điện, liền nhìn thấy Phong Phi Vân và Nạp Lan Tuyết Tiên ôm tròn lấy nhau mà khóc thật sự thương tâm. Đặc biệt Nạp Lan Tuyết Tiên quả thực đều khóc thành lệ nhân, cũng không biết bọn họ đang khóc những thứ gì. Tử Nhục Hòa Thượng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cảm giác Phong Phi Vân là đang chiếm tiện nghi của Nạp Lan Tuyết Tiên. Bù! Tử Nhục Hòa Thượng vung ống tay áo lên, mở ba cái lồng sắt kia ra. Phu Thanh Họa và hai vị thiên chi kiêu nữ đi ra từ bên trong, tất cả đều có sắc mặt khó chịu. Đối với Tử Nhục Hòa Thượng thì khom người mà bái, nói một đôi lời cảm tạ. Phong Phi Vân, ngươi là đồ cầm thú bại hoại, để mạng lại. Chỉ giao xuất ra một thanh ngọc kiếm trắng lóa, linh khí mông lung, đan sen từng đạo hoa văn Phật ấn mà chém về hướng Phong Phi Vân. Chỉ giao tỉ tỉ, vì sao ngươi phải vô cớ đả thương người khác? Nạp Lan Tuyết Tiên ngăn ở trước người Phong Phi Vân, tay ngọc mảnh rẻ đánh ra một vầng mây chặn ngọc kiếm. Tuyết Tiên, ngươi tránh ra, hôm nay nếu như không lấy mạng ma đầu kia, ta liền tự vận trước Phật. Chỉ giao cho là Phong Phi Vân thật sự đã cưỡi thiện linh nhi, nên hận thấu xương đối với hắn. Mắt nhung lạnh như băng, mũi kiếm rung lên tỏa ra băng tinh khắp Phật điện. Từ đó có thể thấy được hận ý của nàng đối với Phong Phi Vân mạnh đến chừng nào. Hỏa kích ngưng hương cùng ánh mắt không lành, tay vân về Phật hiệu muốn siêu độ Phong Phi Vân. Chỉ giao, ngưng hương, các ngươi đang làm gì đó? Thiện Linh Nhi cùng vô sắc vô tướng từ bên ngoài Phật điện ngoại đi vào. Chỉ giao và hỏa kích ngưng hương đều là kinh ngạc không sao diễn tả nổi, tràn đầy kinh dị nhìn chăm chú Thiện Linh Nhi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Sau một hồi lâu, Chỉ giao mới hỏi. Ngươi không phải bị Phong đại ma đầu. Các ngươi đều phát sinh hiểu lầm hắn. Thiện Linh Nhi liền lập tức nói ra một lần tất cả đầu đuôi câu chuyện. Đương nhiên chuyện Phong Phi Vân xé Phật y của nàng, cởi áo ngực của nàng thì bị nàng giấu biệt. Thì ra là như vậy. Chỉ giao lạnh lùng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vui mừng, cười nói. Chỉ cô nương, ngươi không phải muốn tự vận ở trước Phật. Chỉ giao thấy nụ cười đê tiện kia của Phong Phi Vân, liền nghĩ tới lúc Phong Phi Vân túm lấy ngực mình bóp một cái, trong lòng cực kỳ tức giận. Nàng nâng kiếm định đi giết Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị Thiện Linh Nhi kéo về. Dù sao chính là Phong Phi Vân cứu bọn họ, nếu không phải Phong Phi Vân,
bọn họ không chừng hiện tại đều biến thành một đám thịt nướng. Lần này còn phải đa tạ đại sư vô sắc vô tướng. Phật hiệu của đại sư thật là huyền diệu tuyệt vời, tuổi với chúng ta thì sàn sàn như nhau, nhưng mà tu hành thì chúng ta cũng không bằng 1% của đại sư. May cho ta trước kia vẫn còn tự nhận là không hề kém hơn so với bậc vương giả thế hệ trẻ tuổi, sau khi chứng kiến thức Phật hiệu thần thông của đại sư, mới biết được chính mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng cỡ nào. Chỉ giao đối mặt vô sắc vô tướng liền lập tức thay đổi thành một người khác, cực kỳ cung kính, thậm chí có hơi sùng bái. Rất đúng, nếu không phải đại sư tương trợ, e là sư tỷ muội chúng ta đều phải rơi vào trong bụng đám tà ma ngoại đạo. Hỏa kích ngưng hương cũng cực kỳ sùng kính vô sắc vô tướng, mắt nhung chớp chớp. Nếu như không kể tu vi, chỉ nói Phật hiệu, coi như là 10 đại Phật tôn ngự thú trai thêm vào đều không theo kịp vô sắc vô tướng. Mà sự thực Phong Phi Vân xuất lực nhiều nhất thì lại bị bọn họ gạt sang một bên, coi hắn là tà ma, hận thấu xương. Vô sắc vô tướng hai tay chắp tay trước ngực, hắn nói cực kỳ nghiêm túc. Bần tăng chẳng qua chỉ là hơi dùng đến lực lượng non nớt của mình. Nếu không phải có tử nhục đại sư kịp thời chạy tới, thì với tu vi tầm thường của ta đây, sợ là cũng bị táng thân trong bụng quần ma. Sau đó đoàn người cùng nhau quay về ngự thú trai. Nạp Lan Tuyết Tiên tâm tình thật không tốt, ngồi ở trên lưng linh tê, một mực đều trông nom Phong Phi Vân. Khi thì xoa bóp chân cho Phong Phi Vân, khi thì đấm đấm lưng, hơn nữa cũng không dám sử dụng lực lượng lớn, sợ lại làm Phong Phi Vân bị thương. Vô sắc vô tướng vốn là muốn tiếp tục bước lên con đường tu hành của hắn. Nhưng mà do mọi người cực lực yêu cầu nên hắn mới đồng ý đến ngự thú trai tu hành một đoạn thời gian. Dù sao ngự thú trai chính là đệ nhất thánh địa Phật môn, có rất nhiều văn bản kinh thư từ thuở xa xưa, lại còn có tử nhục hòa thượng vốn nổi tiếng lâu năm trong Phật môn. Những cái này đối với kẻ Phật si như hắn mà nói, đều là một dụ dỗ không nhỏ. Bần tăng đến từ Tây Phương Cực Nhạc Tự, đi theo gia sư tu luyện Đại Thừa Bồ Đề Kinh, 3 năm trước đây mới rời chùa tu hành. Dọc theo đường đi gặp phải quá nhiều chuyện nhân tính hiểm ác. Tham niệm, sân niệm, si niệm, mọi người đều không thể tránh né, tử nhục đại sư nói rất đúng, tu Phật chính là đạo học làm người. Chỉ giao và Hỏa Kích Ngưng Hương, Thiện Linh Nhi, thậm chí là Vu Thanh Họa, đều cực kỳ bội phục vô sắc vô tướng, đang cùng hắn thảo luận nội dung quan trọng trong kinh Phật. Nhưng mà vô sắc vô tướng lại hiển nhiên càng nguyện ý tham thảo Phật lý với tử nhục hòa thượng. Cứ nói vài câu, hắn lại hỏi tử nhục hòa thượng, thái độ cung kính, cực kỳ khiêm tốn. Phong Phi Vân cũng rất thoải mái. Hắn nằm ở trên lưng linh tê, nhắm mắt hưởng thụ, rồi nói. Tuyết Tiên, chúng ta là không có khả năng, tu vi của ta đã bị phế đi, chỉ có mấy chục năm tuổi thọ. Mà nếu như ngươi và tử nhục hòa thượng tu luyện Phật hiệu, tương lai thành Phật thành thánh đều có khả năng. Chúng ta đã không phải là người của một thế giới. Nạp Lan Tuyết Tiên vốn đang vuốt ve bả vai cho Phong Phi Vân, tay nàng lập tức cứng đờ, nàng nói đầy tội nghiệp. Ta đây cũng sẽ không tu luyện nữa. Tại sao? Phong Phi Vân nhảy dựng lên, hắn vươn tay, nâng gương mặt trái xoan của nàng lên. Người ta thích ngươi, lại không thích Phật tổ. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, liền lại nằm xuống. Dọc đường yên tĩnh, quay trở về ngự thú trai. Vào đêm, vầng trăng lơ lửng trên trời cao. Bóng cây lắc lư, ánh trăng màu xanh nhạt soi tỏ những cây cổ thụ chung quanh. Cũng có những cây cao chọc trời như vậy, mặc dù chỉ là một nhánh cây, cũng to bằng thùng nước. Dưới ánh trăng, mặt nước loang lổ, có bóng dáng mặt trăng lồng ở bên trong. Phong Phi Vân ngồi ở trên thiên đảo đàm, dưới gốc cổ thụ, trên bãi cỏ, hắn nhìn trăng uống rượu. Càng uống trong đầu lại càng tỉnh táo, hắn nhẹ tay khẽ sờ sờ trái tim mình, trong lòng khắc sâu một bóng hình yểu điệu, là rõ ràng như vậy, xinh đẹp như vậy. Tu vi của ngươi căn bản là vẫn không hoàn toàn biến mất. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vô sắc vô tướng áo trắng tinh khiết, đi ra từ trong rừng, hai tay hắn lần chàng hạt, đứng ở bên cạnh hàn đàm, liếc mắt nhìn đầm nước lạnh. Phong Phi Vân vẫn ngồi ở nơi này, tóc dài tung bay. Tài hoa tuấn tú hơn người. Tâm tình không có nửa phần phản đối hiện rõ trên mặt, cả người đều có vẻ cực kỳ tự nhiên. Không hiểu. Vô sắc vô tướng cũng ngồi xuống, ánh sáng thần thánh trên người lấp lánh, hắn từ từ nói. Đời người có 8 nỗi khổ, trong đó tối làm đau lòng người nhất là ái tình biệt ly. Nếu không muốn yêu, liền không nên đụng vào, cái này là điều đại trượng phu nên làm. Phong Phi Vân cười cười,
đáp. Không nên giảng Phật Pháp với ta, uống rượu không? Vô sắc vô tướng nhìn qua một chút bầu rượu mà Phong Phi Vân đưa lại, hắn nói. Người xuất gia không dính mùi rượu. Thật sự là một người không thú vị. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói. Uống một ngụm, sau đó lại sám hối 3 ngày với Phật Tổ hẳn là sẽ tha thứ. Vô sắc vô tướng cầm bầu rượu trong tay Phong Phi Vân, liền đổ một ngụm vào trong miệng. Phong Phi Vân cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Rầm, bầu rượu rơi ở trên mặt đất, vỡ tan tành. Thân thể vô sắc vô tướng lắc la lắc lư, sau đó ngã thẳng xuống, trong miệng vẫn còn phun ra mùi rượu. Tửu lượng thế này. Phong Phi Vân lắc đầu cười một tiếng, không hề để ý tới hắn nữa. Sau đó nhìn lên trăng sáng trên bầu trời mà lầu bầu nói. Một nam nhân xấu xa, vốn là không có tư cách lại được một cô bé gái tốt bụng yêu.